Trước khi xuất ngũ anh có biết nhà họ Victor, nhưng chưa từng qua lại với họ. Dương Tiêu nói thăng. Dương Tiêu không nói dối, anh thật sự chưa từng qua lại với gia đình Victor. Gia đình Victor nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới duy nhất ở Nga, bất kể là về vốn lẫn quyền lực địa phương đều siêu mạnh. Ai đó có thể hỏi, tại sao Nga một quốc gia lớn trên thế giới lại chỉ có một nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới? Những người thường xuyên tìm hiểu tình hình quốc tế đều biết rằng Nga rất mạnh về quân sự, nhưng thực lực kinh tế lại tụt hậu rất xa, đây chính là khuyết điểm lớn nhất của Nga. Trong số 500 công ty hàng đầu thế giới thì Nga chỉ có 4, mà trong khi trong 500 công ty hàng đầu thế giới này thì Thiên Phủ Chi Quốc đã có 54 công ty. Trong 500 công ty hàng đầu thế giới này Nga chỉ bằng số lẻ của Thiên Phủ Chi Quốc, đủ để tưởng tượng mức độ khủng khiếp về tình hình kinh tế ở Nga là như thế nào. Cùng với việc Nga và Thiên Phủ Chi Quốc luôn có quan hệ tốt trong nhiều năm qua, năm đó khi thực hiện nhiệm vụ Dương Tiêu đã không đến Nga, ít giao lưu với các gia tộc bản địa. Tuy nhiên, vì gia đình Victor là tập đoàn tài phiệt đẳng cấp thế giới duy nhất ở Nga nên Dương Tiêu đương nhiên đã nghe nói về điều đó. Đường Mộc Tuyết gật đầu, cô biết Dương Tiêu từng là quân nhân, vì thế cô cũng không quá ngạc nhiên. Dương Tiêu vuốt cằm cười nhẹ nói, Mộc Tuyết, không cần áp lực quá lớn, bên kia là người Nga, chuyện này có thể dễ xử lý hơn nhiều. Anh từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, được mệnh danh là thần chết, làm chấn động cả sân khấu quốc tế. Nếu Đường Hạo và Miyamoto Masao kết hợp mạnh càng mạnh, anh sẽ không ngại tiết lộ thân hận, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa gia đình Victor và tập đoàn Tuyết Tiêu. Có lẽ ngày mai việc bàn bạc sẽ không quá dễ dàng. Tập đoàn Dược Phẩm Hạo Thiên cùng nhà Miyamoto mỗi người bỏ ra 5 tỷ tệ, tổng cộng thu được 10 tỷ tệ. Tập đoàn Tuyết Tiêu không thể bỏ ra 10 tỷ tệ cùng một lúc. Đường Mộc Tuyết nhíu mày nói. Dương Tiêu nghiền ngẫm nói, 10 tỷ tệ thì sao? Chỉ cần anh ở đây, Đường Hạo và Miyamoto Masao sẽ không ngắn được tập đoàn Tuyết Tiêu dễ như vậy đâu. Dương Tiêu, lần này chưa đến mức bát dĩ, anh không được ra tay, em muốn thử xem. Đường Mộc Tuyết nghiêm nghị nói. Dương Tiêu kinh ngạc, Mộc Tuyết, em muốn tự thử. Đúng vậy, em muốn thử. Em không thể cứ nập sau lưng anh, luôn tìm sự che chở của anh mãi được. Em muốn trở thành Đường Mộc Tuyết mạnh nhất trái đất, Đường Mộc Tuyết nghiêm nghị nói. Cô biết mục tiêu cuối cùng của tập đoàn Tuyết Tiêu trong tương lai là bước ra sân khấu thế giới. Cô là lãnh đạo cao nhất của tập đoàn Tuyết Tiêu, thực lực của bản thân cô phải rất cứng rắn. Dương Tiêu nghiêm nghị nói, Mộc Tuyết, em đã nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ kỹ rồi, kẻ mạnh đều là một mình, em cần phải trải qua biến hóa. Ánh mắt Đường Mộc Tuyết kiên định lạ thường. Dừng một lúc, Đường Mộc Tuyết tiếp tục nói. Em đọc được một câu trong một cuốn, sách. Sau đó, nhiều người hỏi em cảm giác của em khi đi một mình trên đường vào ban đêm là gì, điều mà em nghĩ đến không phải là sự cô đơn và con đường, mà là đại dương tráng lệ và ánh sao trên bầu trời sáng lấp lánh. Đến nay, trong lòng em là thời hoàng kim, có anh bên cạnh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Được rồi, Mộc Tuyết, anh tin tưởng em sẽ mang đến cho anh một bất ngờ lớn. Nhớ kỹ, đừng quên ý định ban đầu. Bên bỉ từ đâu đến cuối. Dương Tiêu cười cưng chiêu nói. Đường Mộc Tuyết dứt khoát nói, yên tâm, em sẽ. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết tràn đầy tin tưởng vào tương lai, Dương Tiêu cảm thấy rất an tâm. Đồng thời, trong lòng Dương Tiêu cũng có lo lắng sâu xa, anh sợ cuối cùng Đường Mộc Tuyết sẽ mất lý trí trên con đường giết rồng. Ngoại trừ rồng ác, không ai có thể đánh bại rồng ác, giống như người quang minh lôi lạc không hiểu sự suy nghĩ chủ tính. Không thể là đối thủ của kẻ đa mưu túc trí. Trong khi tìm đường đánh bại rồng ác, dũng sĩ đã đi về phía con đường của rồng ác. Cuối cùng, mặc dù đã đánh bại được rồng ác nhưng thường mình cũng trở thành con rồng ác. Ước mơ bạn đâu là gì và con đường vốn định sẵn cho chúng ta là gì, nhưng khi đối mặt với con rồng ác của xã hội, chúng ta dần dần không còn đi theo con đường của riêng mình, không còn kiên định với ước mơ của mình. Bây giờ Dương Tiêu chỉ hy vọng Đường Mộc Tuyết sẽ không bao giờ quên ý định ban đầu của mình, hướng mặt trời mà sông. Lúc này, trong văn phòng của tập đoàn Dược Phẩm Hạo Thiên. Trên một màn hình lớn, nhìn thấy một người đàn ông hơi thở yếu ớt đang nằm trên giường bệnh. Nhìn kỹ người đàn ông xanh xao này chính là Dương Bân Hàn bị Dương Tiêu hành hung ở sân bay vẫn chưa chết. Ông Miyamoto, tôi đã gọi cho trụ sở gia tộc Miyamoto của các ông ở Nhật, phải ngăn chặn tập đoàn Tuyết Tiêu bằng mọi giá. Dương Bân Hàn trong video nói một cách quyết liệt. Cách đây không lâu, anh ta trở về từ nước ngoài, tấn công Trung Nguyên. Sổ dọc. Vốn định bóp chết Dương Tiêu em trai cùng cha khác mẹ từ trong nôi,
ai ngờ cuối cùng trộm gà không được còn mất năm thóc, suýt mất cái mạng nhỏ này của mình. Cú đá kia của Dương Tiêu khiến anh ta mất quá nhiều máu, Dương Bân Hàn hôn mê tròn 3 ngày 3 đêm. May mắn những năm qua Dương Bân Hàn đã học judo ở nước ngoài, sở hữu nền tảng võ thuật, nếu không, cú đá của Dương Tiêu có thể khiến anh ta hoàn hôn trong 9 ngày. Vì thế, lần này để trấn áp tập đoàn Tuyệt Tiêu, Dương Bân Hàn đã không ngần ngại kết hợp với tông bộ của gia tộc Miyamoto ở Nhật. Nhà họ Dương ở Đề Đô dù sao cũng là thế gia trong Thiên Phủ Chi Quốc, xoát thân không thua kém gì các nhà tài phiệt đăng cấp thế giới bình thường. Miyamoto Masao cười nói, cậu Dương yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi và cậu Đường. Có sự ủng hộ của gia tộc, sự giúp đỡ to lớn của câu chủ lớn của nhà họ Dương ở Đề Đô, cộng thêm 10 tỷ tệ tiền vốn, Miyamoto Masao hoàn toàn tự tin vào việc ngăn chặn đơn hàng lần này của tập đoàn Tuyết Tiêu, phát động một cuộc tấn công chí mạng vào tập đoàn Tuyết Tiêu. Đường Hạo, đừng làm tôi thất vọng. Dương Bân Hàn nghiêm mặt nói. Đường Hạo trịnh trọng nói, anh. Dương anh yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ để cho hai tên rác rưởi Dương Tiêu và Đường Mộc Tuy gặp rắc rồi. Tết lắm, một tháng nữa tôi sẽ trở về nước, sau đó tôi sẽ tự tay dê thăng danh Dương Tiêu Kiều. Dương Bân Hàn tức giận nói. Đoạn video kết thúc, Đường Hạo nhìn về phía Miyamoto Masao, chủ nhà Miyamoto, không còn sớm mau về nghỉ ngơi đi. Đường Mộc Tuyết cực kỳ thông minh, không dễ đối phó như vậy, hu ông chỉ Đường Mộc Tuyết còn có tên rác rưởi Dương Tiêu giúp đỡ, có lẽ trận chiến ngày mai không đơn giản như vậy. Cậu Đường yên tâm, tôi và cậu hợp lực mạnh càng mạnh, tập đoàn Tuyết Tiêu chắc chắn sẽ bị dẫm dưới chân hai ta, ha 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 ha. Miyamoto Masao cười điên cuồng. Nhìn Miyamoto Masao đang cười điên cuồng, vẻ tà ác trên mặt Đường Hạo càng đậm. Đứng sau anh ta là sự hậu thuẫn của nhà họ Dương ở Đề Đô. Đứng sau Miyamoto Masao là nhà tài phiệt, Miyamoto tâm cỡ thế giới, ăn chặt được tập đoàn Tuyết Tiêu là sự thật chắc chắn. Ha 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 ha, sau đó, Đường Hạo cũng chê nhạo. Như thể tập đoàn Tuyết Tiêu đang trên bờ vực phá sản, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đã quỳ gối trước mặt anh ta khuất phục quỳ lạy. Ngày hôm sau Dương Tiêu dậy sớm, nhưng Triệu Câm còn dậy sớm hơn Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết mang thai không còn tập thể dục buổi sáng nữa. Nhìn thấy Đường Mộc Tuyết đã dậy, Triệu Câm tươi cười chào hỏi, Mộc Tuyết dậy rồi à, mau ăn sáng đi, trời lạnh, lát nữa sẽ lạnh mật. Mẹ, sao mẹ lại nấu bữa sáng? Đường Mộc Tuyết rất ngạc nhiên. Kể từ khi Dương Tiêu vào nhà, trong 5 năm qua Triệu Câm hầu như không vào bếp. Dương Tiêu cũng dở khóc dở cười, đột nhiên không phải nấu cơm, anh thật sự hơi không thích ứng được. Triệu Câm xua tay, đàn ông làm gì cũng âu, bọn họ không hề biết chăm sóc phụ nữ mang thai. Mộc Tuyết. Trong một năm này mẹ sẽ chăm sóc con, để Dương Tiêu nghỉ ngơi đi. Được rồi, Dương Tiêu cười lắc đầu. Anh có thể nhìn ra được, từ hôm qua biệt được Đường Mộc Tuyết mang thai, cả người Triệu Cầm như biến thành một người khác, mọi tâm tư đều đổ dồn vào cháu trai. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu, xem ra, một năm sắp tới này anh có thể nghỉ ngơi rồi. Vậy anh thật sự phải cảm ơn Mộc Tuyết và tên nhóc trong bụng này. Dương Tiêu nói đùa. Đường Mộc Tuyết cười dịu dàng. Đúng vậy, anh Dương, cả đời này anh phải đối tốt với hai mẹ con Imo. Nhìn thấy dáng vẻ tinh nghịch của Đường Mộc Tuyết, trên mặt Dương Tiêu tràn đầy nụ cười cưng chiêu. Đến bàn ăn, Triệu Cầm hỏi, tối hôm qua hai con đã thảo luận nên đặt tên gì cho cháu trai của mẹ chưa? Mẹ, vừa mới có, làm gì mà đặt tên nhanh như vậy? Đường Mộc Tuyết sở khóc sở cười. Triệu Cầm cáu kỉnh nói, mẹ biết ngay là hai con không quan tâm đến huyền chuyện này mà, mẹ đã nghĩ xong rồi. Nếu là con trai thì gọi là Dương Phàm, có nghĩa là sinh ra đã phi thường, còn con gái thì gọi là Dương Khuynh Thành, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Tên của bà chẳng ra gì cả. Theo tôi, con trai thì tên Dương Kỳ Lân, bây giờ đều gọi bé Kỳ Lân, hoặc Long gì đó, con gái thì tên Phượng Hoàng, ý nghĩa tốt đẹp bia bao. Đường Kiên Quốc ngồi bên cạnh đáp lại. Dương Kỳ Lân, Dương Phượng Hoàng. Nghe thấy tên mà Đường Kiên Quốc đặt, Dương Tiêu suýt bật thốt lên. Vẻ mặt của Đường Mộc Tuyết cũng đỏ ra, cô chưa bao giờ nghĩ tới bố mẹ mình đã nghĩ đến việc đặt tên cho đứa bé. Triệu Câm kinh ngạc nói, cái gì? Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Đường Kiến Quốc, ông đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi phải không? Chuyện này không nên lượt ông xen vào, mau ăn cơm xong rồi đi làm đi. Dù sao tôi cũng không đồng ý gọi là Dương Phàm, Dương Khuynh Bi Đường Kiến Quốc trọn tròn mắt. Trong chốc lát, Đường Kiến Quốc và Triệu Câm đỏ mặt tranh chấp. Lại khiến Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết sững sờ. Sau khi ra khỏi nhà,
Đường Mộc Tuyết tò mò nhìn Dương Tiêu, anh đã từng nghĩ đặt tên gì cho đứa bé chưa? Anh thật sự chưa nghĩ tới, trước tiên đừng nhắc tới chuyện này, chúng ta mau đi thôi. Dương Tiêu nói. Đường Mộc Tuyết không từ chối, tập đoàn Tuyết Tiêu có thể thu phục được gia đình Victor ở Nga hay không mới là điều quan trọng nhất. Khi lái xe, trong lòng Dương Tiêu cũng đang băn khoăn không biết sau này nên đặt tên gì cho đứa bé. Trước đây anh thật sự không nghĩ tới vấn đề này, hôm nay khi Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đề cập đến, suy nghĩ của Dương Tiêu có chút rối loạn. Anh không giỏi đặt tên, xem ra đặt tên là một công việc tốn nhiều công sức. Xem ra sắp tới cần phải nghiên cứu kỹ càng. Đường Mộc Tuyệt đột nhiên nói, trước tiên đừng vội, vẫn còn thời gian, chúng ta đi trung tâm mua sắm trước đi. Đi trung tâm mua sắm, làm gì? Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi. Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói, đi mua chút đồ, nghe nói ông Victor dẫn theo phu nhân Miria đi cùng, chúng ta đi chuẩn bị quà cho bà Miria. Dương Tiêu rất tán thành. Phụ nữ luôn không có sức phản kháng với những món quà, vì vậy việc tặng quà là điều cần thiết. Hôm nay Dương Tiêu sẽ không dễ dàng can thiệp, anh cho Đường Mộc Tuyết rất nhiều không gian phát huy. Sau khi đến trung tâm mua sắm lớn, Đường Mộc Tuyết nhanh chóng dẫn Dương Tiêu đến một cửa hàng thương hiệu Armani, tự tay chọn một bộ vest cho Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết cầm bộ vest nói với Dương Tiêu, mau thử đi. Không phải mua quà cho bà Miria à? Tại sao lại mua quần áo cho anh? Dương Tiêu không nhịn được bật cười. Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói, em muốn nhìn thấy dáng vẻ anh mặc vest fatel. Thật không? Dương Tiêu mỉm cười. Đường Mộc Tuyết nghiêm túc nói, thật, anh mặc vest trông rất ngầu. Vậy được, anh sẽ thử xem. Dương Tiêu dở khóc dở cười. Không lâu sau, Dương Tiêu bước ra khỏi phòng thử đồ. Bộ vest ngầu, cùng thần thái và thân hình thẳng tắp của Dương Tiêu, như thể bộ đồ vest Versace này hoàn toàn được thiết kế riêng cho Dương Tiêu. Đường Mộc Tuyết hơi thẫn thờ, đôi mắt đẹp khóa chặt Dương Tiêu, hầu như không thể di chuyển ánh mắt. Âu dáng người này cũng quá đẹp rồi nhỉ, ánh mặt của mấy nhân viên nữ trong cửa hàng sáng lấp lánh. Không thể không nói, Dương Tiêu có thân thái và gương mặt đẹp, sau khi mặc vest trông càng đẹp trai hơn. Tuy nhiên, loại đẹp trai này không phải như kiểu trai trẻ non tơ, mà là vẻ đẹp trai của một anh chàng cứng như thép. Vóc dáng Dương Tiêu khỏi phải bàn, cộng thêm bộ đồ vest cho thấy khía cạnh nam tính của người đàn ông một cách sinh động và sống động. Nhìn mình trong gương, Dương Tiêu không khỏi cảm thán, thật đúng là người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên. Bình thường anh không đi làm, mặc quần áo rộng, rất hiếm khi mặc vest như thế này. Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết đang hơi sững sờ, có đẹp không? Đẹp, đẹp, rất bổ mắt, Đường Mộc Tuyết tỉnh táo lại hai má xuất hiện nét ửng hồng. Lần đầu tiên cô phát hiện ra dáng người của Dương Tiêu thậm chí còn hơn hắn một số người mẫu nam. Sau khi mua bộ đồ Versace này, Đường Mộc Tuyết nói với Dương Tiêu, chờ một lát. Sau đó, Đường Mộc Tuyết bước đến khu trang sức. Không lâu sau, Đường Mộc Tuyết bước ra với một hộp quà tinh xảo trên tay. Đã chọn quà xong rồi, chúng ta đi thôi, Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng nói. Ra khỏi trung tâm mua sắm, Dương Tiêu lái xe đi về phía khách sạn Thần Đô. Khách sạn Thần Đô được công nhận là khách sạn 5 sao số 1 của tỉnh Hà Nam, nhiều ông lớn trong nước đến thị sát đã lưu trú tại khách sạn này. Khách sạn Thần Đô nằm cạnh một hồ nước ở thành phố Trung Nguyên, xung quanh là những khu biệt thự cao cấp, hai bên đường được trông nhiều thảm thực vật và hoa cỏ. Vừa đến nơi, một mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây hoa lá xộc vào mũi. Cách đó không xa có cặp nam nữ đẹp trai xinh gái súng xính váy cưới chụp ảnh cưới. Lúc này, Đường Hạo và Miyamoto Masao đã đứng ở cửa khách sạn Thần Đô. Nhìn chăm chăm vào chiếc Maserati đang dần đi tới, Miyamoto Masao hút một ngụm xì gà trong tay nói nhỏ, cậu Đường, đối thủ của chúng ta đến rồi. Tôi còn tưởng bọn họ ôm đầu chạy chồn như chuột rôi cơ. Đến là tốt, nếu hai người bọn họ không đến, thì bữa tiệc hôm nay tôi chuẩn bị cho bọn họ chẳng phải sẽ rất lãng phí à hai. Đường Hạo cười âm u. Vì bữa tiệc này, anh ta đã chuẩn bị cả đêm hôm qua, chờ làm cho Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết mất mặt trong bữa trưa hôm nay. Kha 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 khai. Miyamoto Masao và Đường Hạo nhìn nhau, vẻ ảm đạm bay về phía Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Trận chiến đột kích tập đoàn Tuyết Tiêu chính thức bắt đầu. Cơn bão đã tới. Vừa tới cửa khách sạn Thần Đô, Dương Tiêu đã nhìn thấy Đường Hạo và Miyamoto Masao đang cười giữ tọn trước cửa khách sạn. Đường Mộc Tuyết nhíu mày, bọn họ đã đến trước. Không quan trọng,
Quan trọng là Mộc Tuyết em hãy điều chỉnh lại tâm lý, chờ phát huy hết mình, chuyện khác cứ giao cho anh. Dương Tiêu cười dịu dàng. Đôi mắt đẹp của Đường Mộc Tuyết đầy gợn sóng, tin tưởng em sẽ không làm anh thất vọng. Đường Mộc Tuyết mạnh nhát trái đát làm sao có thể làm anh thất vọng được. Dương Tiêu nói đùa. Nhìn thấy nụ cười cưng chiều của Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết dâng lên một dòng chảy ấm áp, tâm trạng vốn căng thẳng ban đầu lập tức thả lỏng. Lần đầu tiên đối mặt với một siêu không lỗ như tập đoàn tài phiệt tầm cỡ thế giới, Đường Mộc Tuyết không căng thẳng thì chắc chắn đó là giả. Có Dương Tiêu đi cùng, trong lòng Đường Mộc Tuyết dần dần thả lỏng, không còn lo lắng như trước. Vừa xuống xe, Miyamoto Masao lập tức dần đầu nhìn về phía Dương Tiêu, cậu Dương mặc quần áo khá đẹp đây, quả thật ăn mặc như con người Ý. Khi đối thủ gặp nhau, vô cùng đỏ mắt. Lần trước cậu con trai Miyamoto Elchiro bị Dương Tiêu đá từ tầng bổn xuông, đến giờ anh ta vẫn đang nằm trên giường bệnh. Nghĩ đến con trai ruột của mình đau buồn, Miyamoto Masao thật sự muốn băm nát thân thể Dương Tiêu trăm lần. Đây không phải là chủ nhà Miyamoto sao? Con trai của ông đã làm tang lễ chưa? Tiêu tốn như thế này không được đâu. Cũng may trời lạnh, nếu không thi thể con trai ông đã thôi giữ rồi. Dương Tiêu giả vờ nói quá lên. Cái gì? Con trai đã làm tang lễ? Đây rõ ràng là đang rủa con trai mình chê mài. Miyamoto Masao suýt nữa nổ tung tại Tho 1189 chỗ. Ông ta vừa mới trêu chọc Dương Tiêu, ai bia Dương Tiêu phản kích khiến ông ta điên cuồng cực độ. Khốn kiếp, Miyamoto Masao tức giận măng. Chửi bằng tiếng Nhật Dương Tiêu nói đùa, ông Miyamoto nói tiếng chim gì thế? Nghe không hiểu, ông học chó sủa à? Danh con khốn kiếp, nhìn dáng vẻ tỏ vẻ trang nghiêm của Dương Tiêu, Miyamoto Masao tức dựng tóc. Đường Mộc Tuyết ở bên cạnh không nhìn được cười ra tiếng. Trước kia cậu thật sự không nhận ra Dương Tiêu lại có tài tranh cãi như vậy. Thật tình không biết, Dương Tiêu đã từng rong ruôi trên sân khấu quốc tế, bọn đâu trâu mặt ngựa gì mà anh chưa từng thấy. Ông đã rút kiếm ra, tôi sẽ làm sáng. Kiêm, đây là quy tắc đối nhân xử thế của Dương Tiêu. Dương Tiêu càng ngạc nhiên hơn, đờ mời chó người Nhật sủa như thế này à? Đúng là giống khác nhau ngay cả tiếng sủa cũng khác nhau. Cậu, lại bị Dương Tiêu làm nhục. Miyamoto Masao gần như sắp bị nội thương. Ông ta hơi hối hận, biết trước sẽ như thế này thì vừa nãy đã không chủ động nói chuyện, ông ta đã quên mất chuyện người thiên phủ chi quốc tranh luận giỏi. Miyamoto Masao bị chọc tức, Đường Hạo đương nhiên không thể đứng nhìn không quan tâm. Đường Hạo cười khẩy với Miyamoto Masao, ông Miyamoto, chó cắn ông, không lẽ ông còn cắn lại chó à hai? Cậu Đường nói có lý, chó cắn tôi. Tôi đương nhiên không thê như chó được. Miyamoto Masao nghe vậy, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo. Dương Tiêu biết bây giờ Đường Hạo đang cùng chiến tuyến với Miyamoto Masao, nhưng Dương Tiêu hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này. Dương Tiêu nhìn Đường Hạo, người khác bay được, tại sao anh lại không bay được? Dương Tiêu, anh có ý gì? Đường Hạo trừng mặt nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu diêu còn nói, cũng không có nhiều ý, theo lý mà nói, chim ưng, biệt bay. Không lẽ anh chỉ là giả thôi à? Chỉ có thể tính là chó. Thằng khốn, Đường Hạo tức giận. Anh ta đã hoàn toàn nghe hiểu, Dương Tiêu đang cố ý sỉ nhục anh ta là chó săn của Dương Bân Hàn. Khuyển ưng, chó săn, tay sai Dương Tiêu không quan tâm hỏi, chủ của anh vẫn khỏe chứ? Chủ. Nghe vậy, Đường Hạo muốn bùng nổ. Anh ta biết Dương Tiêu mồm miệng sắc bén, khi nói ra lời này, càng là đang mang anh ta là chó săn của người khác. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này tim của Đường Hạo đã tôi luyện đến cực điểm, anh ta hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Chỉ cần có thể hạ gục được Dương Tiêu, chỉ cần có thể hạ gục tập đoàn Tuyết Tiêu, khiến Đường Mộc Tuyết nhà tan cửa nát, bị người ta mắng là chó săn thì có làm sao? Không cần anh nhọc lòng, anh Dương sẽ mau chóng khỏe. Đường Hạo chê nhạo. Dương Tiêu kinh ngạc, ồ, chủ của anh thê mà còn sông à, thật thú vị. Xác nhận Dương Bân Hàn chưa chê. Không hiểu sao Dương Tiêu không thất vọng mà ngược lại còn rất phân khích. Ăn oán bao nhiêu năm, nếu Dương Bân Hàn chê một cách dễ dàng như vậy thì quả là quá hời cho Dương Bân Hàn. Yên tâm, một tháng nữa anh Dương xử lý xong chuyện ở nước ngoài sẽ trở về Đế Đô. Đến lúc đó, anh Dương sẽ đích thân tấn công anh, nhất định sẽ lây mạng chó của anh. Đường Hạo nói lời tàn nhẫn. Dương Tiêu vuốt cằm, nghiêm túc nói, không chết thì tốt, nếu chết thật thì không còn vui nữa. Hừ. Vẻ mặt Đường Hạo khinh thường. Không thê giết Dương Tiểu, Dương nếu trong vòng một tháng anh ta Bân Hàn sẽ quay lại,
đích thân nhằm bay 1190 vào Dương Tiêu. Đường Hạo tin với bàn tay của Dương Bân Hàn sẽ bóp chê tên rác rưởi khôn kiếp Dương Tiêu này. Tít! Đúng lúc này, một chiếc Lincoln kéo dài đi chậm đến. Ông Victor và bà Miria đến rồi. Đường Mộc Tuyết nói nhỏ. Dương Tiêu đáp, chúng ta đến tiếp đón họ đi. Đi Đường Hạo và Miyamoto Masao cũng không hề do dự. Vừa bước tới trước, bước ra từ Lincoln phiên bản kéo dài là một cặp vợ chồng tóc trắng. Đường Mộc Tuyết cười nói, ông Victor, bà Miria, chào mừng đến Trung Nguyên. Ông Victor, bà Miria, buổi trưa tốt lành. Miyamoto Masao cười ha ha nói. Đường Hạo cũng vội vàng tiến lên chào hỏi. Người đàn ông tên Victor nhìn về phía bọn Dương Tiêu nhiều hơn, các vị buổi trưa tốt lành, tôi và Miria đã để các vị chờ lâu rồi. Nên thế, mọi người cười nói. Bà Miria nhìn Đường Hạo, đây hẳn là cậu Đường Hạo chủ tịch tập đoàn Dược Phẩm Hạo Thiên đúng không? Bà Miria quả là có ánh mắt tốt, khâm phục, khâm phục. Đường Hạo giơ ngón tay cái lên ngay tại chỗ. Bà Miria cười nói, cậu Đường Hạo tuân tú lịch sự, vừa nhìn đã có thể nhận ra. Nói xong, bà Miria nhìn Miyamoto Masao, chủ nhà Miyamoto. Là tôi, Miyamoto Masao cười nói. Cuối cùng, bà Miria nhìn Đường Mộc Tuyết, cô Đường Mộc Tuyết. Là tôi, Đường Mộc Tuyết dịu dàng hỏi. Nếu tôi đoán không lầm thì đây là cậu Dương Tiêu phải không? Bà Miria hỏi. Dương Tiêu mỉm cười, bà Miria, ngưỡng mộ đã lâu. Sau khi chào hỏi, mọi người cũng được coi là đã biệt nhau. Không có gì ngạc nhiên khi bà Miria có thể xác nhận chính xác Dương Tiêu trong tất cả mọi người có mặt tại hiện trường. Dù sao bà ấy cũng là một nhà tài phiệt tâm cỡ thế giới, vẫn bia những phép xã giao cơ bản nhất. Ông Victor từ xa tới, tôi và cậu Đường đã tận tâm chuẩn bị một món quà cho ông. Miyamoto Masao đột nhiên nói. Nói xong, Miyamoto Masao nhìn Đường Hạo. Đường Hạo vỗ tay, một thanh niên mặc vest đi giày ra cầm hộp quà tinh xảo bước tới. Sau khi nhận hộp quà tinh xảo, Miyamoto Masao và Đường Hạo ném ánh mắt khiêu khích về phía Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu cố ý cao giọng, ồ, thật là trùng hợp, Mộc Tuyết quà chúng ta chuẩn bị đâu. Ở trên xe, em đi lấy ngay, Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói. Miyamoto Masao và Đường Hạo nhìn nhau lần lượt giật mình. Rõ ràng là họ không ngờ Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết cũng đã chuẩn bị quà. Tuy nhiên, ánh mắt của hai người lại tràn đầy ý cười. Nhìn Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết như đang nhìn một tên hê. Như thể món quà mà Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết chuẩn bị so với món quà mà họ chuẩn bị chính là đồ rác rưởi. Đường Hạo nhìn Dương Tiêu nở nụ cười khinh thường, trực tiếp đưa quà cho Victor. Ông Victor, đây là món quà tôi đã lựa chọn tỉ mỉ cho ông. Victor mỉm cười nhận quà, cậu Đường có lòng. Ông Victor, món quà này là cậu Đường Hạo lựa chọn rất tỉ mỉ. Đêm qua cậu Đường Hạo đã mật một đêm lựa chọn. Chỉ vì có thể khiến ông Victor thích. Miyamoto Masao cười nói. Mắt một đêm lựa chọn. Victor tò mò hỏi, đây là loại quà gì? Ông Victor mở ra là biết thôi. Đường Hạo tính trước kỹ càng cười to. Với sự tò mò Victor trực tiếp mở hộp quà tinh xảo. Ở Thiên Phủ Chi Quốc, không thể mở quà của người khác tặng ngay trước mặt, nhưng phong tục ở Nga thì khác. Vì sự khác biệt về văn hóa, điều này không ảnh hưởng gì. Xét cho cùng. Gia đình Victor là một tập đoàn tài phiệt đăng cấp thế giới. Vì lần hợp tác này chủ nhà Victor không nề gian lao vất vả đưa vợ từ Nga đến Trung Nguyên, điều đó đủ thấy sự quan trọng của lần hợp tác này. Sau khi mở ra, đập vào mắt là một chiếc đồng hồ nam tỉnh tê. Victor kinh ngạc nói, đồng hồ. Nói chính xác thì nó là chiếc đồng hồ Patek Philippe số 1 thế giới. Bà Miria thốt lên. Dương Tiêu liếc nhìn, thầm kinh ngạc trong lòng. Xem ra sau khi Đường Hạo trở thành chủ tịch tập đoàn Dược Phẩm Hạo Thiên, đầu óc của anh ta đúng là đã thông minh hơn. Tục ngữ nói, người nghèo chơi xe, người giàu chơi đồng hồ. Tặng một chiếc đồng hồ cho chủ nhà tài phiệt đăng cấp thế giới như, Victor xác thực vô cùng thích hợp. Hơn nữa, đồng hồ Patek Philippe nổi tiếng thế giới, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả Rolex Vacheron Constantin. Patek Philippe là thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng ra đời từ năm 1839 và là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng hàng đầu thế giới. Đây là một trong những nhà sản xuất đồng hồ độc lập thực sự duy nhất còn lại ở Thụy Sĩ, tự sản xuất từ đầu đến cuối. Người ta nói phải mất 10 năm để đào tạo một thợ đồng hồ. Trên thế giới,
ký hiệu của những người yêu thích đồng hồ và giới quý tộc là sở hữu một chiếc đồng hồ Patek Philippe. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của vợ chồng Victor, Đường Hạo thay đổi thất thường. Hừ, ông đây đã dành cả một đêm suy nghĩ về việc chọn chiếc đồng hồ nổi tiếng thế giới này, xem hai người sẽ chiến đấu với tôi như thế nào. Miyamoto Masao cũng rất hài lòng với món quà mà Đường Hạo chọn. Chỉ khi sở hữu một chiếc đồng hồ nổi tiếng mới thể nghiệm được thân phận cao quý của một người đàn ông. Dương Tiêu chế nhạo, Patek Philippe, một chiếc đồng hồ nổi tiếng thế giới, chắc hẳn chiếc đồng hồ này không hề rẻ, đúng không? Đó là đương nhiên, chiếc đồng hồ này giá 888.888.800. Vẻ mặt Đường Hạo kiêu ngạo. Dương Tiêu thốt lên, 8.888.888.002 yo. Vung tay hào phóng thật đây. Hai nhà chúng tôi hợp tác mạnh càng thêm mạnh, chỉ cần ông Victor thích, tất cả đều là số tiền nhỏ. Miyamoto Masao nói đùa. Dương Tiêu thật sự rất ngạc nhiên, một chiếc đồng hồ có giá gần 1 tỷ, quả thật là vung tay hào phóng. Ông Victor thốt lên, quà này quá đắt, tôi không thể nhận được. Ông Victor, ông vẫn chưa biết đúng không, đây là mẫu Patek Philippe mới nhật, phiên bản giới hạn toàn cầu, hiện tại đã bán hết sạch, muốn mua cũng không mua được. Miyamoto Masao cười nhẹ. Giới hạn toàn cầu, không còn trên thị trường. Điều này làm khó Victor. Ông ấy là một tín đồ của đồng hồ nổi tiếng, luôn thích những chiếc đồng hồ Patek Philippe, ông ấy thật sự không thể từ chối chiếc đồng hồ này. Đường Hạo cười đùa, anh ta đã nghe ngóng lâu rồi, ông Victor thích những kiểu đồng hồ nổi tiếng thế giới. Chỉ cần tặng đúng sở thích, ngăn chặn đơn hàng tầm cỡ thế giới của tập đoàn Tuyết Tiêu Trăng phải dễ như trở bàn tay à. Đường Hạo nhìn Victor mỉm cười, ông Victor, chút tâm lòng, ông nhận đi. Để cậu Đường và ông Miyamoto nhọc lòng rồi. Cuối cùng, Victor đã chọn nhận nó. Là một người yêu thích đồng hồ nổi tiếng thế giới, nhìn thấy đồng hồ này không ít người mê mân ngắm nhìn vẻ đẹp vô song. Thấy Victor nhận chiếc đồng hồ nổi tiếng thế giới này, Đường Hạo vui mừng không ngót. Ít nhất theo ý kiến của anh ta, chỉ cần Victor nhận chiếc đồng hồ nổi tiếng này, việc bàn chuyện làm ăn tiếp theo sẽ có nhiều thuận lợi cho họ hơn. Tuy nhiên, Đường Mộc Tuyết tràn đầy năng lượng, cô không hề vì chiếc đồng hồ giá trị này mà thất vọng. Dương Tiêu giễu cợt, đúng thế. Hai người bọn họ thật sự đã suy nghĩ rất nhiều. Chắc là ông Victor không biết, ở Thiên Phủ Chi Quốc, 6 và 8 là số mang ý nghĩa hay, 6 nghĩa là may mắn và 8 là phát tài. Hai người họ đang chúc ông Victor phát tài nhiều hơn. Đường Hạo và Miyamoto Masao giật mình, bọn họ đúng là có ý nghĩ này, nhưng không ngờ lại bị Dương Tiêu nói ra. Như thế này, không phải Dương Tiêu đang giúp bọn họ tăng thêm độ thiện cảm sao? Có quỷ, chắc chắn trong đó có quỷ. Ồ, còn có ý nghĩa tốt đẹp như vậy à? Victor ngạc nhiên. Đường Hạo đỏ mặt, đúng vậy, chúc gia đình Victor phát triển không ngừng, ngày càng hưng thịnh. Cảm ơn cậu Đường nhiều. Victor mỉm cười hài lòng. Đường Hạo nhìn Dương Tiêu khiêu khích, à này, không phải hai người cũng chuẩn bị quà sao? Lấy quà ra xem nào on. Mộc Tuyết, Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết không hề do dự đưa quà cho bà Miria. Bà Miria, đây là mà Mộc Tuyết chuẩn bị cho à? Tặng quà cho tôi, bà Miria ngạc nhiên hỏi. Đường Mộc Tuyết cười điềm tĩnh, đúng vậy, bà Miria có thể mở ra xem có thích hay không? Mở ra đi, Victor nhìn bà Miria. Bà Miria tò mò mở hộp quà tinh xảo, và thấy trong hộp quà tinh xảo có một sợi dây chuyền ngọc bích trong suốt như pha lê. Mà giá của sợi dây chuyền là 13.145.211. Nhìn lướt qua giá cả, Đường Hạo khinh thường nói, chỉ hơn 1 triệu tệ. Các người cũng không biết sâu hô mà lây ra. Hơn 1 triệu tệ, vẻ mặt Victor rõ ràng không hài lòng. Đường Hạo và Miyamoto Masao tặng chiếc đồng hồ nổi tiếng thế giới gần 1 tỷ tệ, mà Đường Mộc Tuyết lại tặng một sợi dây chuyền bằng ngọc chỉ hơn 1 triệu tệ. Lúc này, trong mắt Đường Mộc Tuyết hiện lên vẻ mê mẩn. Bà Miria, tôi chưa bao giờ ghen tị với những thanh niên nam nữ hôn nhau ngoài đường, mà là những người già dìu đỡ nhau trong ngõ, bởi vì đó mới là tình yêu đích thực. Sợi dây chuyền ngọc bích này đúng là không đắt, nhưng ở Thiên Phủ Chi Quốc chúng tôi, số 1.314.521 tượng trưng cho việc anh yêu em yêu anh một đời một kiếp. Tình yêu của ông Victor và bà Miria đã khiến nhiều người cảm động, dìu đỡ bên nhau tới già, từ tóc xanh đến bạc đâu, thật sự khiến người khác ngưỡng mộ. Vì vậy, mong rằng ý nghĩa cao đẹp của con sô này sẽ tiếp tục, chúc hai người ngọt ngào dài lâu, trở thành một giai thoại ca tụng của đời người.
vừa rút lời, hiện trường to lớn im lặng trong giây lát. Đường Hạo sững sờ, Miyamoto Masao cũng sững sờ. Khuôn mặt của bà Miria cảm động, khuôn mặt của ông Victor cũng xúc động. Đúng vậy, bọn họ từ tóc xanh đến bạc đâu, một lòng chặt chẽ dựa vào nhau, con số này không phải tiền bạc có thể thay thế được. Đối với họ, tiền chỉ là con só. Đối với họ, đây là món quà thực sự. Đồng hồ gần tỷ tệ nổi tiếng thế giới. Sợi dây chuyền ngọc bích hơn 1 triệu tệ. Sự khác biệt giữa hai cái này, cao thấp đã định. Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy năng lượng của Đường Mộc Tuyệt, khóe miệng Dương Tiêu hiện lên một nụ cười. Vốn dĩ anh còn lo lắng Đường Mộc Tuyệt sẽ không thích ứng được khi lần đầu tiên tiếp xúc với chủ nhà tài phiệt đăng cấp thế giới, tuy nhiên, kết quả lại khiến Dương Tiêu bất ngờ. Đúng vậy, đối với một người nổi tiếng tâm cỡ thế giới như vợ chồng Victor Miria, nhiều tiền hơn không còn quan trọng nữa. Một đời một kiếp một đôi, tương tư tương vọng không tương phụ, hai người đã đạt đến mức đó từ lâu. Sợi dây chuyền trị giá 1.314.521 đối với họ càng có ý nghĩa hơn. Trên thực tế, xuất phát từ đối tượng được tặng, Đường Mộc Tuyết đã khá cao tay. Vì quà thì thường dành cho nữ giới hơn là dành cho nam giới. Đây là một chi tiết mà trong cuộc sống rất nhiều người dễ dàng bỏ qua. Xét cho cùng, phụ nữ thường có quyền lực trong nhà, nói chung, chỉ cần bà chủ nói, ông chủ thực lòng yêu bà chủ, thì lời bà chủ nói ông chủ sẽ đồng ý. Tặng đồng hồ phiên bản toàn cầu cho Victor, tặng dây chuyền có giá trị cho bà Miria, chặt chân người phía sau sẽ chiến thắng. Lần này, biểu hiện của Đường Mộc Tuyệt rất tốt, điều này khiến Dương Tiêu hoàn toàn yên tâm giao tập đoàn Tuyệt Tiêu cho Đường Mộc Tuyết, vì vậy cũng không có nhiều lo lắng. Đường Hạo và Miyamoto Masao nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy ánh mắt lờ mờ sâu đậm của nhau. Không ai trong hai người họ ngờ tới Đường Mộc Tuyết sẽ tập trung vào chỉ tiệt, nghiền nát họ mà không có sức mạnh đánh trả. Cô Đường thật sự đã nói lên nỗi lòng của tôi. Tôi và Miria đi từ thanh niên đến trung tuổi, từ trung tuổi đến những năm tháng hôm nay, chính là vì một lòng nương tựa vào nhau. Victor thôn thức nhìn Đường Mộc Tuyết. Bà Miria vui vẻ nắm lấy tay của Victor, bà nhìn Đường Mộc Tuyết, cảm ơn cô Đường, tôi rất thích món quà của Goi ha ha. Chỉ cần bà Miria thích là được, người Trung Quốc đặc biệt chú trọng phép xã giao, tôi hôm qua Đường Hạo cậu Đường cũng nghĩ đến chuyện này, chỉ là thời gian rất gấp, không có thời gian chuẩn bị. Miyamoto Masao đột nhiên cười nói. Bà Miria cười nói, tôi đã thể nghiệm được nỗi lòng của mình. Nhìn Miyamoto Masao đang không biết sâu hồ tham gia vào, Dương Tiêu thật muốn phun một ngụm sâu đơ mặn lên mặt Miyamoto Masao. Đồ không biết xấu hổ, đặc biệt rát vàng lên mặt. Gương mặt Đường Mộc Tuyết ửng hồng, là người đầu tiên giành được sự ưu ái của bà Miria, cô đã dẫn đầu trong trận chiến này. Ông Victor, bà Miria, cũng gần trưa rồi, chúng ta vào trong rồi nói chuyện đi. Ông Miyamoto đã chuẩn bị tỉ mỉ bữa trưa thịnh soạn cho hai người. Đường Hạo dí dỏm nói. Đường Mộc Tuyết đưa tay ra làm động tác mời, bên ngoài lạnh, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Được được được. Vào rồi nói chuyện, bà Miria cười không ngậm được miệng. Bà Miria gật đầu, Victor tự nhiên cũng mỉm cười, mọi người đi về phía bên trong khách sạn Thân Đô. Đường Hạo đặc biệt đi chậm lại, anh ta lạnh lùng nhìn Đường Mộc Tuyết, Đường Mộc Tuyết, cô thật sự suy nghĩ chủ tính. Mộc Tuyết nhà tôi suy nghĩ chủ tính. Tôi thấy là hai người suy nghĩ chủ tính mới đúng chứ. Tặng đồng hồ nổi tiếng toàn cầu giá trị gần tỷ tệ, các người đang thể hiện mình là người rất giàu à hai đáng tiếc. Cho dù là như vậy thì hai người cũng không kiếm được chỗ tôi. Cũng đúng, chẳng phải heo thường không cần dùng não mà, chỉ cần vui vẻ là được. Dương Tiêu không lạnh không nóng đi vào. Bản thân Đường Hạo chẳng phải người tốt gì, Dương Tiêu đương nhiên sẽ không cho Đường Hạo chút thê diện nào. Đường Mộc Tuyết nhìn chăm chăm Đường Hạo bằng ánh mắt khó chịu. Nếu không phải Đường Hạo hợp lực cùng Miyamoto Masao tới ngăn chặn, có lẽ cô đã giành được đơn hàng lớn của nhà Victor ở Nga này lâu rồi. Bây giờ, Đường Hạo được Dương Bân Hàn, cậu chủ lớn của nhà họ Dương ở Đề Đô hỗ trợ, Miyamoto Masao được gia tộc Miyamoto nhà tài phiệt đăng cấp thế giới ở Nhật trông lưng. Như thế này, mong muốn thu phục gia đình Victor của tập đoàn Tuyệt Tiêu không còn lợi thế nữa. Xét cho cùng, cộng thêm hơn 10 tỷ tệ mà Dương Tiêu đưa cho cô, khoảng cách tập đoàn Tuyết Tiêu trở thành một tập đoàn tài phiệt đẳng cấp thế giới vẫn còn kém xa. Nghe nói khi mọi người trong vòng, chơi với nhau. Nhà họ Dương ở đây không kém gì một nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, bản thân gia tộc Miyamoto cũng là một nhà tài phiệt,
đăng cập thế giới, đơn hàng này đối với tập đoàn Tuyết Tiêu cực kỳ bất lợi. Cái gì, chẳng phải heo không cần dùng não? Đường Hạo nghe thấy vậy, anh ta vô cùng tức giận. Không phải Dương Tiêu đang nói bóng nói gió mang anh ta và Miyamoto Masao là heo sao? Đường Hỏa cười âm hiểm lạnh lùng nói, Tiêu nhân đắc chí mà thôi. Hai người cứ đặc ý đi, Miyamoto Masao và tôi đã sắp xếp ở khách sạn Thân Đô xong rồi. Hai người các người chờ chết lặng đi. Cố gắng thả ngựa đi, Đường Mộc Tuyê không hề sợ hãi. Vốn tình hình ban đầu đã khá bất lợi cho tập đoàn Tuyết Tiêu. Cô không tin cục diện mà tập đoàn Tuyết Tiêu phải đối mặt còn có thể kém đến mức nào. Binh tới tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Trước khi đến đây, Đường Mộc Tuyết đã sẵn sàng gặp chiêu nào tiếp chiêu đó. Đường Hạo khinh thường nói, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết, hai người ngu ngốc các người tự cho rằng mình thông minh, xem tôi khiến hai người từng bước một trở thành một tên hê như thế nào. Tôi chưa bao giờ có thói quen nghe người ta xì hơi, anh nói xong chưa? Dương Tiêu bó SC Đường Hạo đầy vạch đen, rất muốn đập ngay vào miệng Dương Tiêu xưng thành cái lạp xưởng. Cái miệng này quá tỉ tiện. Đường Hạo chế nhạo giơ ngón giữa lên vói Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, vẻ mặt khinh thường. Miyamoto Masao cũng cười âm u, cho dù món quà của Đường Mộc Tuyết làm bà Miria hài lòng, nhưng bọn họ vẫn thuận lợi như cũ. Một món quà lòe loẹt không thể quyết định ý chí cuối cùng của gia đình Victor. Bước vào khách sạn, Dương Tiêu hơi kinh ngạc. Khách sạn Thân Đô xứng danh là siêu khách sạn số 1 ở Trung Nguyên, nguy nga tráng lệ chẳng khác gì hoàng cung thời xưa. Sự kết hợp giữa phong cách cỏ kính của Trung Hoa và phong cách Âu Mỹ tạo cho người nhìn một tác động mạnh về thị giác. Tấm thảm là đồ cổ, trên tường treo nhiều bức tranh nổi tiếng, những chiếc đèn pha lê tuyệt đẹp treo trên không. Đây cũng là lần đầu tiên Đường Mộc Tuyết đến khách sạn Thân Đô, cô cũng bị cảnh tượng xa hoa làm chấn động. Hai con dế nhưỡi, Miyamoto Masao khinh thường nói. Đám đông đến một phòng cao cấp, sau khi vào chỗ ngồi, Đường Hạo nhìn Miyamoto Masao, ông Miyamoto, ông Victor và bà Miria từ xa tới, sợ là đã đói rồi. Hay chúng ta trực tiếp bắt đầu luôn đi. Vậy thì bắt đầu thôi. Miyamoto Masao vô tay tỏ vẻ kiên quyết. Theo sau tiếng vỗ tay, một số nhân viên phục vụ khách sạn bước vào phòng cùng với những đĩa ăn tinh tế. Dẫn đầu là 6 miếng bít tết, những miếng bít tê có màu sắc và hương vị thơm ngon. Nhìn thoáng qua đã thấy ngon miệng. Victor ngạc nhiên, nếu tôi không nhìn nhầm thì đây là bít tết làm từ thịt bò Kobe, là đặc sản số 1 của Nhật đúng không? Ông Victor quả là có thị lực tốt, đây là miệng bít tết Kobe tươi ngon nhất do ông Miyamoto chuẩn bị tỉ mỉ. Đường Hạo tự hào nói. Vừa nói, Đường Hạo vừa đặc biệt liếc nhìn Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, ý cười nhạo báng hoàn toàn không che giấu được. Người ta nói rằng thịt bò Kobe được nuôi bằng cách massage. Cho uống bia là một món ngon được cả thế giới công nhận. Anh ta và Miyamoto Masao chuẩn bị bít tết Kobe cho bữa trưa, bầu không khí cao cấp trực tiếp đè bẹp Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Bà Miria nói với vẻ thèm ăn, lần cuối cùng tôi ăn bít tết Kobe chính hiệu là ở Nhật cách đây hơn 10 năm. Tôi và Victor vội vã đi máy bay qua đêm NN Trung Nguyên, xác thực là hơi ó íp. Bà Miria không cần khách sáo đâu, bà mau ăn bít tết Kobe thơm ngon đi. Miyamoto Masao cười đắc ý. Ông ta cũng nhìn Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết như một tên hề, như thế lần hợp tác này của tập đoàn Tuyết Tiêu đã bị loại. Gương mặt đẹp của Đường Mộc Tuyết hơi tái nhọt, nhát thời không biết phải nói gì. Ngay lúc Đường Hạo và Miyamoto Masao đang đắc ý, giọng nói không hài hòa của Dương Tiêu đột nhiên, vang lên, bà Miria, chờ một chút, cẩn thận miếng bít tê Kobe này có độc. Cái gì? Món bít tết Kobe ngon này có độc. Vèo 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 vèo, L ngay sau đó, khi lời nói của Dương Tiêu vừa rút, tất cả ánh mắt trong phòng lập tức khóa chặt vào Dương Tiêu. Có độc, vẻ mặt của vợ chồng Victor Miria thay đổi lớn. Trong chốc lát, hai khuôn mặt nổi lên lửa giận nồng đậm. Họ đến từ một nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới, thậm chí là chủ của một tập đoàn tài phiệt đẳng cấp thế giới, ai dám đầu độc trong đồ ăn của họ. Đây là muốn làm gì? Muốn tự tìm chê sao? Miyamoto Masao tức giận rìa mép gần như dựng lên, khôn kiếp. Ai nói bít tết Kobe có độc, cậu có chứng cứ gì không? Dương Tiêu, cơm có thể ăn bậy, nhưng không được nói bậy. Hôm nay nếu không giải thích thỏa đáng, đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Đường Hạo tức giận mắng. Đang yên đang lành lại nói bít tết. Kobe có độc, đây không phải là có tình chọc tức họ sao? Đường Mộc Tuyết sửng sốt, cô không thể tin được nhìn Dương Tiêu.
hoàn toàn không hiểu tại sao Dương Tiêu lại nói biết Tết cô bé có độc. Victor tức giận nhìn Dương Tiêu, cậu Dương, sao cậu lại nói như vậy? Dương Tiêu cười nhìn Miyamoto Masao, ông Miyamoto, tôi hỏi ông, thịt bò Kobe là thịt bò nổi tiếng thế giới đúng không? Điều này là đương nhiên, trên mặt của Miyamoto xuất hiện vẻ tự hào. Thịt bò Kobe, nổi tiếng thế giới, là ký hiệu của Nhật Bản bọn họ. Dương Tiêu tiếp tục hỏi, nghe nói con bò Kobe này uống bia, hưởng thụ massage, nghe nhạc lớn lên đúng không? Không siêu vẻ mặt Miyamoto Masao càng tự hào hơn. Giống như thịt bò Kobe là loại thịt bò ngon nhất trên thế giới, trước thịt bò Kobe tất cả thịt bò khác đều là rác rưởi. Bà Miria nhíu mày hỏi, cậu Dương, chuyện này có liên quan trực tiếp đến miếng bít tết Kobe có độc không? Đúng, có quan hệ trực tiếp hả? Đường Hạo khinh thường nói. Dương Tiêu búng tay dí dỏm nói, đúng vậy, thịt bò Kobe là món ngon được thế giới công nhận. Tuy nhiên, Nhật Bản là khu vực sản xuất thịt bò cao cấp, và đây cũng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của bệnh bò điên, chắc hẳn mọi người đã nghe đến rồi chứ. Điều này, nghe đến đây, ai cũng bàng hoàng. Vợ chồng Victor Miria ngạc nhiên nhìn miếng bít tết thơm ngọt, không khỏi nghi ngờ, không lẽ miếng bít tết Kobe này chứa vi khuẩn nhiễm bệnh? Nếu đúng như vậy, quả thực không khác gì Dương Tiêu nói có độc. Hừi, vớ vẩn. Đây là bít tết Kobe mà tôi cẩn thận vận chuyển từ Nhật qua đêm bằng đường hàng không, sao có thể có bệnh bò điên được? Miyamoto Masao trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Mọi người lại nhìn Dương Tiêu đầy nghi hoặc. Gia tộc Miyamoto cũng là một tập đoàn tài phiệt đẳng cấp thế giới, làm sao món bít tết Kobe mà họ vận chuyển lại mắc bệnh bò điên được? Điều này không khoa học. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Dương Tiêu đã hoàn toàn làm sáng tỏ tình hình. Dương Tiêu lắc đầu dí dỏm nói. Có vẻ như ông Miyamoto không biết gì về lệnh cấm của Trung Hoan, điều đó thực sự đáng buồn. Kể từ khi bùng phát dịch bệnh bò điên ở Nhật Bản vào năm 2001, Thiên Phủ Chi Quốc rõ ràng đã cầm nhập khẩu thịt bò từ Nhật. Mặc dù một số nhà hàng ở Thiên Phủ Chi Quốc lộng hành bán thịt bò Kobe tại một số nhà hàng đô Nhật. Nhưng theo các cuộc điều tra, thì thịt bò Kobe mà họ dùng là giả, trên thị trường Thiên Phủ Chi Quốc không có khả năng sẽ xuất hiện thịt bò Kobe. Hải ở Thiên Phủ Chỉ Quốc không thể tồn tại thịt bò Kobe. Hai vừa rút lời, vẻ mặt Miyamoto Masao đột nhiên trở nên bối rối, Đường Hạo lập tức há to miệng. Gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyệt siêu đặc sắc, cô rất muốn khen ngợi Dương Tiêu. Đúng vậy, kể từ khi bùng phát dịch bệnh bò điên ở Nhật Bản vào năm 2001, nước nhà rõ ràng đã cấm nhập khẩu thịt bò từ Nhật Bản. Ngay cả thịt bò Nhật Bản cũng không được phép nhập khẩu thịt bò Kobe lây ở đâu ra. Vì tập đoàn Tuyết Tiêu là người đầu tiên liên hệ với gia đình Victor, Đường Hạo của tập đoàn Dược phẩm Hạo Thiên biết sau đã cưỡng ép phủ đầu. Đường Hạo và Miyamoto Masao hợp tác, với sức ảnh hưởng của hai nhà siêu mạnh cuối cùng cũng khiến Victor dao động, dẫn đến tình hình hiện tại của tập đoàn Tuyết Tiêu rất bị động. Ngay cả khách sạn cũng do Đường, Hạo và Miyamoto Masao bố trí, có thể tưởng tượng được tình hình của tập đoàn Tuyết Tiêu bây giờ kỳ diệu đến mức nào. Chuyện này, không thể nào. Miyamoto Masao nhìn Đường Hạo. Vẻ mặt Đường Hạo bối rối, tôi không biết. Không thể nào, tôi không biết, hai người là khỉ được cử đến biểu diễn trò cười à? Dương Tiêu trêu chọc. Vốn dĩ còn nghĩ hai người này sẽ làm âm tê thành con thiêu thân nào đó, điều mà Dương Tiêu không ngờ tới là hai tên ngốc nghếch này thế mà lại chuẩn bị món bít tết Kobe. Nước nhà có lệnh cấm rõ ràng, đây không phải hiển nhiên là tự bể đá đập chân mình sao? Victor trầm giọng nói. Hình như xác thực là có chuyện như vậy. Gia đình Victor là một nhà tài phiệt đăng cấp thế giới, và Victor là người đứng đầu nhà tài phiệt đăng cấp thế giới. Trong những năm gần đây, Thiên Phủ Chỉ Quốc có quan hệ tốt với Nga, mà Victor cũng thường đến Thiên Phủ Chi Quốc đàm phán kinh doanh. Ông từng nghe nói thịt bò Kobe không được phép xuất hiện ở thị trường Trung Quốc, nếu không phải có Dương Tiêu nhắc nhở kịp thời, ông đã thật sự quên mất chuyện này. Thì ra là thế, bà Miria hiểu ra. Bà đặt dao và nĩa trên tay xuống, nhìn miếng bít tết Kobe đã hoàn toàn mất cảm giác ngon miệng. Miyamoto Masao cảm thấy khó chịu như vừa ăn phải một con ruồi chết, ông Victor, bà Miria, hai người yên tâm, đây quả thực là miếng bít tết Kobe tươi ngon nhất mà tôi đã sắp xếp cho người vận chuyển từ Nhật qua đêm bằng đường hàng không. Ông có thể thôi được rồi, Thiên Phủ Chỉ Quốc là nước lớn thế mạnh ở phương Đông, ông coi câm lệnh là trò đùa à? Hay là ông không quan tâm đêm uy nghiêm của Thiên Phủ Chi Quốc chúng tôi? Dương Tiêu trực tiếp tức giận. Bị Dương Tiêu nhắm đến liên tục,
Miyamoto Masao buồn bực suýt ói ra máu. Vốn ông ta nghĩ chuẩn bị một số món ngon ở Nhật, ai ngờ biết Tết Kobe bị cầm tuyệt đôi ở Thiên Phủ Chi Quốc. Lúc trước Miyamoto Masao đã từng nghe nói về chuyện này, chỉ là ông ta không biết cho nên bây giờ vẫn chưa hủy bỏ. Đường Hạo thì càng không phải nói, lúc trước nhà họ Đường là gia tộc hạng hai, anh ta đã từng nghe nói đến thứ cao cấp như bít tết Kobe, nhưng chưa từng thấy qua. Nhưng mà, đây thật sự là tôi đích thân sắp xếp từ Nhật, không có khả năng có bệnh bỏ điên. Miyamoto Masao trịnh trọng nói. Dương Tiêu giễu cọt, chủ nhà Miyamoto, ý của ông là ông buôn lậu bít tt Kobe này. Ông Victor, bà Miria, ông bà có dám ăn thịt bò Kobe mà chủ nhà Miyamoto buôn lậu không? Vợ chồng Victor Miria bỗng dứt khoát không thấy ngon miệng nữa. Cho dù không phải buôn lậu, chỉ cần Thiên Phủ Chi Quốc ra lệnh cấm thì món bít tê Kobe này đã không rõ nguồn gốc. Đối với họ mà nói, sơn hào hải vị nào mà chưa từng ăn, không cần phải mạo hiểm ăn một miếng bít tết không rõ nguồn gốc. Nhìn vợ chồng Victor Miria không thèm ăn nữa, Miyamoto Masao buồn bực suýt ói ra máu. Chán Đường Hạo đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh ta thật sự không ngờ tình huống tốt như vậy lại bị Dương Tiêu đánh gãy chỉ bằng mấy câu nói đơn giản. Ông Victor, bà Miria, không sao hết, khách sạn Thân Đô có món gan ngồng ngon nhất của Pháp. Trưa hôm nay chúng ta có thể nếm thử món gan ngồng ngon nhất của Pháp. Đường Hạo vội vàng xoa dịu. Bữa ăn là do anh ta và Miyamoto Masao sắp đặt, giờ xảy ra vấn đề. Bọn họ phải nhanh chóng giải quyết lấy lòng vợ chồng Victor Miria. Dương Tiêu không phúc hậu lại chê nhạo, gan ngồng, món gan ngồng chính hiệu của Pháp, Đường Hạo, anh có chắc không? Chẳng lẽ không phải gan ngỗng hả? Đường Hạo trừng mắt, nhằm vào Miyamoto Masao rồi lại nhằm vào anh ta, nếu không phải có mặt khách quý, Đường Hạo thật sự muốn hất bàn. Dương Tiêu diễu còn nói, đương nhiên không phải. Ồ, không phải gan ngỗng của Pháp, xem ra cậu Dương hiểu rất rõ kiến thức ẩm thực, hay là giảng giải cho chúng tôi biết. Tôi rửa tai lắng nghe, Miyamoto Masao căm hận nói. Ông ta tỏ vẻ khinh thường, như thể Dương Tiêu chỉ đang giả vờ, không hề hiểu biết gì về gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Đường Hạo khinh bỉ và Miyamoto Masao bình tĩnh nói, không biết đúng không? Được rồi, vậy các người hãy lắng nghe, hôm nay tôi không ngại dạy hai người một bài học. Được, tôi ngược lại muốn nghe xem nguyên liệu gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn ở khách sạn Thân Đô không phải gan ngỗng như thế nào. Đường Hạo chê nhạo. Những ngày này sau khi Dương Bân Hàn tỉnh lại, Đường Hạo đã hỏi về những việc làm của Dương Tiêu từ Dương Bân Hàn. Khi còn ở nhà họ Dương ở Đề Đô, Dương Tiêu không được bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô đối xử tốt. Hơn nữa, Dương Tiêu đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô từ lâu, cho nên Dương Tiêu không được tiếp nhận hun đúc văn hóa tiên tiền của nhà họ Dương. Trong mặt Đường Hạo, Dương Tiêu không khác gì một con rùa, anh ta không tin Dương Tiêu có thể nói được gì. Miyamoto Masao cũng nheo mắt tương tự, miệng đầy giễu cọt. Trong mắt của Miyamoto Masao, Dương Tiêu đang lòe thiên hạ, ông ta không tin Dương Tiêu là một người tài trí hơn người, học rộng hiểu sâu. Lần này, liên minh mạnh mẽ giữa tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên và gia tộc Miyamoto sẽ ngăn tập đoàn Tuyết Tiêu giành được đơn đặt hàng dược phẩm lớn từ gia đình Victor ở Nga. Cả hai đều tấn công dồn dập. Không thua gì sự hợp tác trực tiếp giữa hai nhà tài phiệt đăng cấp thế giới và gia đình Victor. Tập đoàn Tuyết Tiêu tuy tốt nhưng không thể so sánh được với họ. Hôm nay, để lấy lòng vợ chồng Victor Miria, Dương Tiêu này chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn nào. Đường Mộc Tuyết cũng rất lo lắng, cô rất mạnh về nghi thức giao tiếp và các khía cạnh khác, nhưng kiến thức chuyên môn âm thực này thực sự là niềm yêu của cô. Giờ đây, cô chỉ có thể đặt niềm hy vọng vào Dương Tiêu. Mong Dương Tiêu có thể xuất khẩu thành thơ, khiến toàn trường bàng hoàng. Bà Miria ngạc nhiên nhìn Dương Tiêu, cậu Dương, tại sao nguyên liệu của món gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn lại không phải gan ngỗng? Bà Miria, chính xác thì nguyên liệu chính xác nhất của gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn là gan ngỗng, nhưng hầu hết gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn trên thị trường không phải là gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn đích thực. Đặc biệt là ở Thiên Phủ Chi Quốc, gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn đích thực là càng hiếm càng ít hơn. Dương Tiêu cười nhẹ. Victor khá tò mò, nếu không phải gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn, hầu hết nguyên liệu đều không phải gan ngỗng, thì nguyên liệu chính xác là gì? Đúng vậy, cậu Dương Tiêu, không phải gan ngỗng, rốt cuộc cậu đang nói gì vậy? Miyamoto Masao giễu cọt. Dưới ánh mặt của mọi người, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên nói, là gan mỡ,
cái gọi là gan mỡ cũng chính là gan vịt thường gặp trong cuộc sống. Cái gì? Hầu hết nguyên liệu của món gan đông cách thức tiêu chuẩn là gan Mỹ. Vớ vẩn, gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn nổi tiếng thế giới như thế, gan ngỗng kiều Pháp nổi tiếng thế giới sao có thể là gan mỡ? Đường Hạo tức giận. Miyamoto Masao châm chọc, cậu Dương Tiêu, dỗ của cậu đã nghe chuyện này ở đâu vậy? Nói ra cũng không sợ người ta hiểu lầm đâu à? Gan mỡ, Đường Mộc Tuyết ngắn ra. Không phải Đường Mộc Tuyết chưa từng ăn đô tây, nhưng rất hiếm khi ăn. Ngoài ra, tỉnh Hà Nam nằm ở nội địa của Trung Quốc, thành phố Trung Nguyên là tỉnh lỵ của tỉnh Hà Nam, vừa được thăng cấp lên thành phố cấp 1 mới. So với đề đô, mà đô các thành phố quốc tế như vậy, có rất ít nhà hàng đô tây chính hiệu. Bà Miria ngạc nhiên nói, gan mỡ. Không đến nỗi vậy chứ. Vợ chồng Victor Miria thường xuyên đi du lịch châu Âu, đương nhiên đã từng ăn món gan ngỗng Pháp, nhưng họ thực sự không ngờ rằng phần lớn gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn sẽ được thay thế bằng gan vịt. Dương Tiêu, không thể nói đúng không? Đường Hạo hỏi như nhìn tên hê. Dương Tiêu nhìn Đường Hạo đang hung hăng ép người nói, xin hỏi, gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn phát âm tiếng Pháp như thế nào? Cái này, Đường Hạo cứng họng. Anh ta giỏi tiếng Anh, nhưng anh ta thực sự không biết gì về tiếng Pháp. Miyamoto Masao chế nhạo, trong tiếng Pháp, gan ngỗng được gọi là foie gras. Sinh ra trong gia tộc Miyamoto tập đoàn tài phiệt đăng cấp thế giới, Miyamoto Masao vẫn biết những tri thức cơ bản nhất. Đúng vậy, gan ngỗng trong tiếng Pháp chính xác được gọi là foie gras. Chuyện này vấn đề gì à? Peter nghi ngờ hỏi. Bà Miria nhìn Dương Tiêu, đúng vậy, gan ngỗng trong tiếng Pháp là foie gras. Cái này hình như không có liên quan gì với gan mỡ chứ nhỉ, cậu Dương. Không không không, sai lầm lớn. Dương Tiêu cười lắc đầu. Vẻ mặt Victor kinh ngạc, sai lầm lớn. Ha, ông Victor, tôi thấy Dương Tiêu này đang căm bảng giá trên đâu, đá chê con chuột trong lòng, giả làm thợ săn. Vẻ mặt Đường Hạo khinh thường. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu đang tính trước kỹ càng, kinh ngạc nói, nếu em nhớ không lầm, trong tiếng Pháp foie nghĩa là gan, gras nghĩa là chật béo. Mộc Tuyết thật thông minh, đúng vậy, trong tiếng Pháp foie nghĩa là gan, gras nghĩa là chất béo. Tương tự foie gras dịch ra tiếng Trung là gan mỡ. Dương Tiêu cười dịu dàng với Đường Mộc Tuyết. Victor ngạc nhiên, ồ, còn có câu nói như vậy. Thật sao, vẻ mặt Đường Hạo không tin tà. Anh ta lập tức lấy điện thoại di động ra tra Baidu, khi nhìn thấy câu nói trên Baidu vẻ mặt Đường Hạo đột nhiên cứng đỏ. Đúng vậy. Những gì trên Baidu giải thích gan ngỗng trong tiếng Trung quả thật là gan mỡ. Miyamoto Masao nheo mắt, vẻ mặt cũng hoang mang. Mặc dù giá trị con người của Miyamoto Masao rất cao, nhưng ông ta thực sự không biết những chi tiết này. Victor và Miria nhìn dáng vẻ của Đường Hạo và Miyamoto Masao biết rằng Dương Tiêu đã đúng. Bà Miria tò mò hỏi, tại sao hầu hết món gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn nổi tiếng thế giới lại đều làm từ gan mỡ? Đúng vậy. Tại sao lại là gan mỡ? Đường Hạo lấy lại tinh thần, nghiêm nghị nói. Anh ta sững sờ đến mức không thể ngây người nữa, anh ta không tần Dương Tiêu thật sự hiểu biết nhiều về gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn. Dương Tiêu cười nhẹ, gan ngỗng kiều Pháp, trên thực tế phần lớn món ăn này không sử dụng gan ngỗng, chính thông, là sự thật đã được thế giới công nhận. Trên thực tế, tốc độ sinh sản của ngỗng còn lâu mới thỏa mãn được nhu cầu ăn gan ngỗng của người sành ăn. Vì vậy, nguyên liệu của món ăn này thực sự là gan vịt mà không ai nghĩ tới, so ra thì số lượng vịt nhiều hơn. Sự sinh trưởng và tốc độ sinh sản cũng sẽ nhanh hơn nhiều so với ngỗng, có thể đáp ứng được nhu cầu của con người. Vì vậy, trên thực tế, trong các nhà hàng Pháp, 80% gan ngỗng đều là gan vịt, thậm chí còn cao hơn con số này. Thật hay giả, Miyamoto Masao tỏ vẻ không tín. Đường Hạo chế nhạo, 80%. Dương Tiêu, cậu thật có thể khoác lác. Gan ngỗng của Pháp nổi tiếng thế giới, họ không tin vào món ngon nổi tiếng như vậy, 80% trong số đó được thay thế bằng gan mỡ. Vợ chồng Victor Miria cũng vô cùng ngạc nhiên trước những gì Dương Tiêu nói. Ngày thường họ sống ở Nga, chủ yếu tập trung vào các món ngon địa phương. Họ thực sự không hiểu biết nhiều về gan ngỗng Pháp. Không tin, được rồi, phải gan mỡ hay không thì hỏi sẽ biết thôi. Dương Tiêu thờ ơ nhún vai. Ngay sau đó, Dương Tiêu gọi nhân viên phục vụ, gọi bếp trưởng của các anh ra đây đi. Vâng, thưa anh, nhân viên phục vụ kính cẩn nói. Anh ta biết ở đây toàn là khách quý nên không dám sơ suất, lập tức đi vào sau bếp gọi bếp trưởng.
Bệp trưởng là một người đàn ông trung niên có cái bụng bự, khi ông ta bước tới đã mỉm cười kính cẩn, tôi là Vương Cương, bếp trưởng của khách sạn Thân Đô. Không biết quý ông, quý bà, quý cô tôn kính gọi tôi đến đây có gì chỉ dẫn. Họ không tin gan ngông cách thức tiêu chuẩn ở đây là nguyên liệu gan mỡ, hay ông tới muốn nói cho họ biết đi. Dương Tiêu cười nói, hả, nguyên liệu gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn ở chỗ chúng tôi. Bếp trưởng Vương Cương ngạc nhiên. Đường Hạo hỏi, nguyên liệu gan ngỗng Pháp nổi tiếng nhất ở khách sạn Thân Đô có phải thật sự là gan mỡ không? Ông hãy nói thật đi. Lúc này, ánh mắt của Đường Hạo và Miyamoto Masao đều tập trung vào Vương Cương, bếp trưởng của khách sạn Thân Đô, họ muốn xác minh sự thật, vạch chân những lời nói dối của Dương Tiêu. Như thế những lời nói của Dương Tiêu đều là mánh lưới quảng cáo cắm bảng giá trên đâu. Nguyên liệu làm món gan ngông cách thức tiêu chuẩn của các ông có thực sự là gan mỡ không? Bà Miria cũng hỏi. Bếp trưởng Vương Cương nghe vậy, ông ta không hề muốn nói thật, nhưng ông ta biết những người trong phòng này đều là ông lớn, cũng không dám dâu dêm chuyện gì. Vì thế, bếp trưởng Vương Cương chớp mắt, chua xót nói, đúng vậy, nguyên liệu gan ngông cách thức tiêu chuẩn ở chỗ chúng tôi là gan vịt, cũng chính là gan mốt. Cái gì, món gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn nổi tiếng Nhật ở khách sạn Thân Đô thật sự là gan mỡ. Vừa rút lời, nó giống như một tiếng sâm từ không trung rơi xuống khiến Đường Hạo và Miyamoto Masao kinh ngạc. Thật sự là gan mỡ. Victor rất ngạc nhiên. Trên mặt Dương Tiêu lộ ra một nụ cười, anh rong ruổi trên sân khấu quốc tế lâu như vậy, ở lại châu Âu và Hoa Kỳ lâu nhất, hiểu được những kiến thức này cũng là điều dễ hiểu. Đường Hạo không thể tin được, gan mỡ. Ông chắc chắn món gan ngông cách thức tiêu chuẩn nổi tiếng nhất ở khách sạn Thân Đô là gan mỡ. Ông không được nói lung tung. Quý ông này, tôi thật sự không nói dối. Cậu có thể đi tìm hiểu, trong các nhà hàng Đô Tây trong nước có một số nhà hàng gan ngông cách thức tiêu chuẩn sử dụng gan ngỗng chính thống nhất. Bếp trưởng Vương Cương cười khổ. Miyamoto Masao sửng sốt, cái gì? Làm sao có thể là gan mỡ được? Thiên Phủ Chi Quốc là quốc gia ẩm thực Trung Hoa lớn nhất. Số lượng nhà hàng Đô Tây vốn đã ít, còn các nhà hàng Đô Tây lớn lại càng hiểm hơn. Món gan ngông chính hiệu rất đắt, cho dù khách hàng mua một chút cũng rất ít. Giá thành quá cao, giá chế biến cũng rất cao, nên ít người gọi món này. Bếp trưởng Vương Cương nói thật. Bà Miria sửng sốt, bà thật sự không dây en những gì Dương Tiêu nói là sự ật. Đường Hạo vô cùng nghi ngờ, không phải tên Dương Tiêu này đã mua chuộc ông đấy chứ. Dương Tiêu nói thật. Lúc này đầu bếp trưởng thừa nhận nguyên liệu món gan ngông cách thức tiêu chuẩn là gan mỡ, Đường Hạo không khỏi nghi ngờ trong đó có thủ đoạn. Mụ chuộc, thật sự cho rằng nhân phẩm của tôi bỉ ôi như anh à. Dương Tiêu chê giêu. Đường Hạo sững sờ, cậu nói ai nhân phẩm bỉ ôi hả? Trước mặt vợ chồng Victor Miria, Đường Hạo không dám mắng Dương Tiêu là đồ rác rưởi. Nếu không, theo tính tình bình thường của anh ta thì đã mang Dương Tiêu cay độc từ lâu rồi. Không tin đúng không? Vậy tôi hỏi anh, ở trong nước, anh thấy vịt hay ngỗng nhiều hơn? Dương Tiêu hỏi. Đường Hạo nhíu mày, hoàn toàn sững sờ trước câu hỏi của Dương Tiêu. Loại vấn đề này mà còn cần phải hỏi à, hai ở nước ta chắc chắn là nuôi nhiều vịt. Ra khỏi nhà thì có hàng bán vịt quay và đủ các loại vịt, vịt các loại khắp phô, nhưng món ngon liên quan đến ngỗng thì hiếm. Miyamoto Masao không tin ta tiếp tục nói. Số lượng ngỗng ở Thiên Phủ Chỉ Quốc ít hơn không có nghĩa là ở châu Âu có ít hơn mà nhỉ. Ông sai rồi, ở châu Âu không chỉ có rất ít, mà là vô cùng ít. Dương Tiêu tự tin nói. Victor nghi ngờ hỏi, tại sao lại thế? Nguyên liệu chính của gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn không phải nên là gan ngỗ ông sao? Ông Victor, vừa nãy tôi đã nói rõ nghĩa tiếng Pháp và tiếng Trung của gan ngỗng là gan mỡ. Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Đường Mộc Tuyết nói, trong ấn tượng của tôi, gan vịt dường như tiêu thụ nhiều năng lượng hơn ngỗng. Những miếng gan ngỗng lớn rất hiếm thấy trên thị trường, nhưng những miếng gan vịt lớn lại rất phổ biến. Không sai, đúng là như vậy. Gan vịt tiêu tốn nhiều năng lượng, chu kỳ sinh trưởng nhanh, thị trường châu Âu có nhu cầu lớn. Vì vậy, phần lớn gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn được thay thế bằng gan vịt, và gan vịt không thua gì gan ngỗng. Hãy tưởng tượng mà xem, người châu Âu rất đặc biệt về phép xã giao, đặc biệt là trên bàn ăn. Nếu gan vịt không thể thay thế gan ngông, thì làm sao họ có thể chấp nhận được? Dương Tiêu cười nhẹ nói. Dù chỉ là cười nhẹ, nhưng nó không khác gì một nhát búa nặng nề giáng vào tham vọng của Đường Hạo và Miyamoto Masao. Hai người đều trợn mắt ngoác mồm, không ngờ Dương Tiêu lại thực sự có đầu óc chính trị,
nói gì cũng làm cho bọn họ không nói nên lời. Đặc biệt là Đường Hạo, anh ta nhìn Dương Tiêu như thê đang nhìn chằm chằm một con quái vật. Tên rác rưởi này không phải bị đuổi ra khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô từ lâu sao? Tại sao tên rác rưởi Dương Tiêu này lại biệt nhiều như vậy? Điều này không khoa học. Miyamoto Masao cuối cùng vẫn có chập, cậu nói đều là thật. Sao tôi lại có chút không tin? Dương Tiêu biệt Miyamoto Masao vẫn chưa bị thuyết phục, NHC. Nhạo trực tiếp phá vỡ sự cố chấp cuối cùng của Miyamoto Masao. Chủ nhà Miyamoto không biết, ở châu Âu, gan mỡ vịt được nâu đặc biệt với hương vị thơm ngon và là món ngon nổi tiếng thế giới. Nhu cầu về gan mỡ ở thị trường châu Âu rất cao. Sản phẩm gan mỡ là thực phẩm rất phổ biến ở Pháp. Năm 1975, sản lượng gan mỡ ở Pháp hàng năm là hơn 1.000 tấn. Năm 1984 tăng lên hơn 3.000 tấn, đến năm 2003 tăng mạnh lên hơn 127.000 tấn. Dương Tiêu bình tĩnh nói. Lời qua tiếng lại, khiến trên trán Miyamoto Masao toát ra mồ hôi lạnh. Bếp trưởng Vương Cương của khách sạn Thân Đô mở miệng, trong nấu ăn, gan ngỗng là loại gan được lây từ ngỗng ăn quá nhiều. Người châu Âu xếp gan ngỗng cùng với trứng cá, nguôi và nâm cục là ba món ngon hàng đầu thế giới. Giá thành tương đương với nâm cục, trứng cá muối. Người bình thường ai có đủ khả năng ăn? Được bếp trưởng Vương Cương bổ sung, Miyamoto Masao buồn bực suýt ói ra máu. Là người gốc Nhật, Miyamoto Masao thường xuyên tiếp xúc với trứng cá muội chính hãng, ông ta biết trứng cá muội chính hãng được bán với giá cao ngất trời. Đường Hạo cũng đờ đẫn, vốn dĩ anh ta là một kẻ khôn ngoan, giờ ngay cả bếp trưởng của khách sạn Thân Đô đích thân xác thực, anh ta đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Mở mang tầm mắt, thật sự mở mang tầm mắt, cậu Dương đúng là học rộng tài cao. Victor thán phục. Bà Miria giơ ngón tay cái lên với Dương Tiêu, cậu Dương có đầu óc chính trị, thật sự khiến người khác khâm phục. Ông Victor, bà Miria, hai người khách sáo quá rồi. Thịt bò Kobe nhất định không thể ăn, nhưng ăn gan mỡ thì được. Dương Tiêu cười nói. Victor gật đầu, vậy thì nếm thử gan mỡ có tiếng ở Trung Nguyên đi. Vâng. Bếp trưởng Vương Cương đáp lại. Dương Tiêu chỉ vào miếng bít tết Kobe trên bàn nói với nhân viên phục vụ, giúp tôi gói những miếng bít tết Kobe này lại. Vâng, thưa anh, nhân viên phục vụ kính cẩn nói. Gói lại. Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, vẻ mặt Miyamoto Masao khinh thường. Đúng là tên phôi thai thô kệch không có tri thức, đóng gói mang về chắc chắn sẽ lén nêm thử. Sau đó, Dương Tiêu nói đùa, gần đây có mấy con chó hoang đền biệt thự bên Hỗ Nhạn Minh. Tôi đóng gói đem về cho những con chó hoang ăn. Chủ nhà Miyamoto, ông không có ý kiến gì chứ hai. Gói mang về cho chó ăn. Nghe vậy, Miyamoto Masao suýt chút nữa bị nổi thương. Mẹ kiếp, miếng bít tết Kobe tuyệt vời mà ông đây đã vận chuyển từ Nhật. Qua đêm bằng đường hàng không thế mà bị tên phôi thai thô kệch nhà cậu cho chó ăn, thật. Thật là phụng phí của trời. Không, không có ý kiến, Miyamoto Masao mặt đen chán nản nói. Bị Dương Tiêu làm mát mặt hết lần này đến lần khác, Đường Hạo không cam lòng. Ngay sau đó, Đường Hạo nhìn chằm chằm Dương Tiêu cười âm hiểm, ăn gan ngông kiêu pháp, nếu không kèm theo rượu vang đỏ hảo hạng thì làm sao xứng được. Người đâu, mang cho tôi chai Lafite 1982 mà tôi đã chuẩn bị. Vâng, anh Đường, một nhân viên phục vụ khác nhanh chóng lấy hai chai Lafite 1982. Đường Hạo tỏ vẻ sắp thăng được một ván, ông Victor, bà Miria. Đây là Lafite tốt nhất mà tôi chuẩn bị. Là Lafite 1982 tốt nhất, không thua gì Lafite Vương. Tiếp theo, chúng ta hãy thử Lafite 1982 hảo hạng này trước. Nói xong, Đường Hạo cầm lấy ly rượu, chuẩn bị rót rượu đỏ. Đợi đãi đột nhiên, giọng nói bất hòa của Dương Tiêu lại vang lên. Đường Hạo đột nhiên nhíu mày, sao? Có vấn đề? Có vấn đề, không chỉ có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn. Lafite 1982 của anh có độc đó. Dương Tiêu tự tin nói. Cái gì? Lafite 1982 có độc. Nghe vậy, ánh mắt Đường Hạo và Miyamoto Mao vô cùng mờ mịt. Mẹ kiếp, tên nhóc Dương Tiêu này rốt cuộc muôn làm âm ý đến mức nào? Vừa nãy cậu ta nói bít tết Kobe có độc. Bây giờ cậu ta lại nói Lafite 1982 có độc. Cậu là chuyên gia đập phá đúng không? Thật là, mẹ kiếp chó má. Rượu vang đỏ cũng độc, Victor tỏ vẻ kinh ngạc. Bà Miria mở to mắt,
khó tin nhìn Đường Hạo và Miyamoto Masao. Nhận thấy vợ chồng Victor Miria đang khó chịu, Đường Hạo và Miyamoto Masao lần lượt thay đổi sắc mặt. Có đánh chê cả hai cũng không ngờ tới Dương Tiêu sẽ hành xử theo cách này, mở miệng ra là nói chai Lafite 1982 hạng Nhật có độc. Vừa rồi, Dương Tiêu liên tục khẳng định món bít tết Kobe có độc, sau đó lại nói nguyên liệu gan ngỗng cách thức tiêu chuẩn là gan mỡ, được vợ chồng Victor Miria tin tưởng. Nếu bây giờ lại xác nhận Lafite 1982 có độc, thì việc kinh doanh này còn bàn cái gì nữa, hai nhà chung tay mạnh lại càng mạnh sẽ trực tiếp hạ nhiệt. Đường Hạo nhìn Dương Tiêu trách măng, có độc. Dương Tiêu, tôi nói rõ cho cậu biết, cậu bớt phu không ở chỗ này đi. Đúng vậy, ông Victor, bà Miria, tôi vô cùng nghi ngờ cậu Dương đang bịa đặt đúng sai. Sao Lafite 1982 hạng nhất mà chúng tôi chuẩn bị lại có độc được? Miyamoto Masao nói lời ngay thẳng. Đường Mộc Tuyết lại kinh ngạc, cô nhận ra hôm nay Dương Tiêu không chỉ muốn đập phá hiện trường, mà còn thốt ra những lời kinh ngạc không rút. Victor nhíu mày nhìn Dương Tiêu, cậu Dương, làm sao cậu biết trong chai Lafite hảo hạng này có độc? Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, đều muốn Dương Tiêu đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Chuyện này rất đơn giản, tôi sẽ giải thích từng chuyện một. Dương Tiêu cười nói. Đường Hạo khinh thường nói, hôm nay tôi ngược lại muốn xem cậu có thể nói gì. Nếu hôm nay không giải thích thỏa đáng, đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Nếu không có vợ chồng Victor Miria, Đường Hạo đã tức giận nhắc cả bàn lên từ lâu rồi. Lafite 1982 là cực phẩm tồn tại của Lafite, tốt hơn nhiều so với loại Lafite 1982 thông thường. Anh ta đã mua hai chai Lafite này từ Đê Đô, tiêu hết 1 triệu tệ. Rốt cuộc, cực phẩm Lafite 1982 tốt nhất không có trên thị trường, phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được chúng. Đường Hạo, do anh đã chuẩn bị Lafite hạng nhất này, vậy tôi hỏi anh hiểu biết bao nhiêu về Lafite 2? Dương Tiêu hỏi. Hiểu biết bao nhiêu về Lafite? Nghe vậy, Đường Hạo bật cười. Anh ta đã chuẩn bị Lafite 1982 tốt nhất, anh ta đương nhiên chuẩn bị bài trước, tôi hôm qua học lại toàn bộ kiến thức chuyên môn về Lafite trên Baidu Baike. Dưới sự chất vấn của Dương Tiêu, Đường Hạo Diêu còn nói, đương nhiên hiểu rất rõ. Lafite là loại rượu vang đỏ Sato Lafite sản xuất, một trong năm nhà máy rượu vang Bordeaux nổi tiếng của Pháp, có lịch sử lâu đời. Nó được thành lập tại làng Puyai năm 1354. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rượu vang Lafite có hương hoa, hương trái nổi bật, êm dịu, dẻo dai, tao nhã, được xưng là hoàng hậu của vương quốc rượu vang. Đúng vậy, xem ra cậu Đường Hạo hiểu rất rõ. Miyamoto Masao khen ngợi. Đường Hạo đắc ý tiếp tục nói, đương nhiên, Lafite có thể trở thành loại rượu vang đỏ hàng đầu thế giới. Phải thừa nhận rằng đất đai và khí hậu của trang viên Lafite là có một không hưu trong số đó. Cabernet Sauvignon chiếm khoảng 70%, Merlot chiếm khoảng 20%, và trồng trọt trong trang viên Lafite được coi là tốt nhất trên thế giới. Dừng, khi Đường Hạo chuẩn bị trổ tài, Dương Tiêu trực tiếp xua tay. Bà Miria tò mò hỏi, cậu Dương, chuyện này liên quan gì đến Lafite 1982 có độc? Đương nhiên có liên quan lớn là đăng khác. Dương Tiêu cười thân bí nói. Nhìn chằm chằm dáng vẻ lão luyện của Dương Tiêu, Đường Hạo chế nhạo, thật sao? Tôi thấy cậu đá chết chuột trong lòng, giả làm thợ săn thì có. Đường Hạo, bót khoe khoang mây kiên Lafite trên Baidu Baike mà anh học thuộc kia đi. Kiến thức trên Baidu Baike chỉ có thể dùng làm tài liệu tham khảo mà thôi. Dương Tiêu chê giêu. Cái gì, Đường Hạo đọc thuộc lòng kiến thức trên Baidu Baike? Nghe vậy, vẻ mặt của nhiều người trong phòng trở nên rất kỳ quái. Đặc biệt là Đường Hạo, anh ta trợn to hai mặt, giống như bị chịu 100.000 điểm sát thương, buồn bực suýt nữa ói ra máu. Mẹ kiếp, làm sao chuyện gì Dương Tiêu cũng biết. Cậu ta nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra mình đọc thuộc lòng kiến thức trên Baidu Baike. Vả mặt, quả thật là vả mặt. Miyamoto Masao đứng lên bảo vệ quyền lợi của Đường Hạo, đọc thuộc trên Baidu Baike thì sao? LT nhát cậu Đường Hạo hiểu rất rõ, cậu thì biết gì? Tôi chẳng biết gì cả, tôi chỉ hiểu biết mỗi thứ một ít mà thôi. Dương Tiêu bình tĩnh nói. Đường Hạo khinh thường nói, chuyện gì cũng biết một chút. Dương Tiêu, cậu thật sự biết sát vàng lên mặt mình. Chuyện này có liên quan trực tiếp đến chuyện trong rượu có độc không? Victor cũng ngạc nhiên hỏi. Dương Tiêu cười nói, liên quan rất trực tiếp,
Đường Hạo, chẳng phải anh hiểu biệt Lafitte sao? Vậy anh có biết Lafitte được bảo quản hoàn hảo như thế nào không? Biết tại sao những loại rượu vang đỏ Lafitte 1982 hảo hạng nhát thường vô giá không? Bảo quản Lafitte hai Đường Hạo lập tức ngần ra. Anh ta đọc lại kiến thức về Lafitte trên Baidu Baike, về cách bảo quản Lafitte thì anh ta thực sự không biết gì. Dương Tiêu gật đầu nói, đúng vậy, Lafitte được bảo quản theo đúng quy cách. Chắc hẳn mọi người đều biết bát kỳ Lafitte năm nào cũng sẽ được chia thành 369. Lafitte 1982 được bán với giá hàng chục nghìn tệ trên thị trường thường là vào năm 1982, kém nhật của Lafitte. Ồ, bà Miria rất ngạc nhiên. Dương Tiêu nhìn Đường Hạo, Đường Hạo, không phải anh là chuyên gia hiểu rõ về Lafitte sao? Anh hiểu cách bảo quản Lafitte không? Tôi không hiểu, chẳng lẽ cậu hiểu? Vẻ mặt Đường Hạo xấu xí trách măng. Dương Tiêu lại nhìn Miyamoto ẻ Masao, chủ nhà Miyamoto, ông hiểu không? Tôi không hiểu, cậu hãy nói về mối quan hệ giữa bảo quản Lafitte và hai chai Lafitte có độc này đi. Vẻ mặt Miyamoto Masao lạnh lùng nói. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của mọi người, Đường Mộc Tuyết nói nhỏ, anh đừng thừa nước đục thả câu nữa, cứ nói thẳng ra đi. Được, anh không thừa nước đục thả câu, sẽ nói thẳng. Bảo quản Lafitte, nhất định không thể tách rời 6 yếu tố này. 6 yếu tố là nhiệt độ, độ âm, độ sáng, thông gió, độ dung và vị trí đặt. Nếu 6 yếu tố này bị lệch một chút, sẽ nóng, nở ra rồi co lại. Một khi bị nóng, rượu thấm vào nút chai sẽ bị oxy hóa, nếu nhỏ lửa thì rượu sẽ lên men chậm và ảnh hưởng đến hương vị. Dương Tiêu nói thẳng. Đường Hạo nghe vậy thì vô cùng khinh thường, nói trọng điểm, tại sao chai Lafitte này lại có độc? Đúng vậy, lằng nhằng như vậy là đang che đậy ý đồ riêng của cậu à? K.S.A. Hàng Masao trở nên mất kiên nhẫn nhìn thấy hai người tức giận, Dương Tiêu chế nhạo. Trước sự nghi ngờ của vợ chồng Victor Miria, cú đánh của Dương Tiêu đã khiến Đường Hạo và Miyamoto Masao hoàn toàn không nói nên lời. Dừng một chút, Dương Tiêu nhẹ giọng nói, chắc mọi người đều biết, trước khi uống Lafitte, đầu tiên phải dựng rượu vang đỏ lên. Đây là để thức tỉnh rượu, ngược lại rượu Lafitte càng ngon, thời gian tỉnh rượu càng lâu. Lafitte 1982 hảo hạng phải để trong hầm rượu 3 ngày mới lắng đọng. Sau khi mở ra phải nêm thử rượu. Không phải hy ngon hay, không mà phải nêm thử hương vị của nó để đánh giá trạng thái tỉnh rượu. Tỉnh rượu, ban đầu là một muộn học. Một chai Lafitte bình thường cần phải được đồ trong bình hơn hại giờ, chưa kể đến loại N1982. Nếu không, mùi vị của nó chẳng khác nào dâm. Mà Lafitte không tỉnh, tỉnh rượu không đúng cách, uống nó có khác gì uống thuốc độc không? Cái gì? Lafitte 1982 cần tỉnh rượu trong 3 ngày. Choáng váng, mọi người đều choáng váng. Hai mắt Đường Hạo đờ đẫn trong chốc lát, hai mặt Miyamoto Masao cũng đỏ đẫn trong chốc lát. Hai chai rượu vang đỏ mà Đường Hạo mua từ Đế Đô, tỉnh rượu chưa đầy 12 tiếng, khoảng cách so với 3 ngày thì kém xa. Nếu thật sự đúng như lời của Dương Tiêu, thì hai chai rượu Lafitte 1982 không tỉnh đúng cách, chẳng phải hải uống nó không khác gì uống thuốc độc sao. Nghĩ đến đây, hai mắt Đường Hạo và Miyamoto Masao tối sầm lại, buồn bực suýt ói ra máu. Bây giờ các người hẳn là đã biết tại sao tôi phải báo trước rồi chứ. Dương Tiêu nhìn thẳng Đường Hạo và Miyamoto Masao. Nếu không làm tốt, tất cả mọi người đều không biết điều này cũng khiến cho Dương Tiêu âm thê chứng minh hai chai Lafitte xê độc. Nói chăng ra, loại Lafitte 1982 hảo hạng này không có độc, nhưng không được tỉnh đúng cách, nó có vị rất tệ, thậm chí có thể gây dị ứng cho cơ thể con người. Sau lời nhận xét của Dương Tiêu, chai Lafitte 1982 không tỉnh đúng cách, không khác gì chất độc, ngay cả khi nó không phải thuốc độc cũng không khác gì thuốc độc. Đường Hạo và Miyamoto Masao mở miệng, hoàn toàn không nói nên lời. Victor cảm thán, cậu Dương thật sự quá giỏi, thế mà hiểu rõ như vậy. Đúng thế, cậu Dương còn trẻ trí thức uyên bác như vậy khiến tôi xấu hổ. Bà Miria chợt hiểu ra. Đến từ một gia đình tài phiệt đẳng cấp thế giới. Họ thường uống Lafitte 1982 hảo hạng, phải mất một thời gian dài tỉnh rượu. Họ đã từng uống loại Lafitte 1982 hảo hạng tỉnh không đúng cách, mùi vị thực sự không khác gì uống những loại thuốc có độc tính cao. Điều mà họ không ngờ là Dương Tiêu vừa nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra Lafitte 1982 tỉnh không đúng cách. Gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết, muốn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó.
Cô nhìn Dương Tiêu với ánh mắt đầy si mê. Vốn tình hình ban đầu rất bất lợi cho tập đoàn Tuyết Tiêu, nhưng Dương Tiêu đã xoay chuyển được tình thế, lấy tốc độ xâm xét khiến tập đoàn Tuyết Tiêu lấy đủ lợi thế. Giờ này phút này, Đường Hạo và Miyamoto Masao cảm thấy khó chịu giống như chó Husky. Bọn họ hoàn toàn chấn động, bị Dương Tiêu lấy tri thức học vân nghiền nát 3 lần liên tiếp, sắc mặt hai người lúc trắng lúc xanh. Hai người hoàn toàn hiểu rõ tình huống có lợi cho mình lập tức bị Dương Tiêu dùng sức mạnh phá hủy. Ngay lúc này, các món ăn ngon được chế biến từ gan mỡ đã xuất hiện. Đường Hạo như ăn phải ruồi chết phật tay, người đâu, lấy hai chai e này đi thay bằng chai Lafite khác. Khoan, Dương Tiêu nhanh chóng ngăn lại. Lại nghe thấy giọng nói bất hòa của Dương Tiêu vạng lên, trên trán Đường Hạo nổi gân xanh, Dương Tiêu, cậu lại muốn làm gì? Không có gì, chỉ là Lafite không thích hợp với gan mỡ cách thức tiêu chuẩn mà thôi. Dương Tiêu nghiền ngẫm nói. Đường Hạo tức giận ngắng đầu lên, Lafite gan mỡ, sao lại không thích hợp? Đúng vậy, sao lại không thích hợp? Ăn Masao gần như nổ tung tại chỗ này có độc, kia không thích hợp, bữa ăn này còn ăn được không? Nhìn Đường Hạo và Miyamoto Masao đen mặt, Dương Tiêu trêu chọc, Lafite đúng là rượu vang đỏ xuất sắc, nhưng không thích hợp với gan mỡ cách thức tiêu chuẩn. Gan mỡ cách thức tiêu chuẩn là một món ăn nổi tiếng ở Pháp. Đồ uống đương nhiên nên đi đôi với những loại rượu ngon. Những loại rượu thích hợp nhất xứng với gan mỡ của Pháp là Cabernet Sauvignon và Merlot. Blend, Camon và Riesling, có thể uống kèm với ăn gan mỡ. Tưởng tượng mà xem, anh đi hẹn hò, phần trên mặc đồ vest, phần dưới mặc quân hoa, cảm giác đó thế nào? Cái gì, rượu vang đỏ phù hợp nhất với gan mỡ của Pháp không phải Lafite? Thật hay giả, Đường Hạo sững sờ tại chỗ. Hiện tại, Dương Tiêu đập phá liên tục đã tạo nên bóng ma rất lớn trong lòng Đường Hạo, đầu óc anh ta bây giờ gần như hỗn loạn, không hiểu Dương Tiêu nói câu nào là thật, câu nào là giả. Miyamoto Masao cũng sửng sốt, ông ta thường không để ý tới chuyện này, đâu biết Dương Tiêu nói thật hay giả đâu. Tuy nhiên, bà Miria đã lập tức giơ ngón tay cái lên cho Dương Tiêu, cậu Dương nói đúng. Loại rượu vang đỏ thích hợp nhất với gan mỡ của Pháp không phải là Lafite. Tôi đã từng thấy trong sách, có phải cậu Dương là người sành ăn chuyên nghiệp không? Hải! Rượu vang đỏ phù hợp nhất với gan mỡ của Pháp thật sự không phải Lafite. Được bà Miria xác nhận, trong lòng Đường Hạo và Miyamoto Masao có vô số con dê chạy loạn, bọn họ hoàn toàn chết lặng. Đột nhiên, ánh mắt của hai người SN về phía Dương Tiêu đây vẻ kinh ái mẹ kiếp, trong đầu tên này có cuốn bách khoa toàn thư à? Nếu không thì sao lại biết tất cả mọi thứ? Đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Thiên lấp lánh, nhìn sự bối rối giữa Đường Hạo và Miyamoto Masao, cô thật sự dở khóc dở cười. Vốn dĩ Đường Hạo và Miyamoto Masao có đầy đủ lợi thế, nhưng lại bị Dương Tiêu đột ngột đánh gãy. Victor ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Dương Tiêu đầy ngưỡng mộ. Khi ông và Miria biết chồng của Đường Mộc Tuyết là một kẻ vô dụng ở rễ, họ đã rất thất vọng về tập đoàn Tuyết Tiêu. Cho dù vừa nãy gặp Dương Tiêu, ấn tượng của họ về Dương Tiêu cũng chỉ bình thường. Bây giờ mới thấy, thật sự không thể đánh giá con người từ vẻ bên ngoài, nước biên không gì sánh được. Ai dám nói Dương Tiêu là đồ ăn bám vô dụng, hai người bọn họ sẽ là người đầu tiên đứng lên nói giúp Dương Tiêu. Tốt xấu gì vợ chồng Victor Miria cũng là những nhân vật hàng đầu thế giới, có thể thấy Dương Tiêu hoàn toàn không phải người bình thường. Hải, tôi nào phải người sành ăn đâu. Chỉ là đọc nhiều sách hơn thôi. Dương Tiêu cười nhẹ. Bà Miria cười nói, cậu Dương khiêm tốn quá rồi. Nào có, Dương Tiêu cười nói. Năm đó rong ruổi trên sân khấu quốc tế, đi khắp châu Âu và châu Mỹ, Dương Tiêu đương nhiên biết rõ những điều này. Được chính phủ ca ngợi là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong lịch sử của thiên phủ chi quốc, không chỉ là một sức mạnh chiến đấu phi thường, mà còn bao gồm một cái nhìn tổng thể, thông thạo trong các ngành công nghiệp lớn khác nhau. Theo lời của Dương Tiêu, anh không phải là bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó, nhưng cái gì anh cũng biết một chút. Đường Hạo nén lại ý muốn bùng nổ nói với nhân viên phục vụ, đi chuẩn bị hai chai Cabernet Sauvignon ngân nl. Vâng, anh Đường, nhân viên phục vụ kính cẩn nói. Với việc bị học vấn của Dương Tiêu nghiền nát, không khí trên bàn ăn rõ ràng là hơi cứng nhắc. Ba vòng rượu, năm hương vị thức ăn. Miyamoto Masao nháy mắt với Đường Hạo. Bọn họ dự định đi thẳng vào chủ đề. Ban đầu, họ nghĩ sẽ dễ dàng đánh chặn đơn hàng lớn của tập đoàn Tuyết Tiêu, ai ngờ lại xuất hiện Dương Tiêu biến số lớn này. Đường Hạo hiểu ý Miyamoto Masao,
anh ta nói thẳng, ông Victor, bà Miria, ông Miyamofo và tôi biết ông bà sẽ không ở lại thành phố Trung Nguyên quá lâu, nên chúng tôi sẽ bắt đầu đi thăng, vào vấn đề. Lần này tôi hợp tác với ông Miyamoto bỏ ra 10 tỷ tệ vốn đầu tư hợp tác chuyên sâu. Hơn nữa, chúng tôi có thể chấp nhận chia 3-7, chúng tôi 3 và ông bà 7. Việc hợp tác rất đơn giản, sản xuất dược phẩm được thực hiện trên lãnh thổ của Thiên Phủ Chi Quốc, do gia đình Victor Đại Ngôn, tiêu thụ ở Nga. Bản thân y dược là một ngành có lợi nhuận cực cao, chia 3-7, tập đoàn dược phẩm. Hạo Thiên và gia tộc Miyamoto hầu như không thua lỗ, có thể kiếm được một khoản lãi nhỏ. Thậm chí họ còn không nghĩ đến việc kiếm tiền, và mục đích cuối cùng là đánh chặn đơn hàng dược phẩm tầm cỡ thế giới của tập đoàn Tuyết Tiêu. Lấy ra 10 tỷ tệ vốn đầu tư, chia 3-7, vợ chồng Victor Miria đều tỏ vẻ dội động. Nếu đúng như vậy, bọn họ nhất định có thể kiếm được bổn tiền, sự cám dỗ này khiến bọn họ thực sự không thể từ chối. Chia 3-7, gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết lập tức tái lại. Chia 3-7 hoàn toàn không phải kiếm tiền gì cả. Bên kia còn bỏ ra 10 tỷ tệ vốn đầu tư đập phá đơn hàng dược phẩm này. Tập đoàn Tuyết Tiêu đã bị nhiều gia đình ở thành phố Trung Nguyên đàn áp, số tiền 10 tỷ tệ đơn giản là không có. Đường Mộc Tuyết trọt lộ vẻ tuyệt vọng, đơn đặt hàng này thật sự sẽ bị Đường Hạo và Miyamoto Masao ngăn chặn sao? Kha 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 khai. Đường Hạo và Miyamoto Masao liếc nhau cười đáng sợ, như thể bọn họ đã ngăn chặn được đơn hàng của tập đoàn Tuyết Tiêu. Khi hai người đang vui vẻ như điên, Dương Tiêu nhìn hai người đang thâm vui mừng, anh cười chê giễu, 10 tỷ tệ vốn đầu tư. Chia 3-7. Hai Đường Hạo, Miyamoto Masao, hai người nghĩ như vậy đã thắng rồi à hai? Ngại quá, chuyện đã đến mức này, tôi nghĩ đã đến lúc ngả bài rồi. Cái gì, ngả bài? Ha 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 hai. Nghe vậy, Đường Hạo và Miyamoto Masao không khỏi bật cười. Miyamoto Masao nhìn thẳng Đường Mộc Tuyết, cô Đường, tập đoàn Tuyết Tiêu sắp ngả bài rồi à? Tôi và cậu Đường thật sự rất sợ đó. Trong lời nói của ông ta có một sự mỉa mai mạnh mẽ, như thể màn ngả bài của tập đoàn Tuyết Tiêu là một trò đùa. Đường Mộc Tuyết, định giá thị trường hiện tại của tập đoàn Tuyết Tiêu là bao nhiêu? Chưa tới 20 tỷ tệ đúng không? Các người có tư cách gì đầu với chúng tôi? Nói cho các người biết, 10 tỷ tệ đối với chúng tôi chỉ là một điểm khởi đầu, không phải kết thúc. Vẻ mặt Đường Hạo cương quyết. Bọn họ đã ăn chắc được vợ chồng Victor Miria, rốt cuộc bọn họ hợp tác, cũng không kém gì một liên minh vô hình mạnh mẽ giữa nhà họ Dương ở Đề Đô và gia tộc Miyamoto ở Nhật. Mà tập đoàn Tuyết Tiêu sẽ chỉ lớn thế 1.200 năm hơn, mạnh hơn ở thành phố Trung Nguyên, không thể vươn lên một tầm cao hơn. Khuôn mặt Đường Mộc Tuyết tái nhọt, cô đã đoán trước được Đường Hạo và Miyamoto Masao sẽ không ngần ngại đập phá tài nguyên ngăn cản việc kinh doanh của tập đoàn Tuyết Tiêu. Nhưng điều mà Đường Mộc Tuyết không bao giờ ngờ tới là những phương pháp của Đường Hạo và Miyamoto Masao lại điên rồ như thế. Vốn đầu tư 10 tỷ tệ Đường Mộc Tuyết vẫn có thể chấp nhận, nhưng cô thật sự không thể chấp nhận chia 3-7. Chia 3-7 thì quá trình thu hồi số rất chậm, cuối cùng còn không chắc có thể kiểm được tiền. Một khi hao hết vốn, tập đoàn Tuyết Tiêu hoàn toàn không chi trả được. Bà Miria nhìn Đường Mộc Tuyết, cô Đường, cậu Đường và ông Miyamoto đã báo giá. Nên cô cũng có thể trực tiếp báo giá. Dù gì thì họ cũng là nhà kinh doanh, họ đến Trung Nguyên tìm kiếm sự hợp tác, về y dược, về bản chất vẫn là tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn. Nước Nga gần những nơi cực kỳ lạnh giá, nhiều dược liệu không trồng được. Mà Thiên Phủ Chi Quốc rộng lớn, tài nguyên phong phú, khí hậu thay đổi, nhiều dược liệu có thể phát triển khỏe mạnh trên Thiên Phủ Chi Quốc. Cùng với Nga và Thiên Phủ Chi Quốc luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Nên việc lựa chọn đối tác dược phẩm từ Thiên Nạ Chi Quốc là điều khôn ngoan nhất. Nhìn chằm chằm Đường Hạo và Miyamoto Masao Tiêu Nhân đắc chí, Dương Tiêu cười nhạt, Mộc Tuyết, chớ lung lay ý chí. Chúng ta báo giá được bao nhiêu thì hãy báo bấy nhiêu đó. Em yên tâm, có anh đây, ép cân anh ngả bài, lần hợp tác này tập đoàn Tuyết Tiêu vẫn sẽ ăn chắc được. Hà Hải nghe thấy lời nói của Dương Tiêu, Đường Hạo và Miyamoto MT bật cười tại chỗ. Dương Tiêu, cậu đang nằm mơ à? Ăn chắc, dựa vào cậu, Đường Hạo cực kỳ khinh thường nói. Miyamoto Masao trêu chọc, thật là một trò đùa lớn, trò đùa này khiến tôi có thể cười trong một năm. Như thể Dương Tiêu đang thối phòng, cố làm ra vẻ. Cả vợ chồng Victor Miria đều rất ngạc nhiên, họ thực sự không hiểu tại sao Dương Tiêu lại thốt ra những lời nói ngông cuồng như vậy. Thế nhưng họ đến từ một gia tộc. Đẳng cấp thế giới,
sự lựa chọn của họ rất đa dạng. Dựa vào đâu mà cuối cùng lại chọn tập đoàn Tuyết Tiêu? Vẻ mặt của Victor đột nhiên trở nên ảm đạm, thiện chí mà ông dành cho Dương Tiêu vừa rồi biến mất trong nháy mắt. Ông vốn tưởng Dương Tiêu là một thanh niên khiêm tốn hiểu biết, nào ngờ thế mà Dương Tiêu lại là một kẻ kiêu ngạo. Tự chuốc lấy tội, khó sống được. Đường Hạo thầm sảng khoái trong lòng. Nhận thấy Victor đã khó chịu, Đường Hạo biết tình hình càng ngày càng có lợi cho bọn họ. Dương Tiêu ngu dốt, mày đúng là tìm chết. Một đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô, dám nói khoác không biết ngượng, cũng không sợ người ta cười rụng răng. Dưới mọi ánh mắt, Đường Mộc Tuyết hít một hơi thật sâu nhìn bà Miria. Bà Miria, tập đoàn Tuyết Tiêu rất coi trọng sự hợp tác này. Vì vậy, hôm qua tất cả các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Tuyết Tiêu đều nghiêm túc, cuộc họp kéo dài mấy tiếng. Cuối cùng, quyết định mà chúng tôi đưa ra là trong lần hợp tác này tập đoàn Tuyết Tiêu sẵn sàng bỏ 8 tỷ vốn đầu tư, loại bỏ chi phí, lợi nhuận giữa hai nhà chúng ta là 5 năm. Mặc dù tình hình rất bất lợi, nhưng có Dương Tiêu ở đây, Đường Mộc Tuyết phần nói ra những suy nghĩ ban đầu nhất của mình. Trước đó, Dương Tiêu đã đưa cho cô một thẻ ngân hàng, trong đó có hơn 10 tỷ tệ. Cùng với định giá thị trường vốn có của lập đoàn Tuyết, định giá thị trường của tập đoàn Tuyết Tiêu đang đạt mức 20 tỷ tệ. Tuy nhiên, ngay cả khi chú trọng hơn đến sự hợp tác xuyên quốc gia này, tập đoàn Tuyết Tiêu cũng sẽ không thê lầy một nửa nền tảng của mình ra hợp tác. Xét cho cùng, tập đoàn Dược Phẩm Hạo Thiên đang để mắt tới tập đoàn Tuyết. Một khi tập đoàn Tuyết Tiêu chảy ra lượng vốn lớn, nếu tập đoàn Dược Phẩm Hạo Thiên làm khó, tập đoàn Tuyết Tiêu sẽ không thể tiến hành chân áp chính diện được. Về phần lợi nhuận, đương nhiên phải là chia 5 năm. Hợp tác với gia đình Victor, tập đoàn Tuyết Tiêu vì kiếm tiền chứ không phải ném tiền vào đó. Đầu tư 8 tỷ tệ, lợi nhuận chia 5 năm. Ha 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 ha, Miyamoto Masao cười phá lên. Mặt mày Đường Hạo châm chọc, đầu tiên không nói đến vốn đầu tư, lợi nhuận chia 5 năm, sao các người không biết xấu hổ nói ra thế? Đây là ngả bài à? Buồn cười chết mất. Chư ông 1507. Anh ta và Miyamoto Masao hợp lực mạnh càng mạnh, cuối cùng quy định chia 37. Chia 37 này không phải là 37 phần lợi nhuận, mà là 37 phần tổng tiêu thụ. Ví dụ, nếu họ đầu tư 3 tỷ tệ, cuối cùng bán được 10 tỷ tệ, thì Đường Hạo và Miyamoto Masao chỉ có thể nhận 3 tỷ tệ, cuối cùng sẽ hoàn được vốn, không kiêm được một xu nào. Tuy nhiên, Đường Mộc Tuyết nói đầu tư 3 tỷ tệ, doanh thu cuối cùng là 10 tỷ tệ, tập đoàn Tuyết Tiêu hoàn được vốn 3 tỷ tệ, 7 tỷ còn lại là lợi nhuận chia 5 năm, cuối cùng gia đình Victor chỉ có thể nhận được 3 tỷ rưỡi, khoảng cách này nhìn chung không lớn. Lợi nhuận chia 5 năm, mặt Victor lập tức tối sầm lại. Mặc dù bà Miria nói bà có cảm tình tốt với Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, nhưng sự nhường bước của Đường Hạo và Miyamoto Masao quá lớn khiến bà không thể từ chối. Quan trọng nhất là tập đoàn Tuyết Tiêu chỉ là một tập đoàn dược phẩm lớn ở thành phố Trung Nguyên. Mà tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên được nhà họ Dương ở Đề Đô hỗ trợ, và phía sau Miyamoto Masao là nhà tài phiệt Miyamoto đẳng cấp thế giới trồng lưng. Về lâu dài, hợp tác với Đường Hạo và Miyamoto Masao là có lợi nhất cho gia đình Victor. Đường Mộc Tuyết căng thẳng nhìn Dương Tiêu, chúng ta có nên nhường bước không? Không cần, Dương Tiêu cười nhẹ. Đường Hạo kiêu ngạo nhìn Dương Tiêu, không cần, thật sự chẳng có tí thành tâm gì cả. Xem ra tập đoàn Tuyết Tiêu các người không có ý định hợp tác với ông Victor. Một tập đoàn dược phẩm, nho nhỏ thì tính là gì? Ace ngồi đáy giếng mà thôi. Ông Victor, nếu ông hài lòng thì chúng ta ký hợp đồng hợp tác. Sau một lúc, Miyamoto Masao lấy ra hai tập tài liệu từ trong chiếc túi sách màu đen đưa cho Victor. Một trong hai bên đã ký rồi, chỉ cần Victor ký đóng dấu, hợp đồng sẽ có hiệu lực hoàn toàn. Rất xin lỗi cô Đường, tôi rất biết ơn quý công ty đã đưa ra một phương án hợp tác như vậy, nhưng về lâu dài, sự hợp tác với cậu Đường và ông Miyamoto là đúng đắn nhất. Cho nên, quyết định cuối cùng của tôi là chọn hợp tác với cậu Đường và ông Miyamoto. Victor trịnh trọng nói. Sau đó, ông lấy ra một cây bút định ký vào bản hợp đồng. Ông Victor, chờ một chút, Dương Tiêu đột nhiên nói. Miyamoto Masao khinh thường nói, cậu Dương còn muốn làm gì? Dẫy chết gà. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức, ánh mắt Đường Hạo khinh thường. Đường Mộc Tuyết căng, thẳng siết chặt góc quần áo, lúc này, cô chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Dương Tiêu. Victor nhíu mày nhìn Dương Tiêu không hài lòng, cậu Dương còn có thể làm gì? Không có gì lớn, tôi chỉ muốn hỏi,
vết thương của tướng quân Son chắc hẳn đã khỏi rồi chứ. Dương Tiêu cười nhẹ. Tướng quân Son. Vừa dứt lời, sắc mặt của vợ chồng Victor Miria đều thay đổi lớn. Victor nhìn chằm chằm Dương Tiêu một lúc, toàn thân run lên như nghĩ tới cái gì đó, làm sao cậu biết Sơ Son bị thương? Chẳng lẽ ngài là... Cái gì, ngài là... Nghe vậy, Đường Hạo và Miyamoto Masao lập tức mở to mắt, miệng biên thành hình chữ O, đủ để nhét vào mấy quả trứng bú. Ông chủ uy nghiêm của tập đoàn tài phiệt tầm cỡ thế giới thế mà gọi một tên nhà quê như Dương Tiêu là ngài. Điều này, làm sao có thể, cả nhà qua trang mới chuyên 3.1 đọc khích lệ nhóm nhé. Cảm ơn cả nhà. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Victor nhìn Dương Tiêu, Đường Hạo cùng Miyamoto Masao chỉ cảm thấy hoa mắt. Nếu tôi đoán đúng, bệnh nhiễm lạnh trong cơ thể của tướng quân Son chắc sẽ sớm phát tác, phải không? Dương Tiêu lại nói. Bà Miria lập tức kích động, không lẽ cậu là huyền thoại của thiên phủ chỉ CO18 xuyệt? Miria chưa kịp nói xong, Dương Tiêu đã lập tức làm động tác không nói tiếp. Vẻ mặt Victor kinh hãi, cậu Dương, thật sự là cậu. Đúng, là tôi, thân phận của tôi đặc biệt, không tiện lộ ra. Dương Tiêu nói thăng. Ánh mắt bà Miria cuồng nhiệt, tốt quá rồi, Son được cứu rồi, Son được cứu rồi. Son là người Nga, đội trưởng đội đặc nhiệm Nga, bố mẹ anh ta chính là Victor Miria. Mấy năm trước, Son đến Bắc Cực điều tra thực tế, bị một nhóm người mặc đồ đen ám sát. Tất cả những người mặc đồ đen này đều bố trí hỏa lực tinh vi nhất thế giới, tất cả họ đều có những kỹ năng phi thường. Son được ca ngợi là chiến thần số một nước Nga, anh ta thoát khỏi vòng vây nhiều lần. Tiếc là kẻ địch quá đông, mục đích của họ rất rõ ràng, đó là giết Son. Xét cho cùng, Son là một con người chứ không phải là thần, dưới sự truy đuổi hợp ý ực mạnh mẽ, anh A đã rơi vào hang động băng, dẫn đến hấp thụ một tin khí lạnh lón, cuộn sạch tim. Nhóm người mặc đồ đen đã sử dụng pháo làm nổ tung một tảng băng, chôn vùi hoàn toàn Son dưới động băng. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh niên bí ẩn từ một quốc gia phương Đông xuất hiện. Anh đeo một chiếc mặt nạ đen có khắc hoa văn thần ưng, anh không màng làn đạn cứu Son. Trong số rất nhiều cao thủ hàng đầu đó, không ai là đối thủ của thanh niên bí ẩn này. Chạm vào, sẽ chết. Chạm vào người nào, người đó bị thương. Bóng dáng thanh niên bí ẩn giống như bóng ma, hàng trăm người mặc đồ đen bị thanh niên bí ẩn giết không còn mảnh giáp, cuối cùng hung hăng bỏ chạy. Vì vậy, Son chiến thần số một của Nga được thanh niên bí ẩn cứu. Sau đó, Son biết được thanh niên bí ẩn đó chính là Mr. Yang, cựu đội trưởng của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng, biệt danh là Thần Chết. Sau khi trở về lãnh thổ nước Nga, khí lạnh thâm nhập vào người, Son bị tra tân chết đi sống lại. Trong suốt những năm đó, Son vẫn luôn cố gắng tìm ra tung tích của Thần Chết. Bởi vì anh biết kỹ năng chữa bệnh của Thần Chết là phi thường, chắc chắn sẽ có thể cứu anh khỏi biển khổ. Đúng vậy, khi Dương Tiêu rong ruổi trên đấu trường quốc tế, anh đã cứu Son chiến thần số một nước Nga. Sau khi được mình cứu, cơ thể Son bị khí lạnh thâm nhập. Khi đó Dương Tiêu không có mang theo bất kỳ đồ y tế nào khác, nên chỉ có thể tạm thời giúp Son ổn định khí lạnh bên trong, dặn dò Son có thời gian thì đến Thiên Phủ Chi Quốc một chuyến. Sau đó, Dương Tiêu nhận được nhiệm vụ. Nhiệm vụ vừa mới kết thúc, khi đi ngang qua khu rừng mưa nhiệt đới, Dương Tiêu đã bị những sát thủ hàng đầu thế giới Ý bao vây. Toàn bộ lực lượng đặc chiến Đông Phương Thần Ứng gần như mất mạng hết. Khi Son đến Thiên Phủ Chi Quốc, Dương Tiêu đã xuất ngũ. 5 năm trôi qua, cái lạnh trong người Son ngày càng mất kiểm soát, nếu không được chữa trị, e rằng Son sẽ thật sự chết. Chuyện này, vợ chồng Victor Miria biết rất rõ. 5 năm qua, họ cố gắng truy lùng tung tích của thần chết Dương Tiêu. Điều khiến họ không bao giờ ngờ tới là người trước mặt này chính là Mr. Yang dung trời chuyển đất khi xưa. Đúng thế, được cứu rồi, Son được cứu rồi. Khuôn mặt già của Victor kích động đến mức đỏ bừng. 5 năm trước, thần chết Dương Tiêu xuất ngũ, cả thế giới đôn thôi Mr. Yang con cưng của trời vùng Thiên Phủ Chi Quốc hoàn toàn ngã xuống. Từ đầu đến cuối vợ chồng Victor Miria tin rằng Dương Tiêu chưa chết, vì chỉ có thân chê Dương Tiêu mới cứu được con trai họ. Họ không nghi ngờ gì về thân phận của Dương Tiêu, vì ít ai biết về trận phục kích của Son hồi đó. Dương Tiêu nói toạc ra, còn biết cơ thể Son nhiễm lạnh, họ biết rằng người trước mặt mình chính là Thản Chê năm đó. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Miyamoto Masao nhìn vợ chồng Victor Miria đang kích động, nhìn Đường Hạo ngắn người. Đường Hạo trợn mắt to đến mức suýt rơi ra ngoài,
tôi cũng không biết. Đường Hạo bối rồi nhất, đầu óc trống rỗng, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Tướng quân Son là chiến thần số một nước Nga, Đường Hạo đương nhiên cũng đã từng nghe nói qua. Nhưng điều khiến Đường Hạo không rõ chính là làm sao Dương Tiêu lại quen biết Son. Chuyện này không khoa học. Trước đó đến Tây xong bản nạp du lịch theo tập hoàn, Dương Tiêu đã gọi điện cho Trần Khải, cậu chủ của nhà họ Trần, gia tộc số một ở địa phương. Từ đó Đường Hạo mới biết được, trước khi Dương Tiêu vào nhà họ Đường từng đi lính. Mà ở trong mắt Đường Hạo, Dương Tiêu chỉ là một tên lính quèn. Tình hình bây giờ là thế nào? Dường như Dương Tiêu quen biết Son, chiến thần số một nước ngay rốt. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cho nên, tôi ngả bài. Tập đoàn Tuyết Tiêu đầu tư 8 tỷ tệ, lợi nhuận chia 5 năm, có vấn đề gì không? Dương Tiêu nhìn Victor. Victor vội xua tay nói, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì. Nói chính xác, gia đình Victor chúng tôi không cần chút lợi nhuận đó cũng được. Cái gì, không cần chút lợi nhuận kia? Khi Đường Hạo và Miyamoto Masao nghe thấy điều này, hai người sốc đến mức sắp xuất hàm. Đảo ngược tình thế to lớn khiến hai người ngạc nhiên. Không cần đâu, Mộc Tuyết, hợp. Đông, Dương Tiêu nhẹ nhàng nói. Đường Mộc Tuyết nhanh chóng đưa bản hợp đồng cho Dương Tiêu, đây, hợp đông. Cô xinh đẹp phần chắn, thật sự không ngờ Dương Tiêu có thể XOAV. Chuyên tình thê chỉ trong vài câu nói. Ông Victor, bà Miria, đây là hợp đồng của tập đoàn Tuyết Tiêu chúng tôi, bây giờ ông bà có thể suy nghĩ kỹ. Dương Tiêu trực tiếp đặt bản hợp đồng lên bàn. Bà Miria hào hứng nói. Cậu Dương, đương nhiên chúng tôi chọn tập đoàn Tuyết Tiêu, cậu xem bệnh nhiễm lạnh của Son. 2. Ký hợp đồng, sắp tới bảo Son tới Trung Nguyên tìm tôi. Dương Tiêu bình tĩnh nói. Miria phấn khích đến mức suýt chút nữa không tự chủ được, tốt quá, thật sự tốt quá rồi, cảm ơn cậu Dương, cảm ơn cậu Dương. Son là chiến thần số một nước Nga, là niềm tự hào của họ. Trong 5 năm qua, Son đã bị cái lạnh hành hạ, thân là cha mẹ. Họ chỉ biết rơi nước mắt trong im lặng. Con cái luôn là báu vật của cha mẹ, nếu có thể, họ thực sự muốn gồng gánh mọi nỗi đau cho Son. Còn ngây ra đó làm gì? Ký hợp đồng đi, bà Miria nhìn Victor. Victor nhanh chóng cầm lấy hợp đồng của tập đoàn Tuyết Tiêu, cầm chặt bút ký tên. Ông Victor chờ đã, ông thật sự muốn hợp tác với tập đoàn Tuyết Tiêu. Miyamoto Masao vội vàng nói. Vẻ mặt Đường Hạo sửng sốt, đúng vậy. Ông Victor, ông đừng để bị biểu hiện giả dối của tên phế vật này lừa gạt, Dương Tiêu chỉ là một thằng con rơi nhà giàu mà thôi. Con rơi nhà giàu, Victor giật mình. Giây tiếp theo, Victor dùng ánh mắt trịnh trọng nhìn chằm chằm Dương Tiêu, cho dù cậu Dương là con rơi nhà giàu, thì cũng giống như thần linh cửu thiên, bọn tôi chỉ có thể ngước nhìn. Cái gì? Dương Tiêu giống như thần linh cửu thiên. Bọn tôi chỉ có thể ngước nhìn. Àm! Victor vừa dứt lời. Đường Hạo và Miyamoto Masao như bị sét đánh, hai mắt hoàn toàn đờ đẫn. Dưới ánh mắt đờ đẫn của Đường Hạo và Miyamoto Masao, Victor nhanh chóng ký tên vào bản hợp đồng, đóng dấu rồi đưa bản hợp đồng cho Dương Tiêu. Cậu Dương, cậu xem hợp đồng này có vấn đề gì không? Trong mắt Victor hiện lên vẻ cuồng nhiệt hỏi. Dương Tiêu cầm lấy hợp đồng đưa cho Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, nhìn xem L. Đường Mộc Tuyết cẩn thận kiểm tra, mừng rỡ nói, không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì cả. Cô Đường, hợp tác vui vẻ. Khuôn mặt bà Miria tràn đầy nụ cười. Bà có thể nhìn ra Dương Tiêu thật sự yêu chiều Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết kích động duỗi bàn tay nhỏ nhắn ra. Bà Miria, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Đường Hạo và Miyamoto Masao chứng kiến cảnh này, như bị trúng 1 triệu điểm sát thương, hai mắt tối sầm. Bọn họ bố trí tỉ mỉ lâu như vậy. Nhưng cuối cùng lại bị Dương Tiêu không đáng để mắt tới phá hỏng. Có được sự hợp tác, Dương Tiêu nhìn Victor, ông Victor, bảo tướng quân Son qua sớm chút, tôi đợi ở Trung Nguyên. Cảm ơn cậu Dương, cảm ơn cậu Dương. Bệnh nhiễm lạnh của con trai có thể chữa trị, Victor thân là người cha rất vui mừng. Rốt cuộc, không ai muốn người tóc trắng tiễn người tóc xanh. Chào hỏi mấy câu với vợ chồng. Victor Miria xong, Dương Tiêu dẫn Đường Mộc Tuyết ra khỏi phòng. Trước khi đi, Dương Tiêu nhìn nhân viên phục vụ, đã đóng gói bít tết Kobe xong chưa? Lát còn đưa về cho chó ăn. Thưa anh, bít tết Kobe mà anh muốn đóng gói đây à? Ồ, nhân viên phục vụ đưa miếng bít tết cho Dương Tiêu với vẻ kính trọng. Sau khi nhận miếng bít tết Kobe đã đóng gói, Dương Tiêu nhẹ nhàng nói,
không biết những con chó kia ăn xong món này có bị biến thành chó dại không? Thời buổi này có rất nhiều chó dại. Nói xong, Dương Tiêu thôn thức, cầm bàn tay nhỏ xinh của Đường Mộc Tuyết đi về phía bên ngoài khách sạn Thân Đô. Phụt! Nghe vậy, Đường Hạo và Miyamoto Masao như đổ máu, suýt nữa ói ra ngoài. Khốn kiếp, tên này đúng là chửi người không nói những câu chửi bậy. Điều này chẳng phải đang ám chỉ rõ hai người họ là chó điên sao? Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đang khoát dần, Đường Hạo và Miyamoto Masao cảm thấy khó chịu như vừa ăn phải cứt. Vốn họ đã ăn chắc được vợ, chồng Victor Miria, nhưng không ngờ cuối cùng họ không những không hoàn thành được, còn bị mất mặt nặng nề. Tên khốn, khi Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết hoàn toàn rời đi, Miyamoto Masao không kìm được chửi thề một tiếng. Thân là ông lớn, Miyamoto Masao nào đã phải chịu nỗi nhục nhã như vậy. Đường Hạo nắm chặt tay, mẹ kiếp, Dương Tiêu, ông đây thật sự đã đánh giá thấp cậu. Đừng tưởng mình nói ngọt lừa được ông bà Victor Miria, người chiến thẳng cuối cùng trong cuộc chiến giữa chúng ta sẽ là các người, hai người chờ chết đi. Vừa chửi bới, Đường Hạo vừa nói với Miyamoto Masao, ống Miyamoro, cùng tôi đến thiên đường thúc dục thành đi. Lần này, chúng ta không thể để hai tên rác rưởi Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết yên bình được. Ừ, chỉ có thể như vậy thôi. Miyamoto Masao trầm giọng nói. Thiên đường Túc Dục Thành là quê hương của Phùng Tứ Gia, người khổng lồ mạnh nhất trong vùng xám của Trung Nguyên. Ý định giết người của Đường Hạo đã dâng ti anh ta muôn mời Phi Tứ Gia ra khỏi núi, tối nay ám sát. Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Sau khi lên xe, đôi mắt đẹp của Đường Mộc Tuyết vô cùng đặc sắc, cô nhìn Dương Tiêu. Sao anh lại quen biết tướng quân Son, chiến thần số 1 nước Nga? Mộc Tuyết, anh nghĩ đã đến lúc nên ngả bài với Imo Bufoyo. Tiêu nhếch mép cười. Đường Mộc Tuyết tò mò hỏi, ngả bài? Ngả bài gì? Chẳng lẽ anh còn có bí mật lớn nào đó dâu dêm em? Ừ, Dương Tiêu cười nhẹ. Đường Mộc Tuyết ngạc nhiên nói, ồ, thật không? Vậy anh nói xem là bí mật lớn gì? Mộc Tuyết. Nếu anh nói với em rằng anh đã từng là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong lịch sử của Thiên Phủ Chi Quốc, thì em có tin không? Dương Tiêu trịnh trọng nói. Lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong lịch sử của Thiên Phủ Chi Quốc. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc, sau đó vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt ngọc xinh đẹp nhanh chóng lắng xuống. Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng nói, chuyện cười này chăng buồn cười tí nào? Chuyện cười, Dương Tiêu cười nhẹ. Đường Mộc Tuyết câm hợp đông khá hài lòng. Cho dù anh thật sự là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất của Thiên Phủ Chi Quốc, hay một quân nhân đã xuất ngũ bình thường, thì cũng không thể thay đổi sự thật anh là ông xã của em. Theo quan điểm của Đường Mộc Tuyết, việc Dương Tiêu là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất của Thiên Phủ Chi Quốc không phải là sự thật. Xét cho cùng, 5 năm trước khi Dương Tiêu vào nhà họ Đường cũng chẳng bao lớn. Nói lưỡi dao sắc bén nhất của đất nước ở độ tuổi đôi mươi bạn có tin không? Mộc Tuyết, em bảo anh là gì? Nghe thay lời của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu sửng sốt như bị điện giật. Ông xã, qua trang mới chuyên 3.1 đọc nhé cả nhà. Kết hôn được 5 năm, đây là lần đầu tiên Đường Mộc Tuyết gọi anh là ông xã. Đường Mộc Tuyết nhận ra cô đã gọi Dương Tiêu là ông xã, gương mặt đẹp hoàn hảo của cô đỏ bừng. Không có gì, Đường Mộc Tuyết đỏ mặt nói. Khóe miệng Dương Tiêu giật, Mộc Tuyết, anh nghe thay hết rồi, nào, gọi lại lần nữa. Là đàn ông, anh nằm mơ cũng muốn nghe Đường Mộc Tuyết gọi mình là ông xã. Anh thật sự muốn nghe, Đường Mộc Tuyết có hơi ngượng ngùng. Dương Tiêu gật, đầu nói, đúng vậy. Đây là lời đồng ý rất lớn đối với An Hy. Vậy, Đường Mộc Tuyết do dự vài giây, sau đó cô căn răng ghé sát tai Dương Tiêu díu dít, ông xã. Nghe thấy lời này, Dương Tiêu đặc biệt kéo dài giọng nói, trong lòng ngọt như ăn mật. Đường Mộc Tuyết ngượng ngùng. Anh có thể đừng phản ứng mãnh liệt không? Nói nhỏ thôi. Anh biết rồi, trên mặt Dương Tiêu tràn đầy nụ cười cưng chiều. Đường Mộc Tuyết nhanh chóng chuyên chủ đề, à đúng rồi, anh thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho tướng quân Son à? Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Dương Tiêu cười nhẹ nói. 5 năm trước Dương Tiêu có thể giải quyết bệnh nhiễm lạnh trong người Son, chỉ là khó một chút mà thôi. 5 năm sau, Dương Tiêu thấu hiểu tâm pháp tối cao của Long Môn. Có một trình độ chữa bệnh cao hơn, một bàn nhiễm lạnh không có vấn đề gì ớn. Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói, vậy thì tốt. Cô rất an tâm về Dương Tiêu, bởi vì Dương Tiêu chưa bao giờ khoác lác, Đường Mộc Tuyết biết rất rõ chuyện này. Lúc đó, ông cụ Cung Cung Thiên Tê lâm bệnh nặng, chính Dương Tiêu đã lật ngược tình thế,
sau này Đường Mộc Tuyết mới biết chuyện. Dương Tiêu biệt Đường Mộc Tuyết ngại ngùng, anh cười nói, Mộc Tuyết, chuyện quan trọng nhất là em vẫn nên dưỡng thai cho tốt. Mặt khác, dốc sức hợp tác với gia đình Victor. Những chuyện khác giao cho anh xử lý. Vâng, Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng đáp lại. Cô biết Dương Tiêu không bao giờ để cô phải lo lắng quá nhiều, năng lượng chính của cô bây giờ là dẫn dắt tập đoàn Tuyết Tiêu đền vinh quang. Lúc này, Đường Hạo và Miyamoto Masao đã đến Thiên Siết Túc Dục Thành. Biết được Đường Hạo và Miyamoto Masao bị thiệt trong tay Dương Tiêu, Phùng Tứ Gia tức giận, còn có chuyện như vậy. Dương Tiêu này thật sự càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Nếu không kiềm chế sức mạnh của cậu ta, e rằng chúng ta muốn xử lý cậu ta sẽ không dễ dàng. Hai vị, chuyện này tôi biết rồi. Tối nay tôi sẽ phái số lượng lớn tinh anh đi giết Dương Tiêu trước, sau đó bắt Đường Mộc Tuyết. Giết Dương Tiêu trước, sau đó bắt Đường Mộc Tuyết. Vừa dứt lời, Đường Hạo và Miyamoto Masao nhìn nhau, trên mặt lập tức nở nụ cười âm hiểm. Như thể Dương Tiêu đã ngã xuống, Đường Mộc Tuyết đã trở thành tù nhân. Đêm nay, tôi muốn đích thân dẫn đội đi giết Dương Tiêu, hy vọng bên tứ giả sẽ phái tỉnh nhuệ trong tỉnh nhuệ đi. Miyamoto Masao căm hận nói. Nghĩ đến tử tước Miyamoto Eiichiro gần như trở thành kẻ vô dụng, nghĩ đến hôm nay bị Dương Tiêu sỉ nhục trong phòng bao, Miyamoto Masao thật muốn tát ngay cho Dương Tiêu một cái nát thịt. Tử tước, nhà quý tộc xếp cao hơn nam tước và thấp hơn bá tước Phùng Tứ Gia ngạc nhiên, chủ nhà Miyamoto đích thân dẫn đội. Tốt, rất tốt. Nói xong, Phùng Tứ Gia vỗ tay, một người đàn ông cao to vạm vỡ đi tới trước mặt Phùng Tứ, Tứ Rồ. Chủ nhà Miyamoto, người này tên là Hạng Thiên Bá, là chiến tướng số một dưới trướng của tôi. Phùng Tứ Gia giới thiệu. Đường Hạo nghe vậy thì ngạc nhiên, cái gì? Anh ta chính là người tài giỏi bên cạnh Tứ Gia, Hạng Thiên Bá. Hạng Thiên Bá, Miyamoto Masao cũng ngạc nhiên. Hạng Thiên Bá, hơn 10 năm trước đã đi theo Phùng Tứ Gia, kỹ năng xuất thần nhập hóa, giỏi nhất trong việc đọ sức lây mạng. Sở dĩ Phùng Tứ Gia có thể trở thành ông trùm số một vùng xám Trung Nguyên, ít nhất có một nửa công lao của Hạng Thiên Bá này. Một năm trước, một đại gia hạng nhát ở thành phố Trung Nguyên bị tàn sát, gia tộc bị xóa số. Nghe nói vị đại gia này đã xúc phạm Phùng Tứ Gia đã phái Hạng Thiên Bá ra trận, trực tiếp quét sạch vị đại gia hạng nhất này. Điều này, không quan trọng, quan trọng nhất là vị đại gia hạng nhật này là nhà luyện võ. Tưởng tượng mà xem, cả gia tộc đều là người luyện võ, cuối cùng bị diệt, Hạng Thiên Bá này rốt cuộc hung hãn đến mức nào. Ánh mắt Phùng Tứ Gia âm hiểm nói, đúng vậy, cậu ta là Hạng Thiên Bá, có Hạng Thiên. Bá đích thân ra trận, đảm bảo lấy đầu của Dương Tiêu dễ như trở bàn tay. Thiên Bá, tối nay đi theo chủ nhà Miyamoto, nhất định phải lấy mạng chú của Dương Tiêu, nghe chưa? Vâng, Tứ Gia, Hạng Thiên Bá kính cẩn nói. Đường Hạo vui mừng như điên, tốt quá rồi, đêm nay tôi cũng muốn đi, tôi muốn tận mắt nhìn thấy Dương Tiêu chết trong tuyệt vọng. Ha 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 hét. Đường Hạo và Miyamoto Masao lại cười âm hiểm một lần nữa. Bọn họ thật sự không thể chờ đợi màn đêm buông xuống, tiễn Dương Tiêu về trời. Thế nào rồi, vừa đến tập đoàn Tuyết Tiêu, Long Ngũ tò mò hỏi. Đường Mộc Tuyết xuống xe, cười nói, ký được hợp đồng rồi. Tất cả đều là công lao của Dương Tiêu. Nếu không có Dương Tiêu, e rằng hôm nay sẽ không có được hợp đồng dễ dàng như vậy. Làm tốt lắm, nhìn thấy hợp đồng trong tay Đường Mộc Thiếu Lon Ngũ rất phân khởi. Đây là lần đầu tiên tập đoàn Tuyết Tiêu hợp tác với một nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Toàn bộ tập đoàn Tuyết Tiêu đều coi trọng. Rốt cuộc, một khi hợp tác thành công, thị trường chứng khoán của tập đoàn Tuyết Tiêu sẽ tiếp tục tăng cao. Dương Tiêu cười nói, Long Ngũ đại ca, đây đều là chuyện nhỏ, nếu đưa vào kinh doanh như thế mới thành chuyện lớn. Chuyện nhỏ, khóe miệng Long Ngũ giật mạnh. Làm ăn với một tập đoàn tài phiệt đẳng cấp thế giới vậy mà là chuyện nhỏ. Nếu đổi thành người bình thường, e rằng Long Ngũ sẽ trực tiếp phun một ngụm soda muôi vào mặt đối phương. Nhưng, lời này là Dương Tiêu nói ra, Long Ngũ không hề kinh ngạc chút nào. Bởi vì anh ấy biết sức mạnh mà Dương Tiêu đang sở hữu. Dương Tiêu lầy làm lạ, Long Ngũ đại ca, chị dâu Đường vẫn đang mang thai, sao anh không ở nhà cùng chị dâu nhiều hơn? Xem cậu nói kìa, em dâu cũng vác bụng bầu vất vả vì tập đoàn Tuyết Tiêu, tôi thì tính là gì? Long Ngũ không vui lòng trọn mắt. Dương Tiêu dở khóc dở cười, anh thật sự rất ngưỡng mộ tính cách thẳng thắn của Long Ngũ. Nhưng đến lúc nào đó, họ sẽ mãi là bạn tâm giao. Dung Rango ngay sau đó, điện thoại đổ chuông,
người gọi là một số lạ. Dương Tiêu kinh ngạc, là ai hai? Anh Dương Tiêu, anh đoán xem em là ai? Vừa kết nối điện thoại, một giọng nói dịu dàng và ngọt ngào của một cô gái xinh đẹp vang lên. Dương Tiêu dở khóc dở cười, sao con nhóc nhà em lại có thời gian gọi điện cho anh? Hừ, còn chẳng phải người ta nhớ anh sao? Không lẽ em làm anh Dương Tiêu chán ghét em như vậy à? Cô gái nghe điện thoại rất không hài lòng. Nghe thấy tiếng thở phì phò, Dương Tiêu cười khổ, chị dâu em ở đây, để ý đến hình tượng thiên hậu trẻ tuổi bé em đi. Chuyện đó, em gọi cho anh không phải chỉ đơn giản là nhớ anh đúng không? Có gì thì nói thẳng đi. Cô gái xinh đẹp ở đầu dây bên kia không phải ai khác mà chính là Tô Thiên Lung thiên hậu trẻ tuổi châu Á. Lần trước Dương Tiêu tìm Tô Thiên Lung làm người phát ngôn miễn phí cho tập đoàn Y Dược Đường Nhân, với việc Đường Mộc Tuyết lên nắm quyền, kết thúc vinh quang của tập đoàn Y Dược Đường Nhân, ở thành phố Trung Nguyên chỉ còn lại tập đoàn Tuyết Tiêu. Sau bữa tối từ thiện cũng đã qua một thời gian, đúng là đã lâu Dương Tiêu không liên lạc với Tô Thiên Lung. Hết cách, Dương Tiêu quá bận, không hề có thời gian rảnh. Vừa mới động phòng với Đường Mộc Tuyết, nháy mắt Đường Mộc Tuyết đã có thai, không cần nói Dương Tiêu buồn chán như thế nào. Em, Tô Thiên Lung, đến Trung Nguyên, Tô Thiên Lung vui vẻ nói. Dương Tiêu ngạc nhiên, đến Trung Nguyên, rảnh rồi như vậy. Người ta không rảnh rỗi như vậy đâu, em tới quay phim Tết năm nay. Tô Thiên Lung dương tự đắc nói. Dương Tiêu cao giọng, hải, phim Tết, giỏi. Tính kỹ thì đúng là còn chưa tới mấy tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Giờ là lúc chuẩn bị cho phim chiều Tết. Em là em gái của anh Dương Tiêu mà. Nếu không giỏi thì chẳng bê hải sẽ làm anh Dương Tiêu mật mặt đàm Tô Thiên Lung kiêu ngạo nói. Giống như được trở thành em gái của Dương Tiêu là may mãn lớn nhất trong cuộc đời cô. Làm gì Dương Tiêu không biết ý của Tô Chi Lung, anh cười nhẹ nói, được rồi nhóc, em đang ở đâu? Đến rồi thì ông anh này mời em ăn một bữa ngon. Chị dâu của em khá bận, cho dù có thời gian thì ít nhất cũng phải đợi đến tối. Chị dâu, không, em không vội gặp chị dâu đâu. Anh tới cũng được rồi. Em đang ở trường quay ở thành phố Trung Nguyên, Tô Thiên Lung vội vàng nói. Cô lón lên trong cô nhỉ viện, người thân duy nhất chính là Dương Tiêu, hơn nữa Tô Thiên Lung cũng có tình cảm sâu đậm với Dương Tiêu. Tình cảm đã bén rễ sâu từ lâu, cô thật sự không muốn gặp chị dâu. Cô chỉ muốn tận hưởng sự ấm áp khi ở một mình với Dương Tiêu. Dương Tiêu nhẹ giọng nói, được rồi, nhóc, anh tới ngay. Trong lòng Dương Tiêu, Tô Thiên Lung không khác gì em gái ruột, là anh trai nên việc cưng chiều em gái là điều đương nhiên. Em Thiên Lung đến đây à? Đường Mộc Tuyết tò mò hỏi. Dương Tiêu nói thật, ừ, nhóc đó đang quay bộ phim chiếu Tết năm nay ở trường quay của Trung Nguyên. Ừm, anh mau đi đi, chuyện hợp tác với gia đình Victor để em và anh Long Ngũ xử lý là được rồi. Đường Mộc Tuyết hiền thục nói. Dương Tiêu đáp, ừ, nếu đến kịp thì buổi tôi cùng ăn tối, vừa hay hai người có thể chính thức gặp mặt. Chào hỏi Long Ngũ xong, Dương Tiêu lái xe đi về phía trường quay của Trung Nguyên. Anh Dương Tiêu, em ở đây. Vừa đến trường quay thành phố Trung Nguyên, Tô Thiên Lung hoan nhường nguyệt thẹn đã vây tay với Dương Tiêu. Dương Tiêu dừng xe, đi về phía Tô Thiên Lung. Vẻ on trong giây tiếp theo, Tô Thiên Lung nhớ Dương Tiêu không chịu được đã lao vào vòng tay của Dương Tiêu. Anh Dương Tiêu, Thiên Lung nhớ anh chết đi được. Khuôn mặt nhỏ của Tô Thiên Lung đỏ bừng. Trên đời này, ngoài Dương Tiêu ra, cô thật sự không có người thân nào. Đờ mỏi y. Đúng lúc này, mộ thanh niên lái xe Lamborghini nhìn thầy thê trợn mắt đến mức suýt lòi ra ngoài. Trong phút chốc, thanh niên lao tới trước mặt Dương Tiêu gầm lên, khốn kiếp. Mau buông Thiên Lung của tôi ra, nếu không, tôi bảo đảm sẽ khiến anh hồi hận về sự ngu ngốc của mình. Ánh mắt thanh niên tràn đầy ghen tị và tức giận, cứ như thế Dương Tiêu không buông Tô Thiên Lung ra, anh ta sẽ hiến Dương Tiêu chê không có chỗ chôn. Anh là ai? Nhìn thanh niên tức giận, Dương Tiêu nhướng mày. Ánh mắt của thanh niên như nứt ra, tôi là ai? Mẹ kiếp tôi là tổ tông của NHTL. Tổ tông của anh. Bị thanh niên cưỡng ép sỉ nhục, trên mặt Dương Tiêu lập tức bao phủ mây mù. Bất cứ ai quen biết Dương Tiêu đều biết Dương Tiêu đang rất tức giận. Có giỏi thì anh nói lại xem. Hai mắt Dương Tiêu âm hiểm lạnh lẽo, từ trong cơ thể anh tỏa ra một loại hơi thở mãnh liệt. Nhìn thấy Dương Tiêu tức giận, thanh niên lái Lamborghini sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tiêu lập tức tràn đầy e dè. Dường như người đứng trước mặt anh ta hoàn toàn không phải con người, mà là một con quái thú siêu hung dữ. Một khi nổi điên có thể giết người bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, thanh niên lái Lamborghini cũng không sợ hãi mây, anh ta giả vờ bình tĩnh nhìn Dương Tiêu, dọa ông hả? Mẹ kiếp, anh biết ông đây là ai không? Dám hô to gọi nhỏ trước mặt tôi, tin một cuộc gọi của ông đây có thể khiến mỗi phút có hàng tí cách giết anh không? Anh ta kiêu ngạo, như thể trước mặt anh ta Dương Tiêu là con kiến, một khi anh ta nổi điên, Dương Tiêu sẽ chết chắc. Vương Tinh, anh đừng có quá đáng. Tô Thiến Lung tức giận nói. Thanh niên tên Vương Tỉnh khó chấp nhận cảnh tượng này, Thiên Lung, rốt cuộc thằng khốn nạn này là ai hay? Liên quan gì đến anh? Tô Thiên Lung cả giận nói. Thanh niên tên Vương Tỉnh nhìn thấy Tô Thiên Lung bảo vệ Dương Tiêu, anh ta tức đến mức mũi sắp bốc khói, Thiên Lung, em có ý gì? Chẳng lẽ tôi còn không bằng tên nghèo này? Thanh niên lái Lamborghini tên là Vương Tỉnh, đến từ Đê Đô, là con trai của Vương Sách, đạo diễn át chủ bài nổi tiếng số một trong giới giải trí của Thiên Phủ Chi Quốc. Bố của Vương Tỉnh là đạo diễn át chủ bài số một trong giới giải trí. Anh ta sống hưởng thụ từ nhỏ, không để mắt tới những người có xuất thân bình thường. Vương Tỉnh ham mê gái cực độ, khi còn học trung học, anh ta đã lợi dụng chức vụ của bố mình chơi không biết bao nhiêu người mẫu và một số lượng lớn minh tinh nổi tiếng hạng 2, hạng 3. Tuy nhiên, lần đầu tiên Vương Tỉnh nhìn thấy gương mặt vô song của Tô Thiên Lung, anh ta đã hoàn toàn vây hãm. Đẹp, cô gái này quá đẹp. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Dịch nghĩa, hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải bài trí, gia công. Google Vương Tỉnh có thể đảm bảo, xinh đẹp như vậy, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tươi tắn như vậy. Trong mắt anh ta, Tô Thiên Lung không chỉ là người đẹp, giọng ngọt ngào, mà còn là thần tiên không ăn thức ăn chín của trần gian. Vì vậy, Vương Tỉnh đã hạ quyết tâm từ lâu, phải theo đuổi được Tô Thiên Lung, để Tô Thiên Lung trở thành vợ của anh ta. Vì thế, trong những năm qua Vương Tỉnh theo đuổi Tô Thiên Lung không dứt, đưa cho Tô Thiên Lung tất cả các loại bảo vật quý hiếm, nhưng đều bị Tô Thiên Lung từ chối. Bởi vì thế giới của Tô Thiên Lung chỉ có một mình Dương Tiêu, cô sẽ không bao giờ tiếp xúc thân mật với bất kỳ người đàn ông nào khác. Vương Tỉnh có tính chiếm hữu mạnh, anh ta nói ra những lời độc ác trong giới, xém muộn gì Tô Thiên Lung cũng sẽ là người phụ nữ của anh ta, không ai được phép châm mút. Nhiều thiêu gia giàu có trong giới. Thích Tô Thiên Lung, những bồ của Vương Tỉnh lại là đạo diễn át chủ bài số một trong giới, địa vị phi thường. Ai dám không cho Vương Tỉnh thể diện, thì phải đối mặt với tỷ kịch bi thám cắm sóng. Vương Tỉnh, anh quá tự cho là đúng, anh cho rằng anh là ai? Còn nữa, sau này đừng hủy hoại thanh danh của tôi khắp nơi được không? Ai là người của anh có thể có chút thể diện không? Tô Thiên Lung rất tức giận. Trước mặt anh Dương Tiêu, Vương Tỉnh này không biết tốt xấu chiêm hời của mình, không cần nói Tô Thiên Lung tức giận như thế nào. Dương Tiêu là người thông minh, nhìn thấy Tô Thiên Lung tức giận như vậy, Dương Tiêu liền biết em Tỉnh này phần lớn là người theo đuổi Tô Thiên Lung. Dương Tiêu luôn không có thiện cảm với loại người cô chấp như này, Dương Tiêu cảnh cáo, nói cho anh biết, Thiên Lung là em gái của tôi, sau này bớt quây rồi Thiên Lung đi. Nếu để tôi biết anh dám không tôn trọng Thiên Lung, tôi bảo đảm khiến anh khóc lóc cay đắng cho sự ngu ngốc của mình. Dương Tiêu không nói đùa, từ trong đáy lòng anh coi Tô Thiên Lung như em gái của mình, ai dám không tôn trọng Tô Thiên Lung thì là có tội với anh. Em gái, tôi thấy là em gái mưa thì có. Làm ơn đó ông chú à, tôi thấy anh đã một bó tuổi rồi, thích thiếu nữ mới trưởng thành thích hợp không? Vương Tỉnh ghen tị nói. Dương Tiêu sờ mũi, nói không nên lời, ông chú. Mắt anh không tốt à? Vì hồi đó thường thực hiện các nhiệm vụ nên Dương Tiêu trông chín chắn trưởng thành. Trông không như tuổi của anh. Nhưng trên thực tế, Dương Tiêu vẫn còn cách đầu ba mấy năm nữa. Ha, ông chú à, anh đã 30 rồi phải không? Thiên Lung mới 18. Vương Tỉnh khinh thường nói. Nhìn thấy Vương Tỉnh ngạo mạn, Tô Thiên Lung tức giận nói. Vương Tỉnh, anh bót nói lời bẩn thỉu ở đây đi. Năm nay anh Dương Tiêu mới hơn 20. Hơn 20, Thiên Lung, rất nhiều ông chú lừa người khác. Em không thể tin Vương Tỉnh tỏ vẻ khuyên bảo hết nước hết cái. Tô Thiên Lung hoàn toàn không muốn nói chuyện với Vương Tỉnh, cô khoác cánh tay của Dương Tiêu đi về phía bên trong trường quay Trung Nguyên, anh Dương Tiêu, chúng ta đi. Dương Tiêu không thèm lãng phí nước bọt với Vương Tỉnh, Tô Thiên Lung xoay người, anh lập tức đi theo Tô Thiên Lung về phía trường quay. Đây không phải là Tô Thiên Lung, thiên hậu trẻ tuổi châu Á sao? Sao cô ấy lại ôm cánh tay người đàn ông xa lạ? Đây là đang quay phim à? Không thể nào, không có anh quay phim. Làm sao có thể là quay phim được? Đờ mờ, không phải chứ,
chẳng lẽ người này là anh trai mưa của thiên hậu trẻ tuổi châu Á? Nhiều người trong số các nhân viên công tác của đoàn phim có mặt tại hiện trường đều choáng váng. Dương Tiêu đi qua nơi nào, không biết có bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn vào anh. Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Dương Tiêu nhìn Tô Thiên Lung, nhóc, em đang kéo hận thù khắp nơi cho anh à. Anh, không sao cả, không cần quan tâm đến ánh mặt của người khác. Tô Thiên Lung cười ngọt ngào, trên khuôn mặt nhỏ nhăn hiện lên hai lúm đồng tiền. Nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, Vương Tỉnh tức giận nói, mẹ kiếp, thật đúng là gặp quỷ, một tên bịp bợm giang hồ thê mà lại muốn bắt Thiên Lung, không có cửa đâu. Chửi rủa mấy câu xong, Vương Tinh nhanh chóng đi theo. Anh Dương Tiêu, bộ phim Tết mà đoàn bọn em quay năm nay có những hành động võ thuật. Vừa nãy em đã nói với phó đạo diễn rồi, để anh tới xử lý. Tô Thiên Lung cười tinh nghịch. Dương Tiêu bối rồi, nhóc, em nghiêm túc à? Tất nhiên rồi, anh đừng quên, anh là một quân nhân đã soát ngũ. Người khác không biết sức mạnh của anh, nhưng Thiên Lung, biết rất rõ. Đến lúc phân vai anh sẽ đóng vai vệ sĩ của Thiên Lung gặp nguy hiểm, anh bước lên bảo vệ em là được. Tô Thiên Lung đắc ý nói. Dương Tiêu dở khóc dở cười, chuyện này không tốt lắm thì phải. Anh không muốn trở thành sứ giả bảo vệ của Thiên Lung à, Thiên Lung đã nói với đạo diễn rồi, tạm thời không có cách nào thay người. Anh yên tâm, rất nhanh, chỉ mê cảnh thôi ý mài gương mặt, Tô Thiên Lung xinh đẹp tràn đầy mong đợi. Dương Tiêu bắt lực chớp mắt, thế cũng được. Vì đã sắp xếp rõ ràng, hơn nữa anh thật sự yêu quý Tô Thiên Lung, đương nhiên sẽ không từ chối. Cô Thiên Lung, vừa đến địa điểm quay phim, một người đàn ông trung niên bước tới. Tô Thiên Lung nhìn về phía người trung niên, đạo diễn Lưu, Dương Tiêu, anh trai tôi, trước đó tôi đã nói với ông rồi đói. Ồ, cậu là diễn viên võ thuật mà cô Thiên Lung tìm à? Phim của chúng tôi yêu cầu cảnh võ thuật rất cao, cậu có đủ năng lực không? Đạo diễn Lưu hỏi. Dương Tiêu không hề do dự nói, hắn là không có vấn đề gì. Tốt, không được chậm trễ. Mau đọc lời thoại đi, chuẩn bị bấm máy. Đạo diễn Lưu tin tưởng vào cái nhìn của Tô Thiên Lung. Hả, nhanh như vậy, Dương Tiêu kinh ngạc hỏi. Lần đầu tiên đóng phim, Dương Tiêu chưa có đủ kinh nghiệm. Đạo diễn Lưu đưa một tờ giấy A4 có ghi vài dòng, nhanh đọc đi. Dương Tiêu liếc mắt nhìn, được, tôi nhớ rồi. Nhanh như vậy, đạo diễn Lưu kinh ngạc. Không có nhiều lời thoại, nhưng cũng có trên 100 chữ, cùng với việc lồng ghép cảnh. Vừa nhìn thoáng qua là có thể nhớ, thế nhưng người bình thường không làm được. Dư Tiêu gật đầu nói, có thể rồi. Tốt, thay quần áo, chuẩn bị bấm máy. Đạo diễn Lưu không do dự nữa. Tô Thiên Lung làm việc gì cũng thận trọng, đạo diễn Lưu tin tưởng người mà Tô Thiên Lung tìm chắc chắn sẽ không có vấn đề. Ngay lúc Dương Tiêu đang định thay quần áo, một giọng nói khinh thường đột nhiên vang lên, có thể rồi. Thật không, đạo diễn Lưu, không lẽ ông tin lời tên này nói à? Trong giây tiếp theo, Vương Tỉnh bước tới với vẻ mặt kiêu ngạo, anh ta nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu với vẻ khinh thường cực độ. Như thể lời nói của Dương Tiêu là khoác lác không biệt ngưỡng. Hải, cậu Vương, nhìn thấy Vương Tỉnh tới, đạo diễn Lưu ngạc nhiên. Vương Tỉnh bước tới mắng, tên này là bịp bợm giang hồ, chẳng lẽ đạo diễn Lưu không nhận ra? Bịp bợm giang hồ, đạo diễn Lưu kinh ngạc. Vương Tỉnh chỉnh trọng nói, đúng vậy, tên này là bọn bịp bợm giang hồ. Thiên Lung bị anh ta làm mở mắt. Theo tôi thấy, mau thay người đi thay. Thay người, đạo diễn Lưu rõ ràng ngần người. Đang chuẩn bị bám máy thì đột nhiên phải thay người, đây không phải là chậm trễ thời gian bấm máy sao? Như đã biết, việc quay chụp lại nhiều lần là cả một vấn đề, nếu một làn không qua, thì vẫn phải quay lại. Đây là chuyện nhỏ, chủ yếu là tạm thời đổi diễn viên rất phiền phức. Sau khi quay xong, phim sẽ được cắt ghép, nộp lên cho Quảng Điện xét duyệt. Đã rất gần đến Tết rồi. Nếu Khôi nhanh chóng hoàn thành việc, qua phim, không qua bên xét duyệt của Quảng Điện thì không thể chiếu tê. Vương Tinh ngạo mạn, không hề coi trọng Dương Tiêu. Chuyện này, vẻ mặt đạo diễn Lưu cay đắng. Vương Tỉnh là con trai của Vương, sách đạo diễn át chủ trong giới, nếu không cho Vương Tỉnh thể diện, thì sau này ông sẽ khó lăn lộn trong giới. Tô Thiên Lung hoàn toàn tức giận, Vương Tỉnh, anh biết xấu hổ không? Anh Dương Tiêu của tôi làm sao có thể để người như anh nghỉ ngờ được? Thiên Lung, đây là phim Tết đầu tiên của em, nếu một con sâu làm dâu nồi canh thì phải làm sao? Tôi là vì muốn tốt cho Imo Vương Tỉnh ra vẻ như thánh mẫu. Tô Thiên Lung tức giận nói, vì tốt cho tôi.
Cảm ơn, tôi không cần. Thiên Lung, em thật sự tin tên lừa đảo này. Nhìn thoáng qua đã có thể nhớ hết lời thoại, chuyện này làm sao có thể? Vương Tinh khẳng định Dương Tiêu là kẻ lừa đảo. Đúng lúc này, Dương Tiêu đột nhiên nói, cô Giang đi mau, tôi sẽ chặn ở đây. Những người không biết chắc sẽ nghĩ Dương Tiêu phát bệnh thần kinh, nhưng trên thực tế Dương Tiêu chỉ đang đọc lời thoại. Trông anh nghiêm túc, như đang diễn cho dù có chê cũng phải bảo vệ sự an toàn cho nữ chính trong phim. Anh chàng này là diễn viên xuất sắc à? Nhìn thấy biểu cảm của Dương Tiêu mang theo sự cấp bách, đạo diễn Lưu ngẩn người tại chỗ. Đúng vậy, đạo diễn Lưu đã thật sự ấn tượng sâu về kỹ năng diễn xuất của Dương Tiêu. Nhập vai chỉ trong một giây, sự cấp bách của cảnh quay được thể hiện một cách sống động. Đây là điều không phải người bình thường có thể làm được, ngay cả một diễn viên cấp ảnh đề cũng khó có thể nhập vai ngay lập tức. Ông hoàn toàn không biết, Dương Tiêu có kỹ năng diễn xuất rất tốt, hơn nữa kỹ năng diễn xuất của anh cũng không thua kém gì ảnh đề. Xét cho cùng, thường đi trên bờ vực, sinh tử, nếu không có kỹ năng diễn xuất tốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tự mang đến vô vàn nguy hiểm. Để hoàn thành nhiệm vụ, không biết Dương Tiêu đã tham gia các buổi tụ tập đông người bao nhiêu lần, đi lại trong các bữa tiệc chiêu đãi của Hoàng gia châu Âu. Chính vì kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình mà Dương Tiêu mới có thể thành công liên tục. Thậm chí, Dương Tiêu đã từng sử dụng Mỹ Nam Kê, suýt chút nữa đã đầy mây công chúa Hoàng gia châu Âu lên giường. Đương nhiên, đây không phải là Dương Tiêu gây rồi, mà là anh cần phải không từ bất cứ thủ đoạn nào để hoàn thành nhiệm vụ. Đúng vậy, vì để hoàn thành nhiệm vụ mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Ngay lúc nhận được nhiệm vụ kia, đối phương đã không từ thủ đoạn rồi, cho nên Dương Tiêu không cần băn khoăn. Đừng quên, Thiên Phủ Chi Quốc là một nước lớn, không cần phải áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào cả. Một khi đã ra đòn, nhất định sẽ làm dao của đối phương sáng trước, bọn họ buộc phải làm kiêm sáng. Đây là ghi nhớ lời thoại. Vương Tỉnh ngân ra. Anh ta sải bước tới quét mắt nhìn những lời thoại trên tờ A4 trong tay Dương Tiêu, giống hệt như Dương Tiêu đọc. Đúng, đúng hết, không sai tí nào, chuyện này làm sao có thể. Vương Tỉnh ngân ra. Dương Tiêu thờ ơ nói, đừng có mang kính màu rồi nhìn người khác, chút lời thoại này thì có là gì. Đúng vậy, mấy lời thoại này đối với anh Dương Tiêu nhà tôi chăng là gì cả. Tô Thiên Lung Dương tự đắc nói. Trong chốc lát, ánh mắt Phương Tinh nhìn Dương Tiêu vô cùng phức tạp. Anh ta thật sự không thể tin được, trong nháy mắt Dương Tiêu có thể đọc được 10 dòng, chỉ trọng nháy mắt lại có thể nhớ được nhiều lời thoại như vậy. Đây là bộ não mạnh nhất à nhỉ? Nếu nói về trí nhớ, trên nhóm chuyên mục bộ não mạnh nhất, e rằng không có ai là đối thủ của anh chàng này. Đạo diễn Lưu nhìn Vương Tỉnh, cậu Vương, cậu xem. Lúc này sắc mặt của Vương Tỉnh lúc trắng lúc xanh, anh ta không ngờ rằng thế mà mình đã đánh giá thấp. Nhưng ở trước mặt Tô Thiên Lung, làm sao anh ta có thể mất mặt được? Đạo diễn Lưu, đây thì tính là gì? Chỉ mấy câu chữ, chỉ vài dòng thoại mà thôi. Nếu là tôi, nhìn thoáng qua cũng có thể nhớ được. Vương Tỉnh hừ lạnh. Tô Thiên Lung khít mũi cười nói năng khoác lác, anh đọc thuộc cho tôi xem L. Tôi, Vương Tỉnh ngạt thở đỏ mặt, không nói nên lời. Anh ta không phải diễn viên chuyên nghiệp, ghi nhớ lời thoại hoàn toàn không phải là điểm mạnh của anh ta. Nếu để anh ta chơi phụ nữ thì chắc chắn anh ta làm được. Lúc trước anh ta cũng đã tham gia nhiều vai diễn quan trọng trong nhiều bộ phim, nhưng đáng tiếc là kỹ năng diễn xuất của Vương Tịnh thật sự rất đáng xấu hổ. Chỉ có thể che giấu bằng những bản cắt ghép trong giai đoạn sau. Về phần lời thoại, thì càng không cần phải nói đến. Trong quá trình quay phim Vương Tỉnh chỉ nói 1.234.567, lời thoại thì chỉ có thể dựa vào diễn viên lồng tiếng trong giai đoạn hậu kỳ. Nói trắng ra, về mặt quay phim, Vương Tỉnh rốt đặc cán mai, nếu không phải có một ông bồ giỏi thì anh ta chăng là cái thá gì? Người khác nể mặt anh ta, không, những người khác chỉ đang nể mặt bộ anh ta mà thôi. Dương Tiêu lắc đầu, nếu anh không có việc gì khác thì lui ra ngoài xem. Nếu chậm trễ thời gian của chúng tôi thì sẽ không kịp giờ ăn tồi. Bị Dương Tiêu phá, Vương Tỉnh gần như nổ tung tại chỗ. Cậu Vương, cậu cũng đã thấy khả năng diễn xuất đọc lời thoại của cậu Dương rồi đó. Cậu hãy nhường chỗ cho chúng tôi quay đi. Đạo diễn Lưu cười lây lòng. Ông không muốn làm mất lòng. Vương Tỉnh, nhưng thực lực của Dương Tiêu làm đạo diễn Lưu rất hài lòng. Chỉ cần là diễn viên hoàn mỹ, vì Dương Tiêu ông có thể không giữ thể diện cho Vương Tỉnh. Nhưng cũng không muốn đắc tội. Mặt Vương Tỉnh hoàn toàn đen lại, anh ta không cam lòng nói, đạo diễn Lưu, tôi hỏi ông,
một diễn viên thật sự, đọc thuộc lời thoại và kỹ năng diễn xuất chẳng là gì cả, năng lực ứng phó tại chỗ đủ để chứng tỏ một người rồi. Tôi muốn kiểm tra khả năng thích ứng của anh ta. Chuyện này, đạo diễn Lưu có thể thấy Vương Tỉnh đang gây dối vô lý. Ông thật sự không muốn xúc phạm Vương Tỉnh, vì thế ông bắt lực nhìn Dương Tiêu. Tô Thiên Lung chuẩn bị bùng nổ, Dương Tiêu ngăn Tô Thiên Lung lại nhìn Vương Tỉnh, được. Anh muốn kiểm tra như thế nào? Rất đơn giản, anh và tôi cứ thoải mái đặt câu hỏi. Nếu không trả lời được thì rời khỏi đoàn. Nếu trả lời lưu loát, tôi bảo đảm sẽ không nói nhiều biến mất khỏi đây. Vương Tỉnh cười âm hiểm. Dương Tiêu hờ hững nhún vai, không thành vấn đề, đặt câu hỏi đi, tôi theo hết. Dương Tiêu hiểu tên Vương Tỉnh này không khác gì một con chó chết, nếu không chạm vào mũi thì anh chàng này sẽ không bỏ cuộc. Tốt, nghe cho kỹ, câu hỏi của tôi rất đơn giản. Chỉ cần anh trả lời được, tôi sẽ biến mất ngay lập tức. Vương Tỉnh nở một nụ cười sâu xa. Ngay sau đó, Vương Tỉnh cười sâu xa nói, một người đánh cá ra khơi bắt được một nàng tiên cá, nhưng anh ta chạm vào, vẻ mặt đáng tiếc thả nàng tiên cá đi. Xin hỏi, tại sao người đánh cá lại thả nàng tiên cái? A. Bởi vì người đánh cá tốt bụng. C. Bởi vì nàng tiên cá đáng thương. D. Bởi vì nàng tiên cá không thể ăn. Phụt. Nhìn Vương Tỉnh trơ trên, Dương Tiêu suýt hộc máu. Trong mắt Dương Tiêu, người như Triệu Cầm đã đủ vô sỉ rồi, ai biết tên Vương Tỉnh này còn quá đà hơn. Đây là lần đầu tiên Dương Tiêu bị người ta ném cho một tiên sâm. Tại sao người đánh cá thả nàng tiên cá, chuyện này còn cần phải nghĩ hả? Chắc chắn là nàng tiên cá không có khả năng sinh sản. Chỉ là Dương Tiêu không phải người thích chặn ngang khi đang nói, nếu không sẽ nói ra đáp án chính xác cho câu hỏi trắc nghiệm này. Nói đi, câu trả là chính xác cho câu hỏi này là gì? Khuôn mặt Vương Tỉnh tên đây nụ cười sâu xa. Đây là một trò đùa, chỉ cần Dương Tiêu dám nói ra đáp án chính xác, nhất định sẽ gây ra tiếng cười ầm ầm tại hiện trường. Vương Tỉnh đã đặc biệt nói ra một chuyện đùa với mục đích làm nhục Dương Tiêu. Nghe thấy câu hỏi của Vương Tỉnh, khéo miệng của nhóm người có mặt tại hiện trường co giật dữ dội. Mẹ kiếp, tên này quá tỉ tiện, làm sao người ta có thể trả lời kiểu đùa khó chịu này được. Dương Tiêu nhìn Vương Tỉnh trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Vương Tỉnh này thật đúng là một tên cặn bã. Có thể thốt ra những lời như vậy, Dương Tiêu tuyệt đối sẽ không cho phép Tô Thiên Lung đến quá gần loại người không có điểm dừng này. Tô Thiên Lung bối rối, Vương Tỉnh, câu hỏi của anh không đúng cho lắm, đúng không? Đáp án B đâu, đáp án B đâu? Xin lỗi Thiên Lung, câu hỏi này chắc chắn không có đáp án B. Vương Tỉnh nhìn chăm chăm vào thân hình cao ngạo của Tô Thiên Lung với một nụ cười mê mẩn. Tô Thiên Lung nghi ngờ nói, không thể. Không có đáp án B, Euro và D chui ra từ đâu. E hèm, nhóc, đừng hỏi. Mặt mày Dương Tiêu nổi vạch đen ngăn lại. Tô Thiên Lung nhìn Dương Tiêu rất khó hiểu, anh, sao lại thế? Nhóc, em ngây thơ quá. Em nghĩ đi, đưa nàng tiên cá về lại không thê làm vợ, hiểu ý của anh chứ? Dương Tiêu thấp giọng nói. Không thể làm vợ, Tô Thiên Lung kinh ngạc trước. Sau đó, Tô Thiên Lung như bị điện giật nghĩ tới chuyện gì đó mặt lập tức đỏ bừng. Tức giận nhìn chăm chăm Vương Tỉnh nói, anh thật không biết xấu hồi. Quanh năm tập trung cho việc ca hát, nhảy múa, thỉnh thoảng, tham gia đóng phim và làm đại sứ từ thiện, Tô Thiên Lung không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô không dành nhiều thời gian lên mạng, cộng với bản tính ngây thơ trong sáng, không hiểu những trò đùa như thế. Giống như Vương Tỉnh vừa mở miệng đã lái xe, Tô Thiên Lung nhất thời không hiểu ra sao. Khi Tô Thiên Lung chợt hiểu ra, cô thật sự vừa xấu hổ vừa tức giận. Tên Vương Tỉnh này quá vô sỉ, vậy mà lại thốt ra những lời bẩn thỉu như thế. Ha 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 hêu. Nhìn Tô Thiên Lung thẹn thùng không thôi, Vương Tỉnh cười điên cuồng. Như thể trêu ghẹo Tô Thiên Lung là chuyện rất có thành tựu, rất vui vẻ. Đám người đạo diễn Lưu lần lượt hóa đá, nếu không phải. Vương Tỉnh là con trai của đạo diễn Xô một trong giới giải trí, ông thật sự muốn ném Vương Tỉnh ra ngoài ngay lập tức. Không biết xấu hổ, thật sự không biết xấu hổ. Nói đi, câu trả lời chính xác là gì? Không nói được chứ gì. Vương Tỉnh kích động như thể thăng trận. Dương Tiêu chế nhạo, anh cho rằng người khác cũng không biết xấu hổ như anh à. Không biết xấu hổ, sao tôi lại không biết xấu hổ? Chẳng lẽ anh biết đáp án chính xác à? Vậy anh có thể nói đáp án chính xác? Mặt Vương Tỉnh đầy vẻ khiêu khích, trong lòng đã ăn chắc được Dương Tiêu. Dương Tiêu chế giễu, cây không ra thì sẽ chết không thể nghĩ ngờ được. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch,
hôm nay tôi đã mở mang được rất nhiều kiến thức, khâm phục khâm phục. Đây là lời nói thật lòng của Dương Tiêu, anh thật sự khâm phục. Vương Tinh có thể không biết xấu hổ đến mức này. Không trả lời được thì cút đi, đạo diễn Lưu ông thầy rồi chứ, tên này không linh hoạt gì cả. Kỹ năng diễn xuất của anh ta cùi bắp, chắc chắn không thích hợp diễn. Vương Tỉnh nói với đạo diễn Lưu. Vẻ mặt đạo diễn Lưu cứng ngắc, gượng cười, cậu Vương, chuyện này. Không thích hợp lắm nhỉ. Dương Tiêu cũng rất không nói nên lời, không linh hoạt và kỹ năng diễn xuất cùi bắp thì có liên quan gì. Không thích hợp, không thích hợp cái gì. Tôi nói không thích hợp thì không thích hợp, có vấn đề à hai. Vương Tỉnh cậy thế ức hiếp người. Hôm nay anh ta muốn xử lý Dương Tiêu, chính là khiến Dương Tiêu không thể diễn, chịu sự áp chế của anh ta, trở thành trò cười. Về phần đạo diễn Lưu, Vương Tỉnh hoàn toàn không coi trọng. Nếu đạo diễn Lưu dám không cho anh ta thể diện, một cú điện thoại của anh ta cũng đủ ngăn đạo diễn Lưu lăn lộn trong giới. Bị Vương Tỉnh hung hăng ngang ngược nhìn chăm chăm, ra đầu đạo diễn Lưu tê dại. Ông thật sự không dám xúc phạm Vương Tinh. Dù sao bố của ỷ Vương Tỉnh là Vương Sách đạo diễn số 1 trong giới giải trí, kiểm soát rất nhiều tài nguyên trong giới giải trí, quen biết với nhiều nhà tư bản. Dương Tiêu thờ ơ nói, kết luận sớm như vậy có phải là quá sớm không? Chẳng phải đã nói rõ rồi à? Anh hỏi một câu, tôi hỏi một câu. Nếu tôi không trả lời được, tôi sẽ ngoan ngoãn rời đi. Nếu tôi trả lời được, anh không được tọc mạch nữa. Ồ, tôi đã nói như vậy à? Vương Tỉnh muôn ăn quyệt. Tô Thiên Lung cả giận nói, Vương Tỉnh, anh nói giống như đánh giám à. Dám làm không dám nhận, thật là khiến người khác khinh thường. Thiên La Ngồ bị Tô Thiên Lung khinh thường, vẻ mặt Vương Tỉnh trông hơi xấu xí. Tô Thiên Lung tức giận nói, có giỏi thì anh và anh Dương Tiêu đấu ngay thẳng đi, bày trò láo cá, nói mây trò đùa thì có năng lực gì. Bị người con gái mình yêu chế giễu, không cần nói Vương Tỉnh đã tức giận như thế nào. Tốt tốt tốt, Thiên Lung, đừng nói là tôi không cho anh ta cơ hội. Tên kia, đặt câu hỏi đi, xem hôm nay tôi đã giết anh như thế nào. Mũi của Vương Tỉnh đã bốc khói. Trên thực tế, ngoài việc chơi phụ nữ ra, Vương Tỉnh rất thông minh, nhưng anh ta không đặt sự thông minh của mình vào con đường đúng đắn mà thôi. Anh ta hoàn toàn không để Dương Tiêu vào mắt, cho dù đã cho Dương Tiêu một cơ hội, anh ta cũng tự tin mình là người cười cuối cùng. Dương Tiêu nhìn Tô Thiên Lung, Phích Lung. Em tới, em đặt câu hỏi ý. Em đặt, Tô Thiên Lung kinh ngạc hỏi. Dương Tiêu gật đầu nói, đúng vậy, Thiên Lung, em đặt đi. Không phải Dương Tiêu không có ý đồ sâu, mà là Dương Tiêu quá lười sử dụng những thủ đoạn không chính đáng như vậy. Nếu không, một câu nói của Dương Tiêu cũng đủ khiến Vương Tỉnh suy sụp. Để em nghĩ xem L Tô Thiên Lung gãi đầu. Dương Tiêu nhẹ nhàng nói, không vội, cứ nghĩ đi. Tô Thiên Lung là một cô gái trẻ giản dị. Tốt bụng, Dương Tiêu tin Tô Thiên Lung sẽ nói ra một chủ đề rất hay. Về phần Dương Tiêu, chỉ cần không phải là câu hỏi phò đùa, Dương Tiêu hoàn toàn có thể trả lời. Không nói đến kiến thức thiện văn địa lý, Dương Tiêu ít nhất có thể hiểu được một chút về mọi phương diện. Thiên Lung, cứ việc đặt câu hỏi. Vương Tinh ngạo mạn không hề coi trọng Dương Tiêu. Tô Thiên Lung suy nghĩ một lúc, trong đầu chợt lóe sáng, đúng, có rồi. Ngay sau đó, Tô Thiên cười tinh nghịch nhìn Vương Tinh, hãy dùng ABCDF tạo thành một câu tiếng NHL. Tô Thiên Lung biết Vương Tinh đã bỏ học từ lâu, nên tiếng Anh chắc là một điểm yếu. Cái gì, dùng ABCDF tạo thành một câu? Nghe vậy, hai mắt Vương Tỉnh lập tức mở to, giống như bị trúng 1 triệu điểm sát thương, vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác. Đúng vậy, anh ta chưa học xong cấp bạ đã bỏ học. Dùng chữ cái đặt câu bằng tiếng Anh, đây không phải là có tình làm khó anh ta sao? Dương Tiêu mỉm cười đầy ẩn ý, con nhóc danh ma này thật sự không khiến mình thất vọng. Cậu Vương còn do dự gì vậy? Tạo thành câu đi, không lẽ không, đặt được à? Dương Tiêu nói đùa. Mặt Vương Tỉnh nhăn nhó như vừa ăn phải ruồi, đặt câu bằng tiếng Anh, thật sự đã làm khó anh ta. Tuy nhiên, khí thế không thể yếu. Vương Tỉnh nhìn chằm chằm Dương Tiêu nói, hừ, như thể anh có thể đặt được ý. Ánh mặt anh ta đầy vẻ khinh thường, như thể anh ta không đặt được. Dương Tiêu cũng sẽ không đặt được. Tôi không đặt được, thật không? Dương Tiêu chế nhạo. Nụ cười của anh cực kỳ sán lạn, nụ cười tuyệt đẹp nhìn Vương Tỉnh đầy vẻ châm chọc. Chẳng nhẽ anh đặt được, Vương Tĩnh khinh thường nói. Anh ta nhìn quần áo của Dương Tiêu không được lộng lẫy rất cỏ lỗ sĩ.
Anh ta cho rằng Dương Tiêu là người nhà quê, chắc chắn không được học hành cao cấp. Dương Tiêu nhìn chăm chăm Vương Tỉnh nói đùa, vậy thì anh thật sự đã đánh giá thấp tôi rồi, nghe cho kỹ, tôi đặt một câu. Đến, tôi rửa tai lắng nghe, tôi muốn xem anh có thể đặt thành câu gì. Vẻ mặt Vương Tỉnh khinh thường. Bọn đạo diễn Lưu cũng dán chặt mắt vào Dương Tiêu, mong chờ nghe được câu trả lời cuối cùng của Dương Tiêu. Tô Thiên Lung lau mồ hôi lạnh, cô cũng không biết Dương Tiêu thật sự có thể đặt câu được không. Rốt cuộc, ghép chữ cái tiếng Anh đơn giản tạo, thành một câu trong một thời gian ngắn không dễ dàng. Trước sự khinh bỉ của Vương Tỉnh, Dương Tiêu cười nhẹ nói một câu tiếng Anh, A boy can do anything for girl. Valley vừa dứt lời, vẻ mỉa mai trên mặt Vương Tỉnh lập tức ngưng tụ. Đặt được, đây là đặt được. Âu anh Dương Tiêu, anh thật giỏi. Tô Thiên Lung nghe thấy câu trả lời này, đôi mắt đẹp lại lấp lánh. Đạo diễn Lưu cũng rất ngạc nhiên nói, A boy can do anything for girl. Sâu sắc, thật sự sâu sắc. Đúng vậy, Dương Tiêu vừa mở miệng đã nói tiếng Anh thành thạo, hơn nữa đó còn là một câu nói rất hay. Nói một cách dễ hiểu, câu này có nghĩa là người con trai sẵn sàng làm mọi thứ vì người con gái. Sự ấm áp xen lẫn chút lãng mạn ấm áp. Đạo diễn Lưu, tên này nói nhảm phải không? Vương Tỉnh nhìn đạo diễn Lưu. Đạo diễn Lưu biết Vương Tỉnh không tin, ông nghiêm túc nói, lời của cậu Dương hoàn toàn khớp với đáp án, chính xác không nhầm được. Cái gì, chính xác không nhầm được? Tên nhà quê này thật sự trả lời được. Vương Tỉnh không hiểu tiếng Anh, mở to miệng nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu với ánh mắt khó tin. Hừ, Vương Tỉnh, thu lại ánh mắt của anh đi, ngưỡng mộ đúng không? Không trả lời được chứ gì, đây là khoảng cách giữa anh và Dương Tiêu. Anh Dương Tiêu tao nhã như vậy, lại nhìn anh xem, có khác gì tên đầu trộm đuôi cướp không? Tô Thiên Lung công kích không thương tiếc. Tên đầu trộm đuôi cướp. Bị Tô Thiên Lung nói mình là tên đầu trộm đuôi cướp, Vương Tỉnh gần như không thở nổi, đột nhiên bị nhồi máu cơ tim. Là con trai của đạo diễn số 1 trong giới giải trí, ai dám nói anh ta là tên đầu trộm đuôi cướp. Trên mặt Dương Tiêu lộ ra một nụ cười, loại đề tài này đối với anh đơn giản là kiến thức tiêu học. Xong rồi trên đấu trường quốc tế, anh đã học rất nhiều thứ tiếng trên thế giới, tuy không thành thạo nhưng ít nhiều cũng biết một chút. Mặc dù rất miễn cưỡng thừa nhận vị thế siêu việt của tiếng Anh, nhưng không thể phủ nhận tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Bây giờ học sinh tiểu học có thể nói mấy câu tiếng Anh, huống, chỉ Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước. Dương Tiêu giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp nhát, câu hỏi của Tô Thiên Lung phù hợp với khả năng của Dương Tiêu. Vương Tỉnh gần như nổ tung, mặt mày anh ta đen lại, tức giận nói, tốt, tôi là tên đầu trộm đuôi cướp đúng không? Nếu vậy tôi cũng có thể trả lời. Anh có thể trả lời được. Vương Tỉnh, bớt giả vờ đi. Tô Thiên Lung lại công kích. Dương Tiêu biết Vương Tỉnh lại đang nghĩ xấu, anh có thể nhìn ra Vương Tỉnh này không làm âm lên thì sẽ không bỏ qua. Dương Tiêu Diêu còn nói, thật không? Anh có thể trả lời được. Tốt, anh trả lời đi, đừng nói chúng tôi không cho anh cơ hội. Nghe này, Vương Tỉnh đặc biệt hắng giọng, tỏ vẻ khiến người ngạc nhiên. Bọn đạo diễn Lưu cũng dán mắt vào Vương Tỉnh, bọn họ muốn xem Vương Tỉnh công tử bột này miệng chó có thể mọc ngà voi thật không. Nhìn dáng vẻ tính toán kỹ càng của Vương Tỉnh, Dương Tiêu làm ra một động tác mời, nói đi. Dưới ánh nhìn của mọi người, Vương Tỉnh cười sâu xa, vẻ mặt khoa trương, A, B2, C người, đi chân trần đứng trên D, F cũng không mặc, gì còn ở bên ngoài. Đờ mò. Nghe Vương Tỉnh nói, hai mắt mọi người đen lại, suýt rơi ra ngoài. Mẹ kiếp, loại câu trả lời máu chó gì vậy? Trả lời như này có khác gì tên đầu trộm đuôi cướp đâu. Im lặng, hiện trường đột nhiên rơi vào im lặng đến kỳ lạ. Ha ha, bị câu trả lời của bổn thiếu làm choáng váng hết hà. Vương Tỉnh dương tự đắc nói. Khúc khí chi Tô Thiên Lung là người đầu tiên không nhịn được bật cười thành tiếng, gương mặt trang điểm xinh đẹp của cô run lên, ánh mắt nhìn Vương Tỉnh mang theo vẻ giễu cợt. Bọn đạo diễn Lưu lần lượt hóa đá. Lần lượt bị câu trả lời của Vương Tỉnh làm kinh ngạc. Dương Tiêu không nhịn được do, ngón tay cái lên cho Vương Tỉnh, hai tài, cậu Vương thật sự là nhân tài. Ngay từ đầu Dương Tiêu đã biết miệng chó của Vương Tỉnh tuyệt đối không mọc được ngà voi. Ai biết Vương Tỉnh này vừa mở miệng đã khiến người khác kinh ngạc không nhẹ. Nhiều diễn viên đứng sau đạo diễn Lưu không nhịn được cười ra tiếng. Quá buồn cười, thật sự quá buồn cười. Tất cả đều mang vẻ vui đùa. Ánh mắt nhìn Vương Tỉnh giống như đang nhìn một trò đùa. Nhân tài, anh châm chọc đúng không?
nhưng không quan trọng, ít nhất tôi đã trả lời được phải không? Vương Tỉnh đắc ý nói. Nhìn Vương Tỉnh không biết xấu hổ, Dương Tiêu cười nói, đây được coi đáp án à? Cậu Vương, phải thừa nhận anh có tài hài kịch, nhưng rất tiếc phải nói với anh rằng những gì Thiên Lung nói vừa rồi là dùng ABCDF đặt thành câu tiếng Anh. Đặt câu bằng tiếng Anh, nãy nói thế à? Vương Tỉnh ngạc nhiên nhìn đạo diễn Lưu. Đạo diễn Lưu có nén cười, cậu Vương, cô Thiên Lung đã nói rồi, đặt một câu tiếng Anh. Ha 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 ha, Vương Tỉnh, anh là khỉ được đưa tới đây chọc cười à? Anh thế này không làm diễn viên hài thì thật phí. Tô Thiên Lung cười ra tiếng. Nhìn vẻ mặt vui đùa của mọi người, mặt Vương Tỉnh càng trở nên sâu xí hơn. Làm diễn viên hài, có năng khiếu hài kịch. Đây là đang sỉ nhục mình là trò cười hả? Dương Tiêu giang tay với Vương Tỉnh, được rồi, cậu Vương dừng trò hề lại đi. Ván đầu tiên anh thăng bằng cách không chính đáng, ván thứ hai anh không trả lời được, chúng ta hòa. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị bâm máy, anh cứ đứng ở một bên xem đừng làm phiền, được chứ? Hòa, vẻ mặt Vương Tỉnh trầm như nước. Vốn dĩ anh ta muốn hung hăng sỉ nhục Dương Tiêu, ai ngờ Tô Thiên Lung đã ra đề khó hoàn toàn đánh bại anh ta. Tô Thiên Lung nói với đạo diễn Lưu, chuẩn bị bắt tay vào công việc thôi. Về phần người không có chức vụ, vẫn nên đừng để anh ta vào địa điểm quay, tránh chậm trễ quá trình quay của chúng ta. Cậu Vương, cậu xem, đạo diễn Lưu nhìn Vương Tỉnh. Phát điên, rất điên. Lúc này Vương Tỉnh thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một trận hòa giống như đuổi anh ta đi, không có cửa đâu. Vương Tỉnh đẩy đạo diễn Lưu ra, anh ta hung hăng nhìn Dương Tiêu, anh cho rằng hòa là ổn hả? Hôm nay tôi phải phần thắng bại với anh, tiếp tục. Vương Tỉnh, anh có thôi đi không? Tô Thiên Lung tức giận nói. Nhìn Vương Tỉnh sắp rơi vào trạng thái bùng nổ, Dương Tiêu kéo Tô Thiên Lung, hôm nay anh muốn phân thăng bại với tôi đúng không? Được, tôi sẽ cho anh một cơ, hội, quyết định kết quả trong một câu. Miễn là không suy nghĩ lung tung, câu hỏi bình thường. Chỉ cần tôi không trả lời được, tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Quân tử nhất ngôn, Vương Tỉnh nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Nhanh đi, Dương Tiêu nói thẳng. Vương Tỉnh nhìn chằm chằm Dương Tiêu cười âm hiểm, danh con, cho dù không có ý xấu, tôi vẫn có thể chơi anh đến chết. Câu hỏi lần này rất đơn giản, đọc 500 số đầu của số Pi. Cái gì? Đọc 500 số đầu của số Pi. Tất cả mọi người đều bị sốc, nhiều con số như vậy ai có thể đọc được? Kha 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 khai nói xong, trên mặt Vương Tỉnh lộ ra vẻ cương quyết. Dường như Dương Tiêu không thể đọc nổi 500 số đầu của số Pi. Lần này tuyệt đối chết không thể chết thêm nữa trước mặt anh ta. Đọc số Pi, Dương Tiêu chợt không nói nên lời. Số Pi là gì? Pi là một hằng, số toán học có giá trị bằng tỉ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó. Thường được biểu thị bằng chữ cái Hy Lạp Tia. Đây là một hằng số toán học tồn tại trong toán học và vật lý. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, Google thông báo tỷ lệ Pi hiện đã đạt 31,4 nghìn tỷ chữ số sau dấu thập phân. Dương Tiêu thật sự không ngờ Vương Tỉnh này lại không biết xấu hổ đến mức muốn đọc 500 số đầu của số Pi. Người bình thường, biết số Pi chỉ dùng máy chữ số đầu tiên, những số đằng sau thường không được sử dụng phổ biến trong cuộc sống, ai rảnh đi đọc số Pi làm gì. Mặc dù Dương Tiêu biết một chút về mọi thứ, nhưng anh thật sự không nhớ số Pi này. Vương Tỉnh đắc thắng nói, không đọc được đúng không? Nếu không đọc được thì bớt mắt mặt mau cút khỏi đây đi. Lần này anh ta đã ăn chắc được Dương Tiêu, hầu như không ai có thể đọc thuộc một đề tài xảo trả như vậy. Đây không phải là cố tình làm khó người ta sao? Một người lắm bẩm. Chẳng thế còn gì, ai lại buồn chán đọc thuộc 500 số đầu của số Pi cơ chứ? Đúng vậy, quá đáng quá, vấn đề này hoàn toàn không trả lời được. Một nhóm diễn viên đang xì xào bàn tán, trên mặt đều mang theo vẻ kỳ quái, một câu hỏi. Như vậy, không ai trong số họ có thể trả lời được. Đạo diễn Lưu thở dài ngao ngán, ông biết Vương Tỉnh là một nhân vật khó tính, ai biết Vương Tỉnh này vì nhắm vào Dương Tiêu mà ngay thể diện cũng không cân. Đọc lại 500 số đầu của số Pi. Nếu không phải nể mặt bố của Vương Tỉnh, đạo diễn Lưu thật sự muốn phun một ngụm sâu đơ muối vào mặt Vương Tỉnh. Mắt mặt, Dương Tiêu chế nhạo lắc đầu. Tuy anh nhất thời không thể đọc được, nhưng không có nghĩa là anh không có cách đối phó. Vương Tỉnh khoanh tay trước ngực chế nhạc, đề bài lần này đơn giản chứ. Tôi không dở trò láo cá nhỉ. Anh phục hay không? Đề bài đơn giản, cậu Vương nói nhẹ nhàng thật đây.
khóe miệng Dương Tiêu co giật mạnh. Vương Tỉnh nói đùa, đừng lãng phí thời gian của mọi người, nếu không trả lời được thì ngoan ngoãn rời khỏi địa điểm quay cho tôi. Vương Tinh, anh quá đáng quá, N500 số đầu của số pì, không lẽ anh có thể đọc được. Gương mặt trang điểm xinh đẹp của Tô Thiên Lung run lên. Cô biết Vương Tỉnh gây chuyện vô lý, mà trong mắt Tô Thiên Lung, không có cách nào đọc được 500 số đầu của số pi. Vương Tỉnh nghe thấy thế lập tức không vui. Ai nói tôi không thể đọc được, Thiên Lung, em thật sự coi tôi giống tên phế vật này. Dương Tiêu nhìn Vương Tỉnh tính trước kỹ càng, khá tò mò nói, ỏ hai xem ra cậu Vương hiểu biết nhiều về số pi, không lẽ anh có thể đọc được. Đương nhiên. Vương Tỉnh nắm chắc thăng lợi nói. Dương Tiêu có hứng thú, được rồi. Nào nào nào, hãy cho chúng tôi thưởng thức phong thái của cậu Vương đi. Vương Tỉnh, bớt chém gió đi, không nói được gì tốt, nói mồm ai mà chả nói được. Tô Thiên Lung không tin nói. Mọi người cũng nghi ngờ nhìn Vương Tinh, họ thật sự không thể tin được Vương Tỉnh lại có thể đọc được 500 số đầu của số pi. Đây là 500 chữ số đầy đủ, không có quy tắc, chỉ cần sai một số cả trò chơi sẽ sai. Vương Tỉnh liếc mắt nhìn mọi người tại hiện trường, đặc biệt hăng giọng. Thật sự cho rằng bổn thiếu chỉ biết giở trò láo cá. Hừ, đó là vì bổn thiếu không nghiêm túc. Nói cho các người biết, bổn thiếu mà nghiêm túc, cả bản thân tôi cũng sợ, các người giỏng tai lên mà nghe này. Cậu Vương, bớt lằng nhằng, bắt đầu đi. Dương Tiêu chê nhạo. Một tên công tử bột lại tuyên bố có thể đọc thuộc 500 số đầu của số pi, cảnh tượng này thật sự rất hài hước. Vẻ mặt Vương Tỉnh tự hào. Anh ta nhìn bằng nửa con mắt nói, nghe này, 500 số đầu của số pi là 3.1415926. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tốc độ nói của Vương Tỉnh giống như một khẩu súng máy, thốt ra một dãy xô. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều bàng hoàng. Anh chàng Vương Tinh này thế mà lại có thể đọc được 500 số đầu của số pi, làm sao có thể? Tuy nhiên, nhìn Vương Tỉnh không có vẻ gì là đang nói đùa, nhiều người đã lấy điện thoại di động ra tra. Kiểm tra kỹ hơn thì mọi người đều tròn mắt. Đúng là như thế, Vương Tỉnh đọc thuộc lòng không tệ, ngay cả một số cũng không sai. Thật sự nhớ được, Tô Thiên Lung sửng sốt, ánh mắt nhìn Vương Tinh lập tức thay đổi. Không đến 3 phút, Vương Tinh đã đọc xong số cuối cùng, vẻ mặt Vương Tỉnh càng kiêu ngạo hơn. Ha 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 ha, sao hả, 500 số đầu của số pi, đọc lại tất cả, các người phục hay không? Một nhóm người sửng sốt. Đờ mờ. Cậu Vương thật sự đọc được, này quá kinh người rồi nhĩ hai. Đúng thế, cậu Vương được đó, thế mà thâm tàng bắt lộ, giỏi rất giỏi. Có thể dễ dàng đọc được 500 số đầu của số pi là chuyện mà người bình thường không làm được. Nghe thấy lời xu nịnh của mọi người, Vương Tỉnh dí dỏm không ngót. Mọi người đều không biết đây là một vũ khí đặc biệt mà Vai Tỉnh đã sử dụng ở nhiều nơi khác nhau. Mỗi lần khi Vương Tỉnh đọc hết 500 số đầu của số pi, mọi người đều bị sốc trước cảnh tượng này, Vương Tỉnh thử nghiệm nhiều lần chẳng sai. Vì vậy, Vương Tinh mới đề xuất đọc 500 số đầu của số pi. Khóe miệng Dương Tiêu giật giật, không hồ là cậu Vương, khâm phục khâm phục. Dương Tiêu không phải đồ ngốc, có thể thấy Vương Tỉnh này có lẽ đã nắm chắc 500 số đầu của số pi từ lâu, mỗi lần dùng chiêu này để khoe khoang, khoe mẽ đều có tác dụng giật gân. Anh Dương Tiêu, bây giờ phải làm sao? Tô Thiên Lung đổ mồ hôi lạnh thay Dương Tiêu. Vương Tỉnh khinh thường nói, ngưỡng mộ chứ. Không đọc được chứ gì. Nếu không thể đọc thuộc lòng thì cút ngay, đừng làm bản mắt bổn thiếu. Ai nói tôi không thể đọc, anh có thể đọc, tôi tự nhiên cũng có thể đọc. Dương Tiêu cười thần bí nói. Cái gì, tên này cũng có thể đọc được. Vương Tỉnh bật cười lớn, ha 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 ha. Anh có thể đọc cái quan ý. Không tin. Khóe miệng Dương Tiêu hiện lên một nụ cười hấp dẫn. Vương Tỉnh khinh thường nói, đương nhiên không tin, có giỏi thì anh đọc cho tôi xem L. Được, 500 số đầu của số pi là 951.677. Nói xong, dưới ánh mắt của mọi người Dương Tiêu nói thẳng. Vương Tỉnh nghe thấy liền bật cười suýt chảy nước mắt, 951.677. Anh là tên thiêu năng à? Mây xó đầu trọng số pi là 9.516.772, anh định khiến bổn thiếu cười rụng răng à. Đây, là tình huống gì vậy? Một nhóm người nhìn nhau, tự hội có phải Dương Tiêu đang diễn vở kịch nào không? Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết số đầu của pi là 3.1415926, sao Dương Tiêu có thể không biết được? Tô Thiên Lung nhíu mày,
9.516.772 đây không phải là máy số đầu của số Pi, chăng lẽ? Đột nhiên, Tô Thiên Lung dường như nghĩ tới gì đó, cô lập tức lấy điện thoại di động ra tra. Ha 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 ha, đồ thiểu năng, đồ ngu ngốc, đừng đọc nữa, học sinh tiểu học cũng. Biết số đầu của số Pi, những năm qua anh phát triển như thế nào thế? Ăn cứt à, hai Vương Tỉnh không nói những lời tốt nào cười lớn với Dương Tiêu. Trong đầu mọi người có mặt tại hiện trường cũng đầy dầu chấm hỏi đen, bọn họ có thể thấy Dương Tiêu là người thông minh, không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Đang yên đang lành, làm sao vậy nhỉ? Đột nhiên, ánh mắt Tô Thiên Lung kích động nhìn chằm chằm vào màn hình biên, thoại, Vương Tỉnh, anh mới là đồ thiểu năng, người ngốc là anh. Anh Dương Tiêu không hề đọc lung tung, anh Dương Tiêu đọc ngược, anh Dương Tiêu thật sự đọc ngược. Cái gì, L đọc ngược? Vừa nói xong, Vương Tỉnh cảm thấy như bị trúng một đòn, toàn thân lập tức chết lặng. Đọc ngược 500 số đầu của số Pi 2 điều này. Làm sao có thể? Đọc ngược, mọi người sửng sốt. Sau đó, vẻ mặt của tất cả mọi người trang nghiêm, tra những con số tương ứng. Ngay lúc xác nhận, gần 100 người có mặt tại hiện trường đều bàng hoàng. Đúng vậy, đọc ngược, Dương Tiêu thật sự đang đọc ngược. Vương Tỉnh không hề tin, nghiêm nghị nói, cái quản. Tên phê vật này làm sao có thể đọc ngược chứ? Vì để đọc được 500 số đầu của số, không biết bao nhiêu tế bào, não của anh ta đã chết. Người đàn ông trước mặt anh ta vậy mà đọc ngược 500 số đầu của số Pi, điều này thật kinh hoàng. Khi Vương Tỉnh lấy điện thoại di động ra xác nhận, đầu tiên anh ta nhíu mày, sau đó là kinh hãi, cuối cùng là không thể tin được. 6.295.141.3. Cuối cùng, Dương Tiêu đọc mấy chữ số cuối cùng của số Pi. Vương Tỉnh nghe xong, hai mắt đờ đẫn, tinh thần đờ đẫn nói, đọc ngược, thật đúng là đọc ngược. Àm. Vào lúc này, Vương Tỉnh như bị sét đánh, anh ta hoàn toàn chết lặng. Vốn dĩ anh ta còn tưởng có thể ăn chắc được Dương Tiêu, ai biết cuối cùng người ta không những không ở thế bất lợi, mà còn phản một đòn đường cùng. Đọc ngược số Pi, mẹ nó anh ta là quái vật hả? Cậu Vương, anh có tâm phục khẩu phục không? Đọc ngược 500 số đầu của số Pi, Dương Tiêu cười nhìn Vương Tỉnh. Mặt Vương Tỉnh như gan lợn, trong lòng anh ta hoàn toàn bất lực. Anh ta đọc thẳng, trong khi Dương Tiêu lại đọc ngược, khoảng cách giữa hai người đã phân rõ thắng bại. Trông như là một trận hòa, nhưng vô hình chung anh ta đã để thua trong một tình huống hoàn toàn bị đánh bại. Vẻ mặt Vương Tỉnh khó coi, anh ta không cam lòng nhìn Dương Tiêu nói, không tê thể không thừa nhận, anh là kẻ tàn nhẫn. Từ đầu đến cuối, Vương Tỉnh nghĩ mình có thể đọc thuộc lòng 500 số đầu của số Pi là đã rất giỏi, ai ngờ người ta lại đọc ngược. Giờ phút này, trong lòng Vương Tỉnh có vô số con dê chạy loạn, anh ta thật sự muốn hộc máu. Ông trời ơi, tên này là do ông trời cử đến nhắm vào tôi phải không? Quá khen, Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Vương Tỉnh hoàn toàn không biết Dương Tiêu có một trí nhớ siêu phàm, anh chỉ nghe Vương Tỉnh đọc một lần, đã có thể đọc ngược lại. Rốt cuộc, đừng quên Dương Tiêu có thân phận gì. Anh là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong lịch sử Thiên Phủ Chỉ Quốc, khoi chỉ có sức chiến đấu mạnh nhất mà còn mang trong mình bộ não mạnh nhất. Tưởng tượng mà xem, có rất nhiều tài liệu mật mà Dương Tiêu không thể mang đi, đoạn mã trên đó Dương Tiêu chỉ có thể dùng đầu ghi nhớ. Vì thế, trí nhớ bộ não của Dương Tiêu đã đạt đến mức phi thường. Đạo diễn Lưu thốt lên, cậu Dương đúng là người phi phàm. Đúng vậy, đạo diễn Lưu đã hoàn toàn bị thuyết phục. Như đã biết, trong giới giải trí có không ít diễn viên chơi bời lêu lổng. Những tay chơi có tên tuổi không hiểu biết lương cao ngất ngưởng, nhưng đến những câu thoại cơ bản nhất cũng không nhớ nổi. Yo, đây không phải cậu Vương sao? Sao cậu Vương lại ở đây? Đúng lúc này, một nam thanh niên cũng ưa nhìn đi tới cùng một nhóm diễn viên võ thuật đã thay đổi trang phục. Liễu Hồng Trạch, tốt quá rồi, nhìn thấy thanh niên nọ Vương Tỉnh vui mừng khôn xiết. Không thể không nói, Liễu Hồng Trạch này có lai lịch lớn. Liễu Hồng Trạch, một diễn viên võ thuật nổi tiếng ở trong nước, theo Ngô Đạo Tôn bậc thầy võ sư xô một Trung Hoa học võ từ nhỏ, kỹ năng xuất thần nhập hóa. Trong phim chiếu Tết này, Liễu Hồng Trạch vào vai một nhân vật phản diện phi thường chuyên đuôi giết nữ chính. Nói trắng ra, những cảnh võ thuật mà Dương Tiêu sẽ quay tiếp theo chủ yếu là PK với Liễu Hồng Trạch. Liễu Hồng Trạch nhìn Vương Tỉnh, cậu Vương, có thể giúp gì cho anh không? Nhận thấy vẻ mặt của Vương Tỉnh không đúng, Liễu Hồng Trạch vội vàng hỏi. Liễu Hồng Trạch, chẳng phải lát nữa diễn cảnh võ thuật sao?
chúc mừng Su đã tìm được đối thủ. Anh Dương Y là cao thủ võ học, chờ lát nữa được khách khí, chỉ cần mang người ta phô ra được thực lực là được rồi. Nhớ là phải dốc hết sức lực, đánh võ phải chân thực thì thước phim mới ăn sâu vào lòng người. Vương Tinh cười sâu xa. Liễu Hồng Trạch kinh ngạc nhìn Dương Tiêu nói, anh là cao thủ võ học. Đương nhiên, anh Dương Tiêu nhà tôi rất giỏi. Nói cho các anh biết, anh Dương Tiêu nhà tôi đã từng là. Tô Thiên Lung muốn khen ngợi Dương Tiêu. E hèm, Dương Tiêu ho khan một tiếng. Trước mặt tên công tử bột, Dương Tiêu không muốn tiết lộ thân phận quân nhân của mình. Tô Thiên Lung cả kinh, cô hiểu được ý của Dương Tiêu, nói chậm lại, nói chung, anh Dương Tiêu nhà tôi là kiểu rất giỏi ấy. Ồ, thật không, Liễu Hồng Trạch lập tức có sức chiến đấu. Anh ta yêu thích võ thuật từ nhỏ, có tài võ thuật rất giỏi. Đáng tiếc, ngoại hình của Liễu Hồng Trạch thực khiến người ta lo ngại, trong nhiều bộ phim anh ta chỉ có thể đóng vai phản diện. Dương Tiêu đau đầu, anh hoàn toàn không muốn để lộ kỹ năng của mình. Hơn nữa, Dương Tiêu không hề giỏi đánh nhau, anh chỉ giỏi giết người. Dương Tiêu không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định sẽ nỗi sấm sét, trực tiếp giết chết. Rốt cuộc thân phận của anh quá đặc biệt, khiến Hoa Tiêu hơi do dự. Đối mặt với sự chất vấn của Liễu Hồng Trạch, Dương Tiêu chỉ có thể bật lực nói, bình thường thôi, quay cảnh võ thuật chắc vẫn đủ. Nghe thấy rồi chứ, Liễu Hồng Trạch, đây là một cao thủ vô song, lát nữa hãy dùng hết kỹ năng, đừng để tôi thất vọng. Vương Tỉnh nhảy mắt, nhìn thấy cái nháy mắt của Vương Tinh, ánh mắt Liễu Hồng Trạch nhìn chằm chằm Dương Tiêu đột nhiên có chút sát khí. Anh ta hoạt động trong giới giải trí quanh năm, tinh thông trong giới, anh ta bia người trước mặt nhận định là người mà Vương Tinh không thích. Vương Tỉnh là con trai của đạo diễn số 1 trong giới, anh ta rất cần kết bạn với anh ta. Liễu Hồng Trạch nói đùa, cậu Vương yên tâm, bảo đảm sẽ không khiến anh thất vọng. Đạo diễn Lưu, nhân viên đã vào vị trí, không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Liễu Hồng Trạch nhìn về phía đạo diễn Lưu. Đạo diễn Lưu biết Liễu Hồng Trạch có thành kiến với Dương Tiêu, nhưng thời gian có hạn, không thể lãng phí quá nhiều thời gian, ông chỉ có thể cầu nguyện kỹ năng của Dương Tiêu bất phàm. Đạo diễn Lưu hét lên, mọi bộ phận VK vào vị trí. Nhóm người di chuyển nhanh chóng, ai nấy làm công việc của mình. Cảnh quay này rất đơn giản, Tô Thiên Lung bị đại ca xã hội đen đuổi giết, còn Dương Tiêu hỗ trợ ngăn bọn đại ca xã hội đen, quay một cảnh võ thuật đặc sắc. Lát nữa nhanh nhẹn chút, không cần khách khí. Liễu Hồng Trạch hô lên với nhóm diễn viên võ thuật. Một diễn viên võ thuật ngập ngừng, anh Liễu, như này có thực sự thích hợp không? Họ đều là những diễn viên võ thuật chuyên nghiệp. Lát nữa ra tay, trong trường hợp Dương Tiêu không thể vượt qua, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì hôn mê. Anh Dương Tiêu, có vẻ như Thiên Bu lại gây rắc rối cho anh rồi. Tô Thiên Lung nhận ra Vương Tỉnh sẽ mượn tay của Liễu Hồng Trạch đối phó với Dương Tiêu. Dương Tiêu cười nhẹ nói, nhóc nghĩ gì thế? Đều là chuyện nhỏ, đâu phải em không biết kỹ năng của anh đâu. Yên tâm, điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị nhập phiêu. Vâng. Tô Thiên Lung hoàn toàn tin tưởng vào kỹ năng của Dương Tiêu. Nhìn nhóm diễn viên võ thuật, ánh mắt Liễu Hồng Trạch lộ ra vẻ hung ác mạnh mẽ, có gì không thích hợp, xử lý anh ta, đánh thất anh ta cho tôi. Một lũ ngốc, không nhận ra ý của cậu Vương hả? Chỉ cần làm cậu Vương vui vẻ, sau này ăn sung mặc sướng còn cần phải sầu lo không? Hiểu rồi anh Liễu, xử lý anh ta. Ánh mắt của nhóm diễn viên võ thuật đều trở nên nóng rực. Tất cả đều lộ ra vẻ kích động. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tiêu biến thành hung ác. Sau khi các diễn viên vào vị trí của mình, đạo diễn Lưu nóng lòng hét lên, tập đầu tiên, cảnh đầu tiên, action. Chờ đã, khi quá trình quay phim sắp bắt đầu, Vương Tinh đột nhiên hét lên. Dương Tiêu khó hiểu nhìn Vương. Tỉnh, anh lại muốn làm gì? Lát nữa mọi người còn phải ăn cơm tối, không biết à hai. Cậu Vương, còn có vấn đề gì à? Đạo diễn Lưu suy sụp hỏi. Vương Tỉnh nói với đạo diễn Lưu, dù sao ông cũng là một đạo diễn kỳ cựu, chẳng nhẽ ông không biết những cảnh quay trong phim phải chân thực sao? Ông xem những người này đang cầm con dao điêu khiên giả, hoàn toàn không có hiệu quả, những con dao này phải được thay thế bằng dao thật, biết không? Đổi, thành dao thật, đạo diễn Lưu sửng sốt. Liễu Hồng Trạch đóng vai đại ca xã hội đen, nhóm đàn em đều mang theo dao pha. Nếu thay thế những con dao giả này bằng những con dao thật, lỡ có sự cố phải xử lý thế nào? Vương Tỉnh nghiêm nghị nói, đúng, đổi thành dao thật. Tại sao bồ tôi lại trở thành đạo diễn vàng trong giới, chính là vì tính chân thực, có thể khiến khán giả cảm nhận được cảm giác khẩn trương.
theo ý kiến của tôi, mau thay những đồ giả này bằng đồ thật đi. Chuyện này không tốt lắm đâu, đạo diễn Lưu chua xót nói. Vương Tỉnh tức giận nói, sao, ông dám chất vấn quyền uy của tôi. Anh ta muốn những diễn viên võ thuật này dùng dao thật hung hăng chém Dương Tiêu, tốt nhất là chém Dương Tiêu thành hai phần. Cậu Vương, đạo diễn Lưu rất sững sờ. Vương Tỉnh khiển trách, đạo diễn Lưu, tôi có ý tốt dạy ông, không lẽ ông không tin cái nhìn của tôi? Anh ta tỏ vẻ tức giận, như thể chỉ cần đạo diễn Lưu không nghe lời, một cuộc gọi của anh ta cũng đủ để phá tan công việc của đạo diễn Lưu. Đạo diễn Lưu chua xót trong lòng, chờ đổi thành dao thật, xảy ra sai sót ai sẽ chịu trách nhiệm? Đạo diễn Lưu, không cần lo lắng đâu, đổi thành dao thật là được rồi. Dương Tiêu biết Vương Tỉnh vô sỉ đến mức nào. Đạo diễn Lưu sững sờ, thật sự muốn đổi thành dao thật. Đổi đi, không sao đâu. Dương Tiêu gật đầu. Tô Thiên Lung hơi căng thẳng, anh Dương Tiêu, anh thật sự có thể xử lý được. Cô biết Dương Tiêu bốn ửng là quân nhân, hiện tại đã xuất ngũ nhiều năm, Tô Thiên Lung cũng không biết kỹ năng của Dương Tiêu có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao hay không. Nhóc yên tâm, đã là phim của em, anh nhất định sẽ dốc thần lực để đảm bảo hiệu ứng của tiết mục sẽ bùng nổi. Dương Tiêu cười cưng chiều. Nhìn thấy Dương Tiêu tính trước kỹ càng, Tô Thiên Lung mới thở phào nhẹ nhõm. Người khác không biết Dương Tiêu từng có sức chiến đấu như thế nào, nhưng cô Tô Thiên Lung biết rất rõ. Vương Tỉnh thúc giục, đạo diễn Lưu nghe thấy rồi chứ? Tên này cũng đã nói thay bằng con dao thật, ông còn chần chừ gì nữa? Trong lòng Vương Tỉnh rất vui mừng, danh con, anh muốn đổi sang dao thật, vừa đúng ý tôi. Chờ đổi sang dao thật, sau đó chém chê con rùa nhà anh. Khi quay phim, xảy ra chút xích mích là chuyện bình thường. Đứ quốc, rồi, đạo diễn Lưu nghĩ lại còn thấy sợ nói. Vương Tỉnh nói với Liễu Hồng Trạch, chờ lát nữa cứ ra tay, nhất định phải hiểu bản chất của phim võ thuật, hiểu không? Cậu Vương, hãy mỏi mắt mong chờ. Liễu Hồng Trạch hưng phấn không thôi. Với sự hỗ trợ của Vương Tỉnh, Liễu Hồng Trạch rất tự tin lát nữa sẽ chém Dương Tiêu bị thương khắp người. Khi tất cả các diễn viên võ thuật thay thế đạo cụ giả bằng dao thật, mỗi người trong số họ nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu ngày càng hung ác hơn. Bọn họ biết khi Vương Tỉnh hài lòng, một khi Vương Tỉnh vui vẻ có lẽ cả đời này họ sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc nữa. Đạo diễn Lưu hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, hẳng giọng hét lên, mọi bộ phận vào vị trí, tập đầu tiên, cảnh đầu tiên, action đi. Các bộ phận lớn nhanh chóng chĩa máy quay vào cảnh quay. Các anh em, bắt bọn họ lại cho tôi. Liễu Hồng Trạch ngậm điều xì gà hét lên. Lên, nhóm diễn viên võ thuật cầm dao pha lập tức lao về phía Dương Tiêu và Tô Thiên Lung. Theo sau tiếng hét của Tô Thiên Lung, một giây sau Dương Tiêu nhập vai, cô Giang đi mau, tôi sẽ ngăn cản ở đây. Hả, anh tới ngăn chặn, Tô Thiên Lung kinh ngạc hỏi. Theo kịch bản, Dương Tiêu trịnh trọng nói trước mặt Tô Thiên Lung, cô Giang, mau rời đi, tin tưởng tôi. Trong phim Tô Thiên Lung đóng vai cô Giang, Tô Thiên Lung căn răng, biết mình ở lại đây sẽ chỉ kéo chân sau, nhất định phải cẩn thận, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát, cô chống đỡ. Nói xong, Tô Thiên Lung không chịu nổi rời khỏi hiện trường. Phần tiếp theo thuộc về nhóm diễn viên võ thuật giữa Dương Tiêu và Liễu Hồng Trạch. Đừng để con nhỏ đó chạy, lên, lên đi. Liễu Hồng Trạch đóng vai đại ca xã hội đen gầm lên. Dương Tiêu dừng lại giữa đường, lạnh lùng nói, dừng lại hết cho tôi, cô Giang là người các người có thể xúc phạm hả? Hừ, bớt tìm chết, danh con tránh ra. Liễu Hồng Trạch tức giận măng. Dương Tiêu nhíu mày nói, nếu tôi nói không thì sao? Không, tốt, tìm chết đúng không? Ông đây thỏa mãn anh, các anh em lên hết cho tôi, cho thằng danh này biệt cái giá của sự kiêu ngạo. Liễu Hồng Trạch điên cuồng nói. Các cảnh quay tiếp theo đều là cảnh võ thuật. Nhìn thấy nhóm diễn viên võ thuật mặc đồ đen cầm dao pha lao về phía Dương Tiêu, Vương Tinh kích động nói, tốt, tốt lắm, chém chết anh ta cho tôi, hung hăng chém chết anh ta cho tôi. Anh Dương Tiêu cẩn thận, Tô Thiên Phủ không ngừng cầu nguyện trong lòng. Lòng bàn tay đạo diễn Lưu cũng đổ mồ hôi, ông sợ Dương Tiêu không phải là đối thủ của nhóm diễn viên võ thuật này. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả những người có mặt tại đây đều phải ngạc nhiên. Xử lý anh ta. Một diễn viên võ thuật hung hăng xông tới. Vẻ on. Trong tích tắc, dao pha trên tay anh ta hung hăng vung về phía Dương Tiêu. Trong mắt Dương Tiêu lóe lên một tia lạnh lẽo, tay phải hóa thành bóng mở nắm lấy cổ tay người này, đột nhiên dùng lực, nam diễn viên võ thuật bị đau, con dao pha trên tay lập tức rơi xuống.
Dương, Tiêu tung một cú đá, thân thể người này như diều bị đứt dây điên cuồng ngã lui ra sau. Giết, các diễn viên võ thuật khác cùng nhau xông lên. Dương Tiêu hung hãn cầm dao pha tấn công. Leng keng, tiếng va chạm của kim loại vang lên. Chỉ thấy dao pha trên tay của Dương Tiêu đang chém sắt như chém bùn, dao pha của nhóm diễn viên võ thuật đều bị chém đứt giữa chừng. Cái gì? Đám diễn viên võ thuật đều sửng sốt. Rõ ràng chúng đều là dao pha như nhau, tại sao con dao pha của bọn họ lại bị chặt đứt? Bụp 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 bụp. Dương Tiêu không hề do dự, chân phải hóa thành bóng ma, đám diễn viên võ thuật lao tới đều bị Dương Tiêu đá văng ra. Đờ mời làm sao có thể? Nhìn thấy đám diễn viên võ thuật không phải là đối thủ của Dương Tiêu, Vương Tinh sững sờ. Những diễn viên võ thuật này đều là những người chuyên nghiệp, nhưng không ngờ không ai trong số họ có thể là đối thủ của Dương Tiêu. Vương Tinh nắm chặt tay tức giận, mẹ kiếp, mình thật sự đã đánh giá thấp tên này, nhưng không sao, chỉ cần Liễu Hồng Trạch ở đây, tên này nhất định sẽ chết. Thật sự đã đánh giá thấp thực lực của tên này, nhưng, cũng chỉ như vậy không hơn không kém. Liễu Hồng Trạch hét lên, cầm dao pha đầu rồng lao về phía Dương Tiêu. Chém chết anh ta, Liễu Hồng Trạch ra tay, Vương Tỉnh phấn chấn như được tiêm máu gà. Vẻ on. Tuy nhiên, tại thời điểm Liễu Hồng Trạch đến gần Dương Tiêu, thân thể Dương Tiêu đột nhiên nhảy lên, một chân roi rơi xuống giống như sao băng. Liễu Hồng Trạch lập tức mở to mắt, anh ta muốn tránh nhưng đã quá muộn. Chân roi lập tức rơi xuống, đánh mạnh vào cổ Liễu Hồng Trạch. Liễu Hồng Trạch không kịp cảnh giác dưới sức mạnh kinh người của Dương Tiêu, con dao đầu rồng trong tay rơi xuống, toàn thân cường tráng ngã mạnh xuống đất. Cái gì? Y nhìn thấy cao thủ như Liễu Hồng Trạch bị một chiêu khuất phục, Vương Tỉnh như bị sét sản, anh ta há to miệng, mắt trừng to gần như rơi ra ngoài. Thua, Liễu Hồng Trạch thế mà lại thua. Lại còn bại hoàn toàn như thế, đánh bại ngã xuống đất. Một chiêu, chỉ một chiêu, Liễu Hồng Trạch đã ngã lăn ra đất. Đây là quái vật hả? Sau khi đánh bại Liễu Hồng Trạch ngã nhào, Dương Tiêu chắp tay sau lưng, tư thế cao thủ không hề có chướng ngại. Cắt, lúc này, đạo diễn Lưu lập tức lên tiếng. Vừa rút lời, máy quay kết thúc, tất cả các bộ phận ngừng công việc. Bếp bốp 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 bốp. Ngay sau đó, đạo diễn Lưu nhìn Dương Tiêu đầy ngưỡng mộ và tán thưởng. Bốp 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 bốp. Ngay sau đó, tại hiện trường to lớn vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ánh mắt của tất cả các bộ phận nhìn về VDC Dương Tiêu đều tràn đầy ngưỡng mộ. Vừa rồi, bọn họ đều đổ mồ hôi lạnh thay Dương Tiêu, bởi vì bọn họ biết Liễu Hồng Trạch là một cao thủ võ thuật, theo Ngô Đạo Tôn, cao thủ võ thuật số 1 Trung Hoa học võ. Ai có thể ngờ rằng, Dương Tiêu không chỉ đáp ứng hoàn hảo mong đợi của họ, mà động tác võ thuật còn sạch sẽ lưu loát như vậy. Tô Thiên Lung hưng phấn nói, anh Dương Tiêu, anh giỏi quá, rất giỏi, thật sự rất giỏi. Bình thường thôi. Dương Tiêu cười nhẹ sờ mũi. Tên nhóc này quá giỏi, đúng không? Đám diễn viên võ thuật lần lượt đứng lên, ánh mắt họ nhìn Dương Tiêu như nhìn quái vật. Diễn viên gắn bó với võ thuật nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp phải người như Dương Tiêu không cần hướng dẫn võ thuật, lực chiến đấu mạnh như vậy, biết đúng mực. Chẳng lẽ tên này là cao thủ võ học? Nhiều người nghi ngờ nói. Vừa rồi hành động của Dương Tiêu hoàn thành trong một lần, thật sự khiến người khác không ngờ tới. Nhanh, thật sự quá nhanh. Bản thân cái tỉnh hoa của phim võ hiệp không phải là những màn giao tranh gay cấn, hấp dẫn, mà là những nhân vật trong đó gặp phải thế lực tà ác bị khí thế mạnh mẽ đè bẹp mới là điều kích động nhất. Dương Tiêu nhìn về phía đạo diễn Lưu, chuyện đó cũng không nhanh chứ. Không không không, rất tốt, rất tốt. Cảnh võ thuật không cần lãng phí thời gian. Phim của chúng ta là phim chiếu Tết, điều hấp dẫn không phải là cảnh võ thuật, mà là câu chuyện. Và cảnh võ thuật này rất sạch sẽ lưu loát, rất tuyệt, rất sát tuyệt. Đạo diễn Lưu hào hứng nói. Vốn dĩ ông còn tưởng cảnh này sẽ phải quay mây lân, ai ngờ kỹ năng diễn xuất của Dương Tiêu quá xâm xét, vượt xa dự tính của ông. Đặc biệt là cảnh Dương Tiêu cầm dao pha chém hết dao pha trên tay các diễn viên võ thuật khác. Đây là một con dao thật, dùng dao thật chém dao thật. Loại hiệu quả đó không phải đạo cụ có thể thay thế được. Tiếp đó Tô Hậu Kỳ sẽ đánh bóng. Thêm một số hiệu ứng đặc biệt và tạo nên bầu không khí cho cảnh võ thuật này không thể lại hoàn hảo hơn. Mẹ nó anh là yêu nghiệt hả? Hai mắt Phương Tinh đờ đẫn. Vốn dĩ anh ta muốn lợi dụng Liễu Hồng Trạch hung hăng dạy dỗ Dương Tiêu, ai dè người ta ứng phó dễ dàng như trở bàn tay. Phương Tỉnh sải bước tới chỗ Liễu Hồng Trạch, đừng giả vờ nữa, quay xong, còn không mau đứng lên. Ôi ôi ôi,
bị trúng một chân roi kia, Liễu Hồng Trạch chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cả người cảm thấy rất không ổn. Vương Tỉnh tức giận trợn to hai mắt, anh là heo ngu ngốc hả? Anh nhường anh ta làm gì? Tôi không nhường anh ta. Liễu Hồng Trạch sắp khóc đến nơi. Vừa rồi, động tác của Dương Tiêu rất nhanh, bạo lực khiến anh ta mất cảnh giác. Dù với kỹ năng phi thường của mình, anh ta cũng không thể chống lại đòn xâm xét của Dương Tiêu. Trong lòng Liễu Hồng Trạch nỗi sóng gió, sau bao nhiêu năm quay cảnh võ thuật, anh ta chưa từng gặp phải vai diễn nào tàn nhẫn như Dương Tiêu này. Nói chung, các cảnh võ thuật đều do cao thủ võ thuật chỉ dẫn. Nếu tất cả các diễn viên đều có võ thì thường là các diễn viên võ thuật tự gọt giữa rồi diễn tại chỗ. Lúc này Liễu Hồng Trạch chỉ cảm thấy bên tai ù đi, cú đá vừa nãy của Dương Tiêu không nhẹ, suýt nữa khiến anh trợn tròn mắt. Dương Tiêu nhìn Vương Tỉnh và Liễu Hồng Trạch, diễn như thế này có phải rất chân thực không? Vừa nãy tôi chỉ dùng một chút sức, ai ngờ tôi còn chưa dùng lực anh đã ngã rồi. Tôi còn chưa dùng lực, anh đã ngã rồi. Phụt! Nghe đến đây, Liễu Hồng Trạch suýt hộc máu. Mẹ kiếp, anh như thế mà còn chưa dùng sức. Nếu anh dùng sức, thì chẳng phải ông đây sẽ bị chấn động não hoặc đi đánh cờ với Diêm Vương à? Tên kia, anh thật sự đủ tàn nhẫn. Liễu Hồng Trạch tức giận nghiền răng nghiến lợi. Anh ta biết Dương Tiêu đã có ý nhắm vào mình, vừa rồi thật sự khiến cho não bộ của anh ta trở nên trống rỗng trong thời gian ngắn. Dương Tiêu nhếch mép cười, không tàn nhẫn thì làm sao có thể thấy rõ cảm giác chân thực được. Anh nói đúng không, cậu Vương? Tốt, tôi thừa nhận anh quả thực rất xuất sắc, nhưng đừng có mà tự đắc, chút kế nhỏ này thì tính là gì? Nhìn, Dương Tiêu, Vương Tỉnh hận nghiến răng. Mình đã cố gắng nhiều lần, nhưng dễ dàng bị Dương Tiêu đánh bại. Không cần nói Vương Tỉnh buồn bực như thế nào. Nhìn vẻ mặt hai người cay độc, Dương Tiêu chế nhạo. Mục đích lần đổi đao thật này của Vương Tỉnh là muốn Liễu Hồng Trạch dẫn người giết mình, nhưng đáng tiếc Dương Tiêu đã sớm nhìn thấu tất cả những chuyện này, nhưng anh cũng không hiên lành. Anh muốn xử lý tôi phải không? Anh sẵn sàng xử lý tôi đúng không? Ok, không thành vấn đề, vậy tôi sẽ đối xử với lệnh theo cách của anh. Các người muốn cảm giác chân thực, tôi sẽ cho các người cảm giác chân thực. Dương Tiêu không hề tàn nhẫn với những diễn viên võ thuật đó, nhưng vừa rồi Dương Tiêu đã không khách khí với Liễu Hồng Trạch. Liễu Hồng Trạch biết mình không phải đối thủ của Dương Tiêu, anh ta nghiến răng nghiến lợi, danh con, anh dám nhằm vào tôi, tốt, chờ thầy của tôi tới, tôi muốn xem, anh còn có thể tung hoành trước mặt thầy của tôi nữa không? Bậc thầy Ngô Đạo Tôn sắp tới. Vương Tỉnh bất ngờ hỏi. Liễu Hồng Trạch gật đầu nói, đúng vậy, lát nữa thầy của tôi sẽ tới. Trong bộ phim chiếu Tết này, Ngô Đạo Tôn bậc thầy võ học Xô Một Trung Hoa sẽ đích thân làm đạo diễn chỉ đạo võ thuật. Chỉ là Ngô Đạo Tôn có việc nên đã trì hoãn rất nhiều thời gian, nhưng lát nữa chắc chắn ông Pha sẽ có mặt. Bậc thầy ngôi. Đúng lúc này, hiện trường vang lên những giọng nói kính cẩn, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc võ phục màu trắng đang đi về phía địa điểm quay. Người này là Ngô Đạo Tôn, võ sư Số Một Trung Hoa. Lần trước Dương Tiêu đến Giang Nam cứu Hoa Mộ Tranh có nảy sinh mâu thuẫn trực tiếp với Ngô Đạo Tôn. Bậc thầy Ngô đến rồi, Liễu Hồng Trạch mau ra chào hỏi, dạy dỗ tên này đi. Vương Tỉnh thúc giục. Liễu Hồng Trạch không ngần ngại sải bước tới trước mặt Ngô Đạo Tôn với vẻ mặt âm ức, thầy, em đã làm mất mặt thầy, vừa nãy trong lúc quay phim em bị người ta cố ý nhằm vào, bị đánh rất nặng. Thầy, là thằng nhóc đó có ý nhắm vào em, thầy phải làm chủ đòi lại công bằng cho Imo. Ồ hai còn có chuyện như vậy, Ngô, Đạo Tôn võ sư Số Một Trung Hoa tỏ vẻ giận dữ. Liễu Hồng Trạch là học trò mà ông ta yêu thích nhất, có người dám nhắm vào Liễu Hồng Trạch, đây là tát vào mặt ông ta. Vương Tỉnh cũng bước tới, buồn đau nói, đúng vậy, bậc thầy Ngô, quá thảm, vừa nãy Hồng Trạch bị đánh quá thảm, tôi còn không nhìn nổi. Vương Tỉnh biết Ngô Đạo Tôn rất thích Liễu Hồng Trạch, mà Ngô Đạo Tôn thường bảo vệ con nghé của mình. Chờ Ngô Đạo Tôn tức giận. Chắc chắn Dương Tiêu sẽ ăn quả đắng. Rốt cuộc là ai dám nhắm vào Hồng Trạch? Ngô Đạo Tôn tức giận nói. Chính là thằng nhóc đó. Vương Tinh và Liễu Hồng Trạch chỉ về phía Dương Tiêu. Ai? Ánh mắt Ngô Đạo Tôn lập tức khóa chặt Dương Tiêu. Khi nhìn rõ Dương Tiêu, con người của Ngô Đạo Tôn co rút lại, cả người đột nhiên chấn động. Ông ta lập tức nghĩ đến ngày Bạch Quỳnh cậu chủ của nhà họ Bạch, gia tộc Xô Một ở Giang Nam cưỡng ép Hoa Mộ Tranh của nhà họ Hoa ở Trung Nguyên kết hôn. Dương Tiêu không cho ông ta mặt mũi, ông ta hung hãn tấn công, nhưng đã bị Dương Tiêu dùng một chiêu hất tung lên không trung. Sau đó,
lão Long Vương của nhà họ Bạch có xuất thân từ Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, đã quỳ tại chỗ gọi Dương Tiêu là Long Chủ Điện Hạ. Một nhân vật lớn quái dị như vậy thế mà đang ở đây. Điều này khiến Ngô Đạo Tôn kinh hãi. Dương Tiêu nhìn Ngô Đạo Tôn, chế nhạo, sao? Ông muốn tìm tôi gây chuyện. Bậc thầy Ngô, giết anh ta. Vương Tỉnh thúc giục. Thầy, người nhất định phải giúp em gỡ một ván. Liễu Hồng Trạch tỏ vẻ phải chịu nhục nhã sắp khóc đến nơi. Ngay lúc mọi người cho rằng Dương Tiêu chết chắc, Ngô Đạo Tôn đây kinh hãi, sải bước tới chỗ Dương Tiêu nghiêm nghị nói. Ngô Đạo Tôn võ sư số 1 Trung Hoa kính chào Long Chủ Điện Hạ, Hồng Trạch thiếu hiểu biết, Long Chủ Điện Hạ hãy trừng phạt. Hải, kính chào Long Chủ Điện Hạ. Liễu Hồng Trạch thiếu hiểu biết, không những không gỡ lại một ván mà còn phải bị trừng phạt. Vừa dứt lời, Vương Tỉnh và Liễu Hồng Trạch cảm thấy như thể mình bị đánh, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nhảy dựng lên. Đột nhiên, ánh mắt vô số người đều đờ đẫn, cả hiện trường to lớn rơi vào im lặng. Lúc này, toàn bộ hiện trường yên tĩnh đến bất ngờ, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Nhiều người há to mồm, cằm như muôn rơi ra ngoài. Kính chào Dương Tiêu, không có khả năng đó chứ. Ngô Đạo Tôn được ca ngợi là võ sư số 1 Trung Hoa, làm sao một võ sư hàng đầu như vậy lại sẽ kính chào một tên nhóc vô danh. Thầy, người không nhầm người đây chứ. Liễu Hồng Trạch trọn to hai mắt. Ngô Đạo Tôn nghiêm khắc trách mắng, nghiệp chướng, im ngay cho tôi. Người khác không biết thực lực của Dương Tiêu biệt thái thế nào, nhưng ông ta biết rất rõ. Thân là bậc thầy võ sư số 1 Trung Hoa, trước mặt Dương Tiêu ngay cả một chiêu cũng không bắt được, đủ để tưởng tượng thực lực của Dương Tiêu biến thái như thế nào. Hơn nữa, lão Long Vương của nhà họ Bạch ở Giang Nam lại tôn Dương Tiêu làm chủ, như vậy đáng sợ như thế nào. Bạch Hồng Đò, lão Long Vương của nhà họ Bạch là tồn tại chân động toàn thế giới, nhân vật siêu cấp thế giới này gọi Dương Tiêu là Long Chủ Điện Hạ. Ông ta chỉ là võ sư số 1 Trung Hoa làm sao dám thô lỗ trước mặt Dương Tiêu. Tuyệt thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, có thế lực bao phủ khắp nơi trên thế giới. Bên trong Long Môn, ngoài Long Chủ, còn có Bồn Long Vương và 8 đại sĩ thiên sứ. Bồn vị Long Vương là những nguyên lão hàng đầu, bồn người này đều là người của Thiên Phủ Chi Quốc, một quốc gia lớn trên thế giới sẽ tùy tiện đối xử với bọn họ. Rốt cuộc nếu vũ khí hạt nhân không thể phóng ra, chết cũng đừng nghĩ tới việc tiêu diệt Long Môn. Địa vị của Long Môn TN thế giới quá kinh người, giống như gặp ác mộng, khiến người ta không lạnh mà run. Dương Tiêu là chủ của Long Môn, trước mặt Dương Tiêu, ông ta, Ngô Đạo Tôn còn không bằng cả cái răm. Thật sự bất ngòi, vậy mà lại chạm mặt ông ở đây. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Lần trước đến Giang Nam cứu Hoa Mộ Tranh tình cờ chạm mặt Ngô Đạo Tôn, Dương Tiêu có ấn tượng khá sâu. Ngô Đạo Tôn xấu hổ cười nói, Dương Tiêu điện hạ, quả thực khá bất ngờ. Học trò của ông khá thú vị, vừa nãy đã nghe theo lệnh của Vương Tỉnh, chuẩn bị dùng dao pha chém tôi. Lá gan không nhỏ đâu. Ngô Đạo Tôn nghe vậy sắc mặt thay đổi lớn, còn có chuyện như vậy. Liễu Hồng, Trạch, tên nghiệp chướng nhà cậu còn không mau xin lỗi Dương Tiêu điện hại. Xin lỗi, Liễu Hồng Trạch sững sờ. Anh ta tìm Ngô Đạo Tôn là muốn Ngô Đạo Tôn giúp mình gỡ lại một ván. Ai ngờ Ngô Đạo Tôn không gỡ thì thôi, lại còn bảo mình xin lỗi dưới Ân Tiêu. Liễu Hồng Trạch thật sự khó hiểu. Vương Tỉnh đâu có thể nuốt được cơn tức này, anh ta bước tới nói, bậc thầy Ngô, có phải ông đã nhầm lẫn không? Ông là bậc thầy võ sư số 1 Trung Hoa, tên này có thể so sánh với ông à? Tại sao ông lại phải tôn kính tên này? Cậu Vương, tôi nghĩ cậu có hiểu lầm lớn về Dương Tiêu Điện Hạ rồi. So với Dương Tiêu Điện Hạ, tôi chỉ là một con đom đóm, còn Dương Tiêu Điện Hạ là trăng sáng. Hoàn toàn không thể so được, vẻ mặt Ngô Đạo Tôn trịnh trọng, ánh mắt nhìn Dương Tiêu tràn đầy cuồng nhiệt. Ông ta giống như một người hâm mộ, nhìn Dương Tiêu như nhìn thần tượng thiên vương trong lòng mình. Ngô Đạo Tôn là đom đóm, Dương Tiêu là trăng sáng. Trời ạ, không ít người có mặt tại hiện trường không khỏi thót lên. Ngô Đạo Tôn có địa vị nổi bật trong giới võ thuật trong nước. Ai mà không biết tên tuổi của Ngô Đạo Tôn? Không thể ngờ rằng, Ngô Đạo Tôn lại đánh giá Dương Tiêu cao như vậy. Liễu Hồng Trạch không thể tin được nói, thầy, chuyện này không có khả năng đó chứ. Trong giới võ thuật trong nước, ai có thể lay truyền địa vị của người? Nghiệp chướng, cậu có từng nghe nói chuyện cướp dâu của nhà họ Bạch trong đợt trước không? Ngô Đạo Tôn trách mắng. Cướp dâu nhà họ Bạch ở Giang Nam. Liễu Hồng Trạch sững sờ trong giây lát, sau đó anh ta nhớ đến chuyện của Bạch Quỳnh,
cậu chủ của nhà họ Bạch ở Giang Nam, đã ép cưới Hoa Mộ Tranh, người phụ nữ có chỉ số thông minh cao đến từ Trung Nguyên. Chẳng lẽ anh ta chính là người trong truyền thuyết? Liễu Hồng Trạch như nghĩ tới gì đó, thân thể run lên như bị điện giật. Ngô Đạo Tôn nghiêm nghị nói, đúng vậy, người cướp sâu hồn đó chính là Dương Tiêu Điện Hại. Phi trồ. Nghe vậy, Liễu Hồng Trạch lộ vẻ kinh ngạc, hai chân mềm nhũ, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Dương Tiêu kinh hãi nói, thì ra anh chính là Dương Tiêu Điện Hạ trong truyền thuyết. Vừa nấy là tôi có mặt không tròng, mong Dương Tiêu Điện Hạ cho chuộc tội. Chuyện cướp sâu của nhà họ Bạch đã được giữ bí mật, nhưng Liễu Hồng Trạch đã nghe qua, Long chủ của Long Môn Tô chức bí ẩn lớn nhất thế giới đã đích thân đến cửa, lão Long Vương nhà họ Bạch đã quỳ xuống chào anh. Nghĩ đến mình đã xúc phạm đến chủ của tuyệt thế Long Môn, trán Liễu Hồng Trạch đã toát mồ hôi lạnh. Trong mắt Liễu Hồng Trạch, Long chủ là đỉnh cao của thế giới, không thể xâm phạm uy nghiêm. Đờ mòi xảy ra chuyện gì vậy? Hai mắt Phương Tỉnh đờ đẫn. Anh ta là công tử bột, hoàn toàn không biết Long Môn, Long chủ là gì. Dương Tiêu nhìn Liễu Hồng Trạch đang rất sợ hãi nói, nể mặt Thiên Lung, chuyện này đền đây thôi. Trước mặt Tô Thiên Lung, Dương Tiêu không muốn lộ ra mặt bạo lực của mình. Cậu Vương, tôi khuyên cậu, sau này không nên xúc phạm Dương, Tiêu Điện Hạ. Nếu không, không cần Dương Tiêu Điện Hạ ra tay, Ngô Đạo Tôn này sẽ không tha cho cậu đầu tiên. Ngô Đạo Tôn cảnh cáo. Vương Tỉnh giật nảy mình, bậc thầy Ngô, ông có ý gì? Dù bồ anh ta là đạo diễn số một trong nước, nhưng Ngô Đạo Tôn lại là bậc thầy võ sư số một. Về mặt kiếm tiền, chắc chắn Ngô Đạo Tôn không kiếm được nhiều bằng bố anh ta, nhưng về địa vị, danh tiếng của Ngô Đạo Tôn không dưới bố anh ta. Tôi kính Dương Tiêu Điện Hạ như kính thần, cậu còn dám hỗn láo với Dương Tiêu Điện Hạ, thì đừng trách tôi độ ác tàn nhãn. Ngô Đạo Tôn nghiêm nghị nói. Nhìn thấy Ngô Đạo Tôn không có vẻ gì là đang nói đùa, Vương Tỉnh lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng nổi sóng gió. Sụp đổ cùng cực. Mẹ kiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiêu nhìn Vương Tỉnh. Sau này không được quay rồi Thiên Lung nhà tôi nữa. Nếu không, tôi không quan tâm anh đến từ đâu, không quan tâm lý lịch của anh thâm sâu như thế nào, không gây chuyện thì không sao cả, một khi gây chuyện thì đó là tin tức quốc tế. Cái gì, một khi gây chuyện thì đó là tin tức quốc tế? Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt tại đây đều khá chấn động. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, Vương Tỉnh khó khăn nuốt nước bọt, vẻ mặt dần dần trở nên hoảng sợ. Ngay cả Ngô Đạo Tôn cũng không dám xúc phạm Dương Tiêu, thì một tên công tử bột như anh ta làm sao dám thô lỗ trước mặt Dương Tiêu. Tốt, Dương Tiêu đúng không? Bồn thiếu nhớ kỹ, núi cao vẫn còn nằm yên tại đây, nước xanh chảy mãi, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, chúng ta hãy chờ xem. L Vương Tỉnh nói một câu tàn nhẫn, thở hồn hển rời khỏi địa điểm quay. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Tỉnh, Dương Tiêu nói với Tô Thiên Lung, nhóc, sau này Vương Tỉnh lại dám làm phiền em. Nhớ nói với anh sẽ khiến anh ta trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Vâng vâng, Tô Thiên Lung vội vàng gật đầu. Cảnh võ thuật kết thúc, sau đó là một cảnh võ thuật ở cuối, Dương Tiêu lại ra tay. Bộ phim Tết này kết hợp nhiều yếu tố. Khi Dương Tiêu rời trường quay, Tô Thiên Lung đang quay cảnh đêm. Vốn buổi tối Dương Tiêu muốn cùng ăn cơm, nhưng Tô Thiên Lung phải tăng ca quay phim, nên Dương Tiêu chỉ đành chọn ngày khác. Sau khi lên Maserati, Dương Tiêu lái nhanh về phía khu biệt thự bên Hồ Nhãn Minh. Từ khi Đường Mộc Tuyết mang thai đứa bé, tâm của Dương Tiêu luôn đặt ở nhà, không được ở ngoài lâu. Ngay lúc Dương Tiêu vừa rời đi, một người đàn ông mặt chữ điền với ánh mắt hung ác gọi một cuộc điện thoại, chủ nhà, mục tiêu đã xuất phát đi đường Thanh Hải. Đã nhận, cậu Đường, đến lúc bắt đầu hành động rồi. Miyamoto Masao nhận được tin tức nói với Đường Hạo. Đường Hạo cười dữ tợn, ông Miyamoto. Không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu hành động chém giết. Miyamoto Masao và Đường Hạo đều có vẻ mặt ảm đạm, bọn họ le lưỡi, đã không chờ nỗi muốn tiễn Dương Tiêu châu trời. Dương Tiêu không hề hay biết, một môi nguy vô hình đang bao trùm lây anh trong bóng tối. Người anh em Thiên Bá, đi thôi. Đường Hạo nói với Hạng Thiên Bá. Hạng Thiên Bá vạm vỡ lau một con dao pha đen nói, dao của tôi đã rất lâu không uống máu. Hy vọng tên nhóc Dương Tiêu này sẽ không để cho tôi quá thất vọng. Đi, Miyamoto Masao phát tay hét lên. Trong chốc lát, sóng gió nổi lên, trong màn đêm, Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết lần lượt bị người khác nhắm tới. Dương Tiêu gọi điện cho Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, bận xong chưa? Sắp xong rồi, em chuẩn bị về nhà. Đường Mộc Tuyết dịu dàng nói.
Dương Tiêu nhẹ nhàng nói, hay là anh tới đón em nhé? Kít! Ngay khi Dương Tiêu đang đi qua một đoạn đường mờ mịt, đột nhiên có chiếc xe số lao ra chặn đường của Dương Tiêu. Ánh mắt Dương Tiêu lạnh lẽo, anh muốn lùi lại, nhưng lại phát hiện phía sau có mấy chiếc xe chạy tới, vây quanh mình. Có chuyện gì vậy? Đường Mộc Tuyết nhận ra có gì đó không đúng. Dương Tiêu thấp giọng nói, Mộc Tuyết, bên anh có chút phiền phức, em bảo Long Ngũ Đại Ca đưa em về. Vâng, anh chú ý an toàn. Đường Mộc Tuyết là người thông minh, cô nhận ra Dương Tiêu gặp rắc rối không nhỏ. Kết thúc cuộc gọi, Dương Tiêu đã đặc biệt gửi một tin nhắn cho Long Ngũ. Long Ngũ vừa hay cũng mới bận xong, anh đến văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, em dâu về thôi, thằng nhóc Dương Tiêu chắc đã gặp phiền phức. Vâng, Đường Mộc Tuyết đứng dậy nói. Đường Mộc Tuyết luôn cảm thấy an tâm về Dương Tiêu. Lần này hợp tác với gia đình Victor của tập đoàn tài phiệt tầm cỡ thế giới ở Nga, Dương Tiêu rõ ràng biết rõ Son Chiến Thần số 1 nước Nga. Từ góc độ này, Dương Tiêu hẳn là có hiệu quả chiến đấu phi thường. Mặc dù tin Dương Tiêu sẽ bình an vô sự, nhưng Đường Mộc Tuyết vẫn không khỏi vô cùng lo lắng cho Dương Tiêu. Vừa ra khỏi tòa nhà, một người mặc đồ đen cũng xuất hiện trước cửa tập đoàn Tuyết Tiêu. Người mặc đồ đen lấy điện thoại di động ra báo cáo, tứ gia, Đường Mộc Tuyết lên xe của Long Ngũ. Long Ngũ, đây là một nhân vật tàn nhẫn, phái thêm hai tay súng bắn tỉa, giết Long Ngũ. Phùng Tứ đang trấn thủ ở thiên đường Túc Dục Thành nhận được tin tức vẻ mặt càng ngày càng ảm đạm. Ông ta rất kiêng kỵ Long Ngũ, ông ta cũng biết hiệu quả chiến đấu của Long Ngũ rất phi thường. Tuy nhiên, thân là ông trùm mạnh nhật vùng xám của Trung Nguyên, Phùng Tứ cũng có những phương pháp đặc biệt. Tận dụng được hai tay súng bắn tỉa, đủ để làm nổ tung đầu của Long Ngũ. Hành động tối nay là giết Dương Tiêu trước, sau đó bắt Đường Mộc Tuyết. Hai bên tấn công cùng một lúc, cả hai người Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đều không thể buông tha. Vâng, tứ gia, người mặc đồ đen cung kính đáp. Long Ngũ lái xe nhìn qua kính chiếu hậu, em dâu, chúng ta bị theo dõi. Bị theo dõi, nhanh như vậy. Đường Mộc Tuyết sửng sốt. Long Ngũ cười khẩy, em dâu yên tâm, có tôi đây, không có chuyện gì đâu. Anh đã lâu không ra tay, những người bình thường này Long Ngũ thật sự không để vào mắt. Xét cho cùng, bản thân anh có hiệu quả chiến đấu phi thường, thường thì mây chục người cũng không đủ để anh chém. Vậy chẳng, phải bên phía Dương Tiêu càng rắc rối hơn sao? Đường Mộc Tuyết lo lắng nắm chặt góc quần áo. Long Ngũ bình tĩnh nói. Em dâu hoàn toàn không phải lo lắng cho thằng nhóc đó đâu, thằng nhóc Dương Tiêu này có sức chiến đấu vượt xa tôi. Long Ngũ biết rất rõ Dương Tiêu là lưỡi dao sắc bén nhất trong lịch sử của Thiên Phủ Chi Quốc năm xưa, được ca tụng là thần chết điện hạ. Ai dám tìm Dương Tiêu gây chuyện, đó là chê sông lâu. Trước đó, Dương Tiêu đã nói với Đường Mộc Tuyết mình là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất của Thiên Phủ Chi Quốc, nhưng Đường Mộc Tuyết không để ý. Chặn giết, thú vị, đã lâu không bị người ta chặn giết. Ngồi trong xe Maserati, Dương Tiêu bình tĩnh châm một điều thuốc, vẻ mặt không hề có gợn sóng nào. Thay đổi duy nhất là ánh mắt của Dương Tiêu ngày càng lạnh lẽo. Bất cứ ai biết Dương Tiêu đều hiểu, Lãng Đê đêm nay sẽ có người chết. Đường Hạo và Miyamoto Masao ẩn nấp trong bóng tôi, Đường Hạo đặc biệt chuẩn bị một cái ông nhỏm nhìn đêm để nhìn rõ, anh ta biết hiệu quả chiến đấu của Ương Tiêu rất phi thường. Miyamoto Masao hỏi, cậu Đường, tên khôn Dương Tiêu kia đang làm gì vậy? Tại sao không xuống xe? Hình như tên nhóc đó đang hút thuốc. Qua ông nhòm nhìn ban đêm, Đường Hạo nhìn thấy Dương Tiêu đang nhả sương khói. Cái gì? Hút thuốc? Miyamoto Masao ngạc nhiên. Sau đó, Miyamoto Masao giật lấy ống nhòm nhìn ban đêm của Đường Hạo kiểm tra xem. Nhìn chăm chú thì thấy Dương Tiêu thật sự đang hút thuốc trong xe, trên mặt không hề lộ ra vẻ căng thẳng. Miyamoto Masao võ mạnh một cái lên xe, tức giận nói. Khốn kiếp, con heo chai nờ chết tiệt, thật sự không để chúng ta vào mắt. E hè mồ ông Miyamoto, xin hãy chú ý lời nói của ông. Sắc mặt Đường Hạo có chút đen lại. Miyamoto Masao nhận ra mình đã nói bậy, ông ta đổi lời, ý tôi là con heo Dương Tiêu này. Tôi nghĩ con chó Dương Tiêu này đang giả vờ bình tĩnh, chờ lát nữa nhất định sẽ chết. Đường Hạo nói lời tàn nhẫn. Nghĩ đến vì Dương Tiêu mà tất cả đều phản bội mình. Người bà luôn yêu thương chăm sóc mình bị Dương Tiêu chọc giận chết. Đường Hạo thực sự muốn tự mình xử lý Dương Tiêu, báo thù rửa hận. Miyamoto Masao trịnh trọng gật đầu nói, chắc chắn sẽ chết không thể chết thêm nữa. Đêm nay vì để đối phó với Dương Tiêu,
Miyamoto Masao không chỉ phái một số lượng lớn tinh nhuệ trong gia tộc, mà ngay cả Phùng Tứ Gia cũng phái một số lượng lớn cao thủ. Thậm chí cả hạng thiên bá chiến tướng số 1 cũng đích thân ra trận, điều này đủ cho thấy ý định giết Dương Tiêu của bọn họ. Xuống đi, hạng thiên bá chiến tướng số 1 thuộc hạ của Phùng Tứ Gia nghiêm nghị nói. Bộp 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 bộp. Một nhóm thuộc hạ tinh nhuệ của Phùng Tứ Gia lần lượt xuống xe, dưới sự chỉ huy của hạng thiên bá, họ lần lượt đi về phía xe Maserati. Cùng lúc đó, đằng sau chiếc xe Maserati, một nhóm sát thủ nước Nhật trang bị thanh katana lần lượt theo sau. Hai bên hợp sức lên đến hàng trăm người, trong nháy mắt bầu không khí tràn ngập sát khí. Danh con, lăn xuống đây cho tôi, nếu không lăn xuống, chúng tôi sẽ đập nát xe của cậu. Một người mặc đồ đen tức giận mắng mỏ Dương Tiêu. Dương Tiêu bình tĩnh nói, đập xe. Không cần, tôi xuống xe ngay đây. Nói xong, Dương Tiêu không hề bận tâm bước xuống xe, anh hít một hơi thuốc thật sâu, vẻ mặt khá thoải mái. Cậu chính là Dương Tiêu. Hạng thiên bá cầm dao đen nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu. Trong màn đêm, Dương Tiêu chế nhạo, người chết không cần biết tên của tôi. Hiện tại, các người đã chuẩn bị xong chưa? Xong chưa, chuẩn bị xong cái gì? Hạng thiên bá nheo mắt. Dương Tiêu cười như quân chủ bóng đêm, đương nhiên là chuẩn bị chết. Cái gì? Chuẩn bị chết? Bị hàng trăm người vây quanh, chàng trai này dám nói khoác không biết ngượng chuẩn bị giết bọn họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiêu ngạo, thực sự rất kiêu ngạo. Hừ, tên ngốc không y biết mùi đời, đêm dài lắm mộng, giết cậu ta. Ánh mắt hạng thiên bá lóe lên tia sáng lạnh. Các anh em, giết cậu ta. Một người áo đen cầm dao pha lao về phía Dương Tiêu với ánh mắt sát khí. Giết anh tai mấy chục người bước đi mãnh liệt, tất cả đều hung hãn lao về phía Dương Tiêu. Phía sau Dương Tiêu, một nhóm võ sĩ người Nhật lần lượt rút thanh katana ra, tất cả thanh katana trên tay họ nhanh chóng rơi về phía cơ thể Dương Tiêu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Hạo vô cùng cao hứng, bắt đầu rồi, cuối cùng tên khốn Dương Tiêu này cũng bị NHGO. Giết cậu ta, Miyamoto Masao nắm chặt tay, vẻ mặt âm u. Như thể Dương Tiêu đã bị chém thành 8 phần, như thể Dương Tiêu đã bị bọn họ nghiền nát xương cốt. Giết! Hàng trăm người bước đi hừng hực, tất cả đều quét về phía Dương Tiêu với sát khí kinh người. Dương Tiêu cười tà ác, cùng lên hết mới thú vị. Nếu đã muốn chết, thì tối nay tôi sẽ tiễn các người về châu trời. Vèo vừa dứt lời, tàn thuốc của Dương Tiêu đột nhiên bay lên trời, ánh mắt anh dần dần từ lạnh nhạt trở thành hung tàn đẫm máu. Thần chết Dương Tiêu của Thiên Phủ Chi Quốc đã im hơi lặng tiếng trong 5 năm, trận chiến đầu tiên chính thức bắt đầu. Đêm nay, Dương Tiêu sẽ dùng trận chiến này nói với thế giới. Thần chết, hoàn toàn trở lại. Giết! Một võ sĩ người Nhật cầm thanh katana như sấm sét dữ dội chém vào lưng của Dương Tiêu. Vẻ on thanh katana rơi xuống như sao băng, vẻ mặt anh ta vui vẻ như điên, bởi vì Dương Tiêu trước mặt này không hề né tránh. Tên này chết chắc rồi. Nhóm người kích động không thôi. Phập, khi thanh katana rơi lên người Dương Tiêu, thanh katana bất ngờ rơi xuống đất, chém thẳng xuống đất. Cái gì? Võ sĩ này sững sờ. Rõ ràng mình đã chém vào Dương Tiêu, sao lại không thấy người đâu? Anh bạn, anh đang tìm tôi à? Một giọng nói kỳ lạ đột nhiên vang lên từ phía sau võ sĩ người Nhật. Nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, võ sĩ người Nhật lập tức quay lại, cầm thanh katana chém mạnh về phía sau. Tuy nhiên, không chờ anh ta xoay người lại, Dương Tiêu đang đứng sau anh ta đưa tay phải đánh mạnh vào trán của người này. Một tiếng âm vang, võ sĩ người Nhật bị cái tát vào đầu của Dương Tiêu hại đến thân thể, trong nháy mắt cả người chết đột ngột. Cái gì? Nhìn thấy đầu bị đánh hại cả người, nhóm người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Hai mắt Dương Tiêu đẫm máu, anh nhìn chằm chằm tay. Phải của mình, một thanh katana rơi vào tay Dương Tiêu. Vèo 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 on từ trên người Dương Tiêu trào ra một luồng ánh sáng, như thể trong phút chốc cả thế giới biến thành màu trắng xám. Hơn trăm người, lần lượt tung ra một cuộc tấn công nhanh chóng lao về phía Dương Tiêu. Tuy nhiên, không ai trong số hơn trăm người đó là đối thủ của Dương Tiêu. Chạm vào sẽ chết. Chạm vào sẽ bị thương. Phốc 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 phốc. Thanh katana trong tay Dương, biến thành một bóng mờ, như thể cắt một cây. Bắp cải thu lại những sinh mệnh mới. Cảnh tượng quá đẫm máu, bức tranh thảm tô bai không thể diễn tả bằng lời. Vèo. Một đao rơi xuống thì một người bị Dương Tiêu chém chết. Vèo on lại rơi xuống,
một người và đao biến thành hai nửa. Trong phút chốc, mùi máu tanh nồng đậm bao trùm khắp nơi, Dương Tiêu thật sự giống thần chết, gặt hát những sinh mạng tươi mới. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất của Thiên Phủ Chi Quốc năm xưa, Dương Tiêu giỏi nhất trong việc giết người. Mỗi một động tác đều là điểm máu chốt. Sốt của cậu, cậu là người hay là ma? Rồi, sốt của cậu là ai? Hai nhìn thấy sinh mệnh đỏ tươi ngã xuống trước mặt, giọng nói của Hạng Thiên Bá chiến tướng số một dưới trướng của Phùng Tứ gia không thể chịu đựng được run rẩy hét lên. Dương Tiêu trực tiếp liếc nhìn Hạng Thiên Bá, tôi là thần chết. Thần chết, cậu là thần chết, Hạng Thiên Bá không kìm được bật thốt lên. Cao thủ thần chết mạnh nhất trong lịch sử của Thiên Phủ Chi Quốc. Mr. Yang, người đã từng đứng trên sân khấu quốc tế. Hạng Thiên Bá kinh hãi, không. Không phải cậu đã chết rồi VN, sao cậu vẫn còn sống? Tôi sống hay đã chết không quan trọng là anh sắp trở thành người chê. Giọng nói của Dương Tiêu vô cùng lạnh nhạt. Như thể Dương Tiêu đến từ địa ngục, một suy nghĩ cũng đủ để giết người. Bộp bộp. Dương Tiêu đi về phía Hạng Thiên Bá, Hạng Thiên Bá nhìn Dương Tiêu mà ra đầu tê dại. Dưới áp lực tinh thần nặng nề, Hạng Thiên Bá hít sâu một hơi rồi gầm lên, tôi không quan tâm cậu có phải thần chết hay không, đêm nay ông đây muôn mạng của cậu. Giết, hai. Ngay sau đó, Hạng Thiên Bá nắm chặt con dao đen trong tay, tức giận chém Dương Tiêu. Vẻ on ngay lúc Hạng Thiên Bá đến gần Dương Tiêu, bóng dáng của Dương Tiêu giống như một bóng ma lao vào Hạng Thiên Bá. Hừt. Trong vòng chưa đầy một giây, Hạng Thiên Bá tung hoành ngang dọc ở trụng nguyên kêu lên một tiếng, đôi mắt mở o không thể tưởng tượng nổi. Mà Dương Tiêu lại nhẹ nhàng nói, anh quá yếu. Được chết trong tay của thần chết điện hạ trong truyện thuyết quả thật là vinh dự của tôi. Hạng Thiên Bá khó khăn nói. Khoảnh khắc tiếp theo, một màu đỏ ngầu xuất hiện trên cổ họng của Hạng Thiên Bá, cơ thể cao to ngã xuống đất. Cùng lúc đó, tàn thuốc mà Dương Tiêu vừa ném lên trời cũng chính thức rơi xuống. Khói tàn, người chết. Vì nhắm vào Dương Tiêu, một số lượng lớn thuộc hạ ưu tú của Phùng Tứ gia cùng với một số lượng lớn võ sĩ người Nhật dưới trướng của Miyamoto Masao đều bị Dương Tiêu chém giết. Toàn bộ quá trình không hề mất nhiều thời gian. Thần chết trở lại, những người này được định sẵn là phải trả giá bằng mạng sống của mình cho sự trở lại của Dương Tiêu. Trời ạ, Miyamoto Masao và Đường Hạo nhìn chằm chằm mắt như muốn rơi ra ngoài. Hàng trăm cao thủ bị Dương Tiêu giết với tốc độ ánh điện đá lửa. Điều này, làm sao có thể? Dương Tiêu này là quái vật hả? Đặc biệt là Đường Hạo, anh ta biết khả năng chiến đấu của Dương Tiêu phi thường, nhưng anh ta không ngờ kỹ năng của Dương Tiêu lại biến thái như vậy. Miyamoto Masao hoàn toàn không nén được sợ hãi trong lòng, ông ta vội vàng lên xe, vội vàng hét lên, mau, đi mô. Chờ tôi, chờ tôi. Đường Hạo vội vàng kêu một tiếng. Trái tim như xé nát. Hai người họ không hề hay biết, một bóng dáng quỷ dị đã lặng lẽ buông xuông. Cùng lúc đó, Long Ngũ đã bị một nhóm người bao vây. Đường Mộc Tuyết lo lắng nói, anh Long Ngũ, phải làm sao đây? Bây giờ phải làm gì? Có hàng trăm người mặc đồ đen cầm dao pha vây quanh tứ phía, điều này khiến Đường Mộc Tuyết căng thẳng đến cực điểm. Cô là một nữ doanh nhân mạnh mẽ, chứ không phải người luyện võ. Cô chỉ thấy những hình ảnh lớn như vậy trong phim, Đường Mộc Tuyết không bao giờ ngờ tới một ngày nào đó loại chuyện này lại xảy ra với cô. Em dâu, em cứ ngồi yên trong xe, đừng ra ngoài, nếu không muốn nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, thì tốt hơn hết là nên nhắm mắt lại. Long Ngũ nghiêm nghị nói. Đường Mộc Tuyết vội vàng nói, anh Long Ngũ, anh định làm gì? Làm gì, đương nhiên là trừng trị đối phương. Long Ngũ cười âm u bước xuống xe. Sau khi xuống xe, Long Ngũ trực tiếp khóa xe tránh cho Đường Mộc Tuyết bị thương. Long Ngũ khoanh tay trước ngực, tư thế kiêu ngạo nhìn người mặc đồ đen cầm đầu, Vương Cường, không ngờ đêm nay anh lại nhắm vào tôi. Anh Long, tôi cũng không ngờ có ngày chúng ta lại gặp nhau trong tình trạng đao kiếm như này. Nể tình tôi và anh từng hợp sức, giơ tay chịu trói đi. Lúc về tôi sẽ xin Tứ gia, có lẽ Tứ gia không chỉ giết anh, mà sẽ còn trọng dụng NHTL người mặc đồ đen tên Vương Cường nói đùa. Long Thiên chế nhạo, trọng dụng tôi. Vương Cường, 10 năm trước khi Long Ngũ này rung trời truyền đất ở Trung Nguyên, Phùng Tứ vẫn còn mặc quân cộc. Thật không, anh Long, sự khác này khác, giơ tay chịu trói đi, nếu không, đừng trách người anh em này không nề tình cũ. Người mặc đồ đen tên Vương Cường nhắc nhở.
Người mặc đồ đen tên Vương Cường này cũng là một tên thuộc hạ Cử Khôi dưới trướng Phùng Tứ Gia, có kỹ năng phi thường. 10 năm trước, khi Long Ngũ cai trị vùng xám Trung Nguyên, anh ta đã trung thành với Long Ngũ. Sau khi Long Ngũ quy ân giang hồ, Vương Cường trung thành với Phùng Tứ. Long Ngũ nói đùa, nể tình cũ. Vương Cường, nếu anh thật sự nể tình cũ thì lập tức dẫn người rời đi, tôi sẽ không làm khó NHL. Làm khó tôi, Long Ngũ, anh thật sự cho rằng kỹ năng của anh còn ở thời kỳ đỉnh cao à? Liêm Pha già rồi, còn có thể ăn cơm. Vương Cường cười khinh thường. Nếu kỹ năng của Long Vũ còn ở thời đỉnh cao như 10 năm trước, cho dù mang theo 300 người, anh ta cũng không dám ngăn cản Long Ngũ. Nhưng bây giờ, Vương Cường dẫn đầu hơn 100 người đã không còn để Long Ngũ vào mất. Long Ngũ giễu cợt nói, còn có thể ăn. Vương Cường, anh quá coi thường người ta. 10 năm trước tôi có thể dễ dàng treo cô, anh, 10 năm sau, tôi vẫn có thể dùng ngón tay đè anh xuống đất. Thật không anh Long, nếu không muốn chết, thì mau giơ tay chịu trói. Vương Cường trách măng. Long Ngũ cười khẩy, Vương Cường, ông đây chưa bao giờ đầu hàng. Nếu muôn mạng của tôi, cứ thả ngựa đi. Long Ngũ, đây là anh ép tôi, lên, giết anh tai ảnh mặt Vương Cường hơi lạnh, phát tay hét to. Giết đi. Trong phút chốc, hàng trăm tên áo đen hung hãn hung ác đều mang theo dao pha hung hăng lao về phía Long Ngũ. Anh Long Ngũ, cẩn thận, gương, mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết tái lại. Cô biết Long Ngũ đã từng là đại ca nổi tiếng ở thành phố Trung Nguyên, nhưng Long Ngũ đã không làm đại ca nhiều năm. Hiện tại anh đã là tổng giám đốc của tập đoàn Tuyết Vân, sợ là kỹ năng của anh đã kém hơn trước. Bây giờ có hàng trăm người đang chém giết Long Ngũ, cảnh tượng này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Long Ngũ cười ác độc nói, em dâu, ngồi yên trong xe, một đám chó gà cũng dám làm loạn trước mặt tôi. Thật không biết sống chết. Lên hết cho tôi, giết chết tên già này. Người mặc đồ đen tên Vương Cường hét lên. Trong mắt Vương, Cường, Long Ngũ đã suy sụp tinh thần nhiều năm như vậy, đã không đánh nổi từ lâu rồi. Chưa kể có hơn 100 người, dù là 10-20 người cũng đủ chém Long Ngũ thành từng miếng thịt. Bóp! Ngay lúc một người mặc đồ đen tới gần Long Ngũ, Long Ngũ nắm chặt tay phải đột nhiên bộc phát ra giống như rông xanh lao ra biển. Tốc độ của anh quá nhanh, khiến người mặc đồ đen đang tới gần chưa kịp phản ứng đã bị Long Ngũ đâm vào trán. Phí trầu người mặc đồ đen không ngờ Long Ngũ lại hung hãn như vậy, anh ta bị một đòn nặng vào trán, hai tai chảy. Máu tại chỗ, cô bị lệch, thân thể ngã xuống đất. Giết, một người mặc đồ đen khác từ bên cạnh quét tới. Long Ngũ khinh thường nói, tự tìm chết. Ngay lúc anh ta giơ con dao pha chém về phía ngực Long Ngũ hơi nghiêng người tránh đòn sát thương. Sau đó, Long Ngũ túm lấy cổ tay của người này rồi đột nhiên dùng lực. Mu này bị đau. Con dao pha trên tay rơi xuống, tay trái của Long Ngũ giơ ra nhanh chóng bắt được con dao pha. Giết, phía trước có mười mấy người xông lên. Ánh mắt Long Ngũ xẹt qua tia sáng lạnh, anh đạp lên người của người này. Ầm, hơn chục người bị cơ thể người này xô ngã. Vèo vèo on tay trái Long Ngũ cầm dao, bất ngờ quay lại chém qua hai người. Mí mắt người mặc đồ đen tên Vương Cường nhảy loạn, chết tiệt, đã 10 năm rồi, Long Ngũ này sao vẫn biến thái như vậy? Anh ta không hề biết, một con lạc đà gây còn lớn hơn một con ngựa béo. Trong 10 năm qua, mặc dù Long Ngũ đã suy sụp tinh thần rất nhiều và thân thể không đạt đến đỉnh cao, nhưng anh cũng là một anh hùng có thực lực. 10 năm trước, Long Ngũ đã tạo ra kỹ năng dùng, dao của riêng mình, dựa vào kỹ năng dùng dao của mình thống trị vùng Trung Nguyên. Bây giờ tuy kỹ năng của Long Ngũ không được như xưa, nhưng kỹ năng dùng dao đã nằm trong lòng bàn tay, sức chiến đấu chỉ tốt hơn 10 năm trước chứ không kém. Mẹ kiếp, giết anh ta. Vương Cường rồng lên. Anh ta không tin một đám người không thê dê một mình Long Ngũ. Tuy nhiên, điều khiến Vương Cường suy sụp là con dao pha trong tay Long Ngũ quá mạnh mẽ, đám thuộc hạ của anh ta giống như dưa hấu lần lượt bị chém chết dưới dao. Nhìn thấy mấy bóng người ngã xuống, Vương Cường nắm chặt tay, cầm dao pha đi về phía Long Ngũ. Vẻ on nắm bắt cơ hội, Vương Cường di chuyển chém về phía Long Ngũ như một thanh kiếm sắc bén. Đến thì tốt, Long Ngũ đã sớm đề phòng đòn đánh lén của Vương Cường. Ngay lúc Vương Cường tiếp cận Long Ngũ lao vào người anh ta, anh dùng cả hai tay cầm dao chém vào Vương Cường. Vương Cường sững sờ, anh ta không hề ngờ tới Long Ngũ sẽ đột kích anh ta. Anh ta biết Long Ngũ rất hung dữ, anh ta nhanh chóng chuyển hướng tấn công sang phòng thủ. Kẻ chi? Hai con dao chạm vào nhau, tiếng va chạm của kim loại vang lên.
Vương Cường đâu phải đối thủ của Long Ngũ, bị Long Ngũ làm chấn động ngay tại chỗ. Long Ngũ là cao thủ siêu cấp, làm sao Vương Cường có thể làm khó được. Ngay lúc Vương Cường bị đánh lui, con dao trong tay Long Ngũ đột nhiên chém mạnh, chém về phía đầu Vương Cường. Vương Cường giật mình kêu lên, anh ta cúi đầu theo bản năng. C. Mặc dù Vương Cường cúi đầu theo bản năng, những con dao pha vẫn sượt sát ra đầu của Vương Cường. Rất nhiều tóc bị cạo sạch, trên đầu Vương Cường xuất hiện một vết thương rỉ máu. Cảm nhận được mình bị thương, Vương Cường nổi trận lôi đình, Long Ngũ, đờ mờ mày, mày dám làm tao bị thương. Tay bắn tỉa đâu dê anh ta cho tôi. Giết anh tan hai tay súng bắn tỉa đứng trên cao lập tức mở ngắm bắn nhắm vào đầu Long Ngũ. Đường Mộc Tuyết cũng nghe thấy tiếng hét của Vương Cường, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi vội vàng nói, anh Long Ngũ mau tránh đi, có tay bắn tỉa. Ha ha, Long Ngũ, mẹ kiếp mày xuống địa ngục đi. Vương Cường cười điên cuồng. Có hai tay súng bắn tỉa trong bóng tối, Long Ngũ chắc chắn sẽ chết. Răng rắc răng rắc. Tuy nhiên, ngay lúc hai tay súng bắn tỉa đang chuẩn bị diệt Long Ngũ, một hát người già nua mặc đồ xám như bóng ma lặng lẽ đi đến sau lưng hai tay súng bắn tỉa. Ông nhẹ nhàng dùng lực, cổ của hai tay súng bắn tỉa trực tiếp bị ông già bẻ gãy.